Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dị thường khó xem, mạnh mẽ bài trừ vẻ tươi cười. Thực sự là một nhân sinh hỏng bét. Nghiễm Nguyên lạnh lùng nói. Là rất hỏng bét, bất quá qua cơn bí cực đến hồi Thái Lai, để ta gặp phải nhị vị, đây là muốn bắt đầu may mắn rồi sao? Lý Vân Tiêu không trả lời câu hỏi của hắn, nói. Ngươi đã đem Như Thị Ngã Văn Triệt để luyện hóa. Hai tay của Nghiễm Nguyên ôm ở trước người, một bộ dáng tràn đầy tự tin, nói. Coi như là không có luyện hóa, bắt hai người các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Lý Vân Tiêu cười khổ, đối phương đem Như Thị Ngã Văn luyện hóa trình độ ở xa trên hắn dự tính, bằng không không có khả năng từ trong tay Nghiễm Hiền đào tẩu, cũng không có khả năng lừa mình và Diệp Phàm, không một tiếng động tiến đến. Kỳ thực giữa ta và ngươi cũng không nhiều thù hận mới đúng, cái gọi là oan gia nên giải không nên. Được rồi, đừng nói nữa. Nghiễm Nguyên trực tiếp ngắt lời nói. Trực tiếp thúc thủ chịu trói, đem toàn bộ bảo vật lấy ra nữa, ta có thể ban cho các ngươi cái chết thống khoái. Bằng không đó là nuốt sống, tự chọn đi. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, nói. Ác như vậy. Nghiễm Nguyên nhìn bốn phía một cái, lộ ra vẻ âm hiểm cười, nói. Một bữa ăn rất tốt, ăn các ngươi xong, ta cực có cơ hội trùng kích cửu tinh đỉnh phong đấy. Cửu tinh đỉnh phong. Tất cả mọi người đều trong lòng chấn động mãnh liệt, Nghiễm Nguyên sau khi khôi phục lực lượng toàn thịnh, càng ngày tiến trăm dặm tiến thêm một bước. Bằng vào công pháp thôn phệ, trong khoảng thời gian này tới nay không biết đã diệt sát bao nhiêu hải tộc, tích lũy lực lượng kinh người, còn cách cửu tinh đỉnh phong đã không xa, chỉ cần cơ duyên vừa tới, tùy thời có thể đột phá. Trước tiên đem đám cặn bã này ăn vào đã. Nghiễm Nguyên xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt hóa thành hình rồng. Ở trên mặt biển làm mưa làm gió. Nước biển to lớn phóng lên cao, cuốn theo tất cả mọi người. Tốc độ của hắn cực nhanh căn bản khó có thể nắm bắt, chỉ thấy một trận gió xoáy cuốn qua, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết đã đều vang lên, trong chớp mắt cường giả cấp xa bộ tộc đều bị thôn phệ không còn. Trước đó còn náo nhiệt ra biển, trong khoảnh khắc còn lại rất ít mấy người, xa thủ càng trợn to tròng mắt, đầu óc trống rỗng. Ưng ực răng rắc. Cái miệng của Nghiễm Nguyên mở ra nhai ngấu nghiến, tiếng cắn xé khe khẽ vang lên, khiến kẻ khác rợn cả tóc gáy. Ngươi cũng là Đông Hải Long tộc một thành viên, vì sao lạ mặt như vậy? Nghiễm Nguyên nhìn chằm chằm ác linh, vừa nhai nuốt xương thịt vụn trong miệng, vừa lộ ra vẻ hoài nghi. Ừng ực, ác linh bị hắn nhìn chằm chằm cả người đổ mồ hôi lạnh, không khỏi lui về phía sau mấy bước, cả kinh nói. Đừng, đừng tới đây, chúng ta là người một nhà. Là bạn không phải địch. Âu, Nghiễm Nguyên nuốt nuốt thức ăn trong miệng xuống, phun ra một ngụm chọc khí, có chút yêu thương ngửa mặt lên trời nói. Rất sớm trước đây, ta một nhà cũng chỉ có một mình ta. Ác linh cả kinh, một cảm giác xấu xông lên đầu. Lý Vân Tiêu cũng là bỗng nhiên quát to. Lui, ác linh không kịp nghĩ nhiều, thả người đã hóa thành một đạo quang mang hướng ra phía sau bỏ chạy. Thân thể vừa khẽ động. Liền một cổ khí tức cực độ nguy hiểm phủ xuống, một cái long đầu kinh khủng thật lớn xuất hiện phía sau, há mồm đã cắn đến. Hắn bị dọa chảy ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá may là sớm có chuẩn bị, một cánh tay mạnh mẽ nổi gân xanh, nắm lên búa đã lăng không chém đến. Ầm ầm. A! Một cổ lực lượng nổ lên, nhưng trong nháy mắt đã bao phủ xuống phía dưới, chỉ nghe thấy ác linh kêu thảm một tiếng. Không trung vang lên một dòng tiên huyết. Chỉ thấy long thủ ngoài miệng lộ ra vết máu, ác linh còn lại là một cánh tay bị cắn rớt, ngay cả búa cùng nhau bị Nghiễm Nguyên nuốt vào. Ác linh hai chân đều như nhũn ra, liều mạng nhảy vào bên trong Di Sơn đảo hải đại trận. Chỉ cảm thấy bốn phía lập tức trở nên cổ quái, chính mình hình như tiến nhập một đoàn cây bông, xung quanh trở nên mềm nhũn đứng lên, không thi triển ra lực. Sa thủ trước đó trăm phương ngàn kế dụ dỗ ác linh tiến nhập trong đó, hiện tại thực sự vào được. Nhưng không có mảy may vui vẻ, ngược lại là sắc mặt trắng xanh. Chỉ thấy Nghiễm Nguyên không có hảo ý xông lại, vội vàng một tay bấm tay niệm thần chú, cả người thoáng cái đã biến mất trong trận, biến mất. Nghiễm Nguyên vừa vào trong trận, nhất thời sắc mặt đại biến, cả giận nói. Di Sơn đảo hải. Hắn vốn là người trong vương tộc, tự nhiên minh bạch trận này lợi hại, khuôn mặt trong nháy mắt đã vặn vẹo, gào thét nói. Nghiễm Hiền a Nghiễm Hiền để giết ta. Không chỉ có lén vào vũ địa trộm lấy hám long chùy, ngay cả loại liên hoàn đại trận kéo dài qua toàn bộ hải vực này cũng bố trí đi ra sao.
quả nhiên là dụng tâm lương khổ a. Con ngươi của hắn thoáng cái thay đổi đến đỏ ngầu, sát tâm nổi lên. Xa thủ chính là cái hải vực này bày binh bố trận người, nắm trong tay trận pháp cơ yếu, được thiên thời địa lợi, nhưng ở dưới dâm uy của Nghiễm Nguyên, cũng không dám mạo muội hiện thân, mà là đang chỗ tối thì bí quyết, đầu tiên là mở trận pháp thông đạo, đồng thời đem tin tức chuyển hướng còn lại trận địa. Sau đó trong trận cơ quan bộ phận vận chuyển, một kẻ khác cảm giác xấu ở trong trận truyền ra, mặc dù là Nghiễm Nguyên cũng dị thường cảnh giác. Trận pháp vừa mở, cả cái hải vực mới bắt đầu trở nên không bình thường đứng lên, giống như là bao phủ một bình thủy tinh, hình như cùng với ngoại giới cô lập. Người bên ngoài thoáng cái đã không thể nhìn thấy bên trong. Diệp Phàm cả kinh nói. Bọn họ đều vào trận rồi, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Tên ngu xuẩn không biết đem Nghiễm Nguyên dẫn dụ vào là được, ngay cả mình cũng đáp tiến vào. Muốn phá trận này cũng không khó, khó khăn là trận pháp này dị thường lớn, có thể bố trí đòn sát thủ nối tiếp, vừa vào trong đó đã khó có đường sống. Diệp Phàm nói. Vậy làm sao bây giờ? Không cứu hắn. Lý Vân Tiêu nói. Tên ngu xuẩn tuy rằng cùng ta không đồng lòng, nhưng dù sao là người một nhà, đương nhiên phải cứu trợ hơn nữa. Nghiễm Nguyên nghĩ lầm trận pháp này là dùng để bắt hắn, có lẽ là cơ hội tốt nhất để phá vỡ trận này. Ngươi vào trong giới thần bi đi. Hắn đem Diệp Phàm thu vào giới thần bi, đem phá không toa lấy ra ngoài, chậm rãi bước vào bên trong trận pháp. Một cảm giác mềm nhũn lập tức mà đến, để hắn có loại cảm giác không thi triển được lực, hơn nữa trước mắt cảnh biển biến hóa, tựa hồ tiến nhập một mảnh hải vực độc lập. Lý Vân Tiêu vừa mới bước vào trong đó, liền cảm thấy một cổ nguy hiểm phủ xuống. Phóng nhãn mọi nơi nhìn lại, một mảnh sinh vật biển đông nghịt đem chính mình vây lại, nhìn kỹ, đúng là một từng con màu đỏ hải mã, trong mắt lộ ra hung quang. Lý Vân Tiêu nội tâm cười khổ một trận, tràng cảnh năm đó cùng với bây giờ giống nhau như đúc, chỉ bất quá lúc đó vây công không phải là đám hải mã, dựng lên một loại cổ quái hình chữ nhật sinh vật, nhưng đại đồng tiểu dị. Ầm ầm, xa xa truyền đến tiếng chấn giống liên tục, từng đạo long tức lan truyền ra. Cách đó không xa ác linh đang rơi vào trong khổ chiến, vây quanh hắn tất cả đều là đủ loại động vật. Tuy rằng mỗi một chiêu đều đánh chết mảng lớn, thế nhưng cuồn cuộn không ngừng trào lên, vẫn để cho hắn kinh sợ không ngớt. Nguyên bản đã gãy một cánh tay, thể lực hao tổn cực lớn, hiện tại càng thể lực không ngừng giảm xuống. Lý Vân Tiêu vừa xuất hiện, bốn phía hải mã cấp tốc tràn tới, trong miệng phun hỏa diễm về phía hắn. Trong sát na cả người đã biến thành một hỏa nhân. Lý Vân Tiêu đầu tiên là cả kinh, sau đó mừng rỡ trong lòng đứng lên, hắn phát hiện đám hải mã này chỉ biết vây bắt hắn phun lửa, tuy rằng hỏa diễm liên tiếp, khí thế kinh thiên, nhưng sát thương cũng không mạnh. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nổi lên một đạo phòng ngự, đã an toàn để đó không dùng ở hỏa diễm nội bộ, lẳng lặng quan sát bốn phía cảnh tượng, đột nhiên ánh mắt một ngưng, thầm nghĩ không tốt. Ở cách đó không xa nhất phương hải vực thượng, đột nhiên không gian nhộn nhạo cực kỳ lợi hại, từ từ hình thành một đạo vòng xoáy, từ bên trong dần dần truyền đến khí tức cường đại. Sau đó, hơn 10 đạo quang mang từ vòng xoáy ra, phủ xuống trên hải vực. Đúng là thân ảnh cường giả rậm rạp chằng chịt, có hơn 100 người. Lý Vân Tiêu biết đây cũng là từ các hải vực khác truyền tống đến đây, toàn bộ Di Sơn đảo hải đại trận, kể cả thiên nam địa bắc, một phương có tin tức, lập tức tứ diện tới cứu viện. Bên cạnh thân đám người kia quang mang lóe lên, thân ảnh của xa thủ nổi lên, trên mặt tràn đầy mừng rỡ và phẫn nộ, cùng mọi người đơn giản nói chuyện một chút, câu đều đưa ánh mắt đầu đến đây. Đột nhiên toàn bộ trên biển truyền đến một tiếng giống lớn kinh thiên. Sau đó là tiếng cuồng tiếu vang lên. Ha 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 ha, một đám ngu xuẩn dĩ nhiên dùng biện pháp như thế đi đối phó ta, thực sự là đồ ngu a Nghiễm Hiền, xem ra ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi một phen đấy. Chỉ thấy một đạo long ảnh to lớn bay lên không, mở ngụm lớn đã hướng phía vô số sinh vật biển thôn phệ đi. Các loại các dạng đê giai sinh vật biển, như là nhổ cây đậu vậy, đều bị hút vào trong cái miệng lớn của Nghiễm Nguyên. A, à, tất cả mọi người triệt để nhìn xem choáng váng, Lý Vân Tiêu cũng là trợn mắt há hốc miệng. Những sinh vật biển này tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, như thế vô cùng vô tận ăn đi, không phải là bị no chết, chính là trực tiếp đột phá đến cửu tinh đỉnh phong. Nhưng nhìn xem vẻ mặt Nghiễm Nguyên bộ dáng mừng như điên, cùng với năng lực tiêu hóa của hắn, no chết tựa hồ không quá khả năng. Không tốt chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn.
Đám hải tộc cường giả vừa mới tới kia, trước không có thấy được Nghiễm Nguyên kinh khủng, đều là trợn mắt nhìn, ỷ vào nhiều người gan lớn, một chút toàn bộ vọt tới. Ha ha! Nghiễm Nguyên vừa ăn vừa cười ha hả, toàn bộ thân thể hình rồng không ngừng quẫy động trên không trung, tựa hồ dị thường hài lòng. Lý Vân Tiêu hướng phía ác linh quát dẹp đường. Ngu xuẩn, mau tới đây. Ác linh cả kinh, nghe được thanh âm của Lý Vân Tiêu, đại hỉ hướng phía phương vị này chém giết quá khứ. Nghiễm Nguyên ở một bên ăn nhiều đê dai sinh vật biển, một bên mắt bốc hàn quang, hai tay vỗ xuống, một đạo kim quang từ trên người hắn nổi lên, trực tiếp bắn về phía trên cao. Đạo kim quang kia trên không trung triển khai, hóa thành một phương đài sen, bắn ra ngũ quang thập sắc. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như vụ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Trong tay của Nghiễm Nguyên quyết ấn cùng nhau, trên pháp hoa đài sen quang mang chiếu xuống, nơi đi qua, một mảnh pháp quang đẹp mắt, khiến kẻ khác mắt mê. Trên mặt hắn tràn đầy chiêu tức, một cổ nguyên lực ở trong tay tản ra, hóa thành du long từ lòng bàn tay chui ra. Hỗn nguyên nhất khí, ầm ầm, đạo du long rít gào kia dựng lên, thoáng cái nhảy vào đoàn người. Những cường giả kia thân thể đều nổ tung, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm thiết liên tục. Không chút năng lực chống đối nào, hoàn toàn là đơn phương tàn sát, mấy hơi thở đã đem mấy trăm người đều chém tuyệt. Trong mắt Nghiễm Nguyên toát ra tinh mang, một viên vòi nước hóa thành thập bội khổ, gào thét lớn lăng không hút một cái, đem cả đám cụt tay cụt chân này toàn bộ nuốt vào bụng. Xa thủ còn có vài tên cường giả đầu lĩnh chưa chết, đều là cả người rét run, sợ đến chân mềm. Xa thủ vội vàng quyết ấn biến đổi, lần thứ hai trốn vào trong trận pháp, biến mất. Vài tên nhảy qua vực mà đến cường giả, tất cả đều hoảng sợ kêu to lên. Đừng a, dẫn chúng ta cùng nhau ẩn chui a. Nhưng đâu còn có hồi âm. Giống. Nghiễm Nguyên trong nháy mắt đã vào tới, một trường đem mấy người đều giết chết, toàn bộ mở miệng lớn nuốt trọn. Lý Vân Tiêu cũng từ trong đám hải mã tuôn ra một con đường. Trực tiếp đem ác linh thu vào trong giới thần bi, muốn thoát đi. Đột nhiên một đạo chùm tia sáng chiếu xuống, trong mơ hồ một mảnh điềm lành, như thị ngã văn đem một phương không gian định trụ. Con mẹ ngươi! Lý Vân Tiêu mắng to một tiếng, trong tay lãnh kiếm băng xương dương lên, một hàn khí vọt lên, đem điềm lành ánh sáng ngăn trở. Kiếm khí trên không trung tụ họp một chút, vô số quy tắc hiện lên, kiếm quyết hiện ra, trực tiếp bổ ra một cái lối đi. Hừm, đừng nghĩ đi. Không trung đột nhiên tối sầm lại, thân ảnh của Nghiễm Nguyên chẳng biết lúc nào đã đi tới phía trên, hai tay trong một đoàn chân nguyên, ngưng tụ thành trưởng lực muốn chụp xuống. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, nếu là bị một trưởng bắn trúng, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn mạnh mẽ hai tay bấm tay niệm thần chú, trên người một cổ long uy vô biên đánh sơ xác ra, phát sinh long tức chi lực cực mạnh. Cái gì, đây là... Nghiễm Nguyên toàn thân chấn động. Trong tay trưởng lực thoáng ngưng trệ, cổ thủy long khí tức để hắn khiếp sợ dị thường, từ trong linh hồn sinh ra một tia sợ hãi. Mà lúc này một đạo long ngâm từ trong miệng Lý Vân Tiêu giật mình, như là thiểm điện từ trên trời cao đánh xuống, trực tiếp hướng phía hắn phóng tới. Tiếng long ngâm kia càng giống như là từ thái cổ mà đến, mang theo vô thượng uy áp và trang nghiêm, hình như thực sự long bay liệng cửu thiên. Trong lòng Nghiễm Nguyên giật mình như cơn sóng gió động trời. Tiếng rồng ngâm dĩ nhiên trực tiếp áp bách linh hồn của hắn, để hắn từ nội tâm sản sinh sợ hãi cực lớn, có loại cảm giác không thể địch lại được. Lý Vân Tiêu ở sau khi phun ra một đạo long ngâm, lập tức tế xuất phá không toa, sẽ thoát đi đại trận. Hắn hết sức rõ ràng tiếng long ngâm của mình chỉ là đồ hàng mã, hoàn toàn mô phỏng theo thủy long nhất ngâm, đối phương phổ thông vũ đế còn được, đối phó với Nghiễm Nguyên căn bản chỉ có thể tạo được tác dụng đe dọa. Phá không toa thi triển ra. Lý Vân Tiêu phi độn bên trong. Đột nhiên một đạo ngân quang chớp động, kiếm thế kinh người xẹt qua phía chân trời. Ầm ầm, phá không toa tại chỗ nổ lên, Lý Vân Tiêu ở dưới thế kiếm kia hóa thành lôi điện, chui ra mấy chục thước, lúc này mới tránh được một kiếp. Nhưng bị kiếm khí chém vào bên trong cơ thể, hóa ra thân thể sau đó phun ra một búng máu tươi. Hắn kinh hãi nhìn xa xa trên mặt biển. Một đạo ngân quang chậm rãi mọc lên. Dần dần hóa ra một bóng người như ẩn như hiện đến, lạnh giọng nói. Dám đem thi cốt tộc nhân ta luyện thành huyền khí, tội chết. Ngân quang lóe lên, lại là một đạo kiếm quang bổ tới. Lý Vân Tiêu tâm trạng hoảng hốt, người trước mắt này chính là Ngân Linh Chi tộc Phương, cửu tinh đỉnh phong vũ đế cường giả,
Một kiếm kia tuy là tiện tay chém ra, đã có khả năng hủy thiên diệt địa, toàn bộ trong trận hải vực đều bị chém thành hai khúc, gào thét dựng lên. Nghiễm Nguyên cũng từ trong lần biến hóa này tỉnh táo lại, con người đột nhiên co rút, quát dẹp đường. Ngân Linh, thân ảnh của hắn lóe lên, trên người một đạo hư ảnh phá thể ra, so với kiếm thế còn nhanh, vọt tới trước người Lý Vân Tiêu, lăng không ngưng chảo, hướng phía trên kiếm khí chộp tới. Phanh, kiếm khí trực tiếp đem giá một đạo tàn ảnh chém toái, giật mình trận trận sóng biển. Ngân Linh chi chủ thu hồi kiếm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói. Nghiễm Nguyên đại nhân, Nghiễm Nguyên nhìn xem Lý Vân Tiêu không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi một cổ long tức để hắn tâm kinh đảm hàn, lấy kiến thức của hắn tự nhiên minh bạch lực lượng kia tuyệt không đơn giản, tựa hồ chính là chân long chi lực trong truyền thuyết. Do đó hắn nhất định phải biết rõ ràng, lúc này mới xuất thủ cứu giúp. Hừm, đại nhân không dám nhận tu vi của ngươi đã ở trên ta, nên ta gọi là ngươi đại nhân mới đúng. Nghiễm Nguyên vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt tràn ra hàn khí. Ngân Linh chi chủ nói. Nghĩ không ra đại nhân chưa chết, dĩ nhiên là sự thực. Nghiễm Nguyên hừ nói. Chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch ngươi đã cũng xuất hiện, nói vậy Nghiễm Hiền cũng sắp đến rồi đi. Hắn cảnh giác mọi nơi vừa nhìn, đem Như Thị Ngã Văn thu tay về chung. Ngân Linh chi chủ chỉ vào Lý Vân Tiêu, nói. Ta lần này chạy đến là vì bắt hắn, về phần việc của Nghiễm Hiền đại nhân ta cũng có nghe thấy, lại nghĩ không ra sẽ hội ngộ đại nhân ngươi, quả thật là trùng hợp. Ha ha, là trùng hợp. Nghiễm Nguyên cả giận nói. Ngân Linh, ta trước đây còn tưởng rằng ngươi là một người trung hậu, nghĩ không ra cũng biến thành gian trá bắt đi nếu không có Nghiễm Hiền trợ giúp bắt ta, chỉ bằng vào một gã trung giai vũ đế nhân loại này, sẽ đáng giá ngươi xuất thủ sao? Ngân Linh đứng đầu lạnh nhạt nói. Nghiễm Nguyên đại nhân có chỗ không biết, tên nhân loại này phạm phải tội lớn ngập trời. Hình mẫu đại nhân tự mình đưa tin với ta, để ta tự mình xuất thủ bắt hắn. Phạm tội lớn ngập trời. Nghiễm Nguyên lạnh lùng nói. Chân chính phạm phải tội lớn ngập trời chính là Nghiễm Hiền, người nếu nguyện trợ giúp ta cùng nhau giết Nghiễm Hiền. Nếu là được chuyện, chỉ cần Nghiễm Nguyên ta còn tồn tại một ngày, Ngân Linh bộ tộc liền cùng vương tộc ngồi ngang hàng với nhau. Ngân Linh chỉ cua lắc đầu nói. Đây là chuyện riêng của gia đình đại nhân ngươi, ta ngoại nhân không tiện nhúng tay. Lý Vân Tiêu này đào móc chặt đứt linh mạch chi nhãn của vương cung. Toàn bộ vương tộc chi địa dùng chân hủy hết, đây đã là đại sự liên quan đến tôn nghiêm của cả Đông Hải. Cái gì? Nghiễm Nguyên toát ra vẻ hoảng sợ khó có thể tin, cả kinh nói. Hắn móc xuống vương cung linh mạch chi nhãn. Ở từ trên mặt chủ nhân Ngân Linh đạt được khẳng định trả lời thuyết phục, Nghiễm Nguyên cả người đều ngây dại ra ở, hướng phía Lý Vân Tiêu nhìn lại. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Không nghĩ qua là, lỡ tay mà thôi. Nghiễm Nguyên lúc này mới thực sự tin tưởng, mạnh mẽ ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha hay, hay, đào thật là tốt Nghiễm Hiền vô năng a, để Đông Hải đã đánh mất mặt mũi lớn như vậy ta xem hắn còn mặt mũi nào ngồi ở trên ghế Đông Hải chi chủ. Trong mắt hắn vẻ châm chọc và hàn lãnh chấp động không ngớt, tựa hồ đang tính toán cái gì. Ngân Linh chi chủ lắc đầu nói. Bất kể như thế nào, đại nhân cũng đều là sống ở Đông Hải, không nên nhìn có chút hả hê như vậy. Trong mắt của Nghiễm Nguyên lóe lên hàn khí, lạnh lùng nói. Thế nào, Ngân Linh ngươi ở đây giáo huấn ta sao? Ngân Linh chi chủ quay đầu đi, không muốn đối mặt với ánh mắt băng lãnh của hắn, lạnh nhạt nói. Cũng không phải là ta giáo huấn đại nhân, chỉ là hy vọng đại nhân không nên nhúng tay ta bắt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ta xem rất hợp mắt, ta bảo vệ rồi, ngươi nếu là muốn bắt hắn, liền đối với ta xuất thủ. Thân ảnh của Nghiễm Nguyên lóe lên. Liền ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không hiểu ra sao, không rõ Nghiễm Nguyên vì sao phải giúp hắn, chẳng qua là cảm thấy thế sự như kỳ, biến hóa quá nhanh. Sắc mặt của chủ nhân Ngân Linh nhất thời rét lạnh xuống tới. Đại nhân không nên ép ta. Nghiễm Nguyên tuy rằng tu vi so với hắn thấp hơn một tầng, nhưng bản thân cắn nuốt nhiều hải tộc cường giả như vậy, cũng mơ hồ mò tới cánh cửa cửu tinh đỉnh phong, lại thêm Như Thị Ngã Văn, nhưng cũng không sợ hắn. Ta đó là ép ngươi, ngươi lại sẽ làm thế nào? Giữa hai người bầu không khí thoáng cái lạnh lùng lên, sát ý giạt rào. Đã như vậy, ta liền thử xem đại nhân những năm gần đây tu luyện thần thông. Chủ nhân Ngân Linh phất ống tay áo một cái,
cả người kiếm thế vén lên, toàn bộ ngoài khơi trong sát na tách ra, ngập trời chi thế ở phía sau hắn ngưng tụ thành, cùng với quanh thân kiếm thế hợp làm một thể. Nhiễm Nguyên thần sắc ngưng trọng, trực tiếp phóng xuất như thị ngã văn, vạn đạo kim quang bay vụt đi ra, ở trên trời cao vũ động, cùng với hải thế ngập trời hình thành phân biệt rõ ràng hai cổ lực lượng. Chủ nhân Ngân Linh vẻ mặt đạm nhiên, tựa hồ cũng lơ đỉnh, chỉ là có chút kinh ngạc đang nhìn như thị ngã văn trên bầu trời, tựa hồ có chút dáng vẻ trầm tư. Nhiễm Nguyên còn lại là trong lòng lo nghĩ, cũng đồng thời hiểu chính mình hiểu lầm lúc trước, nếu là Lý Vân Tiêu thực sự đào móc Đông Hải Vương cung linh mạch chi nhãn, như vậy Di Sơn đảo hải trận pháp tất nhiên là chuẩn bị cho hắn, chính mình rốt cuộc xông lầm qua đây. Nhưng mặc kệ như vậy, trận này vừa mở ra, sẽ có cuồn cuộn không ngừng cường giả nhảy qua vực mà đến, không bài trừ Nghiễm Hiền cũng sẽ tìm được tiểu trận gần nhất, truyền tống đến tận đây. Nói chung ở trong trận này chờ đợi càng lâu sẽ càng nguy hiểm. Lý Vân Tiêu cảm thụ được trên người Nghiễm Nguyên phát ra khí tức, cũng không so với cửu tinh đỉnh phong vũ đế yếu hơn, nhưng cảnh giới thật là vẫn cắm ở dưới đỉnh phong. Kỳ thực ngươi có thể thử lợi dụng siêu phẩm huyền khí, trùng kích đạo trạm kiểm soát này. Lý Vân Tiêu không để ý Nghiễm Nguyên ngạc nhiên thần sắc, bắt đầu giải thích. Siêu phẩm huyền khí đều là đại thuật luyện sư vào lúc nhìn thiên địa quy tắc cảm ngộ được, mở lại địa nước lửa phong, luyện chế mà thành. Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội, một pháp thông tức vạn pháp thông. Lời vừa nói ra, như sương mai hoa quỳnh, lóe lên rồi biến mất, lại làm cho thân thể Nghiễm Nguyên bỗng nhiên đại chấn. Kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội, một pháp thông tức vạn pháp thông. Nghiễm Nguyên cả người trong nháy mắt si ngốc, kinh ngạc nhìn không trung pháp hoa đài sen, một đạo linh quang ở trong lòng hiện lên. Trên như thị ngã văn bỗng nhiên pháp vinh dự đón tiếp hạ, đem cả người hắn bao ở trong đó. Một phạm âm phạm sướng, ở toàn bộ hải vực thượng vang lên, sắc trời mở rộng ra, gió nổi mây phun. Vô số thiên địa quy tắc trống rỗng mà hiện, từ bốn phương tám hướng tụ đến, toàn bộ thiên hải trong lúc đó, đều chiếu vào bên trong như thị ngã văn pháp quang, trang nghiêm túc mục. Chủ nhân Ngân Linh cả kinh, nhất thời hiểu tình huống, biết Nghiễm Nguyên sẽ đột phá. Hắn biến sắc, lập tức liền muốn thừa cơ đem Lý Vân Tiêu bắt đi, để tránh khỏi cùng với Nghiễm Nguyên chống lại. Giữa lúc hắn thi triển hư không thuật, chỉ cảm thấy cả người nguyên lực vận chuyển rất khó, hơn nữa Ngân Linh bộ tộc tự mang thiên phú thần thông, ở dưới hoa liên pháp quang này, lại không có cách nào vận chuyển. Cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngân Linh chi chủ trong lòng hoảng hốt, không khỏi dị thường khiếp sợ. Hắn đó là cửu tinh đỉnh phong vũ đế cường giả, võ đạo cực hạn cái thế tồn tại a, làm sao có thể sẽ bị ánh sáng của một kiện bảo vật huyền khí chân áp. Trên pháp hoa đài sen quang mang lưu chuyển, phạm âm đầy dẫy thiên địa, trên đài sen mơ hồ có hư ảnh hiện lên. Đây chẳng lẽ là... Chủ nhân Ngân Linh trong lòng giật mình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hãi nhìn như thị ngã văn, cả người triệt để ngây dại ra. Pháp hoa đài sen như thị ngã văn. Bên trong pháp quang, Nghiễm Nguyên hai tròng mắt đóng chặt, cả người yên lặng ở một vô biên biển sức mạnh to lớn ở giữa, sắc mặt đoan trang hiền lành, trang nghiêm nghiêm nghị, nghiễm nhiên một dáng trưởng giả thánh hiền. Lý Vân Tiêu cũng là ngơ ngác nhìn, nuốt nuốt nước miếng, hắn bất quá tùy ý vừa nói mà thôi, không ngờ đã đưa đến kỳ hiệu. Hơn nữa Nghiễm Nguyên lúc này hiển hóa đi ra ngoài khuôn mặt từ bi, ai có thể biết đúng là một đại ác ma ăn tươi nuốt sống, tội ác tày trời. Ở dưới pháp quang, Lý Vân Tiêu cũng đã nhận ra chính mình nguyên lực bị nghẹt, nhưng trong cơ thể thần dịch lực lại không bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa giới thần bi ở trong người thấp giọng kêu to, tựa hồ muốn cùng tranh minh. Lý Vân Tiêu đem tiếng khí minh của giới thần bi áp chế xuống, để tránh khỏi phá hư Nghiễm Nguyên tấn cấp. Hắn lúc này cũng đại khoái suy đoán được, tất nhiên thì trước đạo kia đựng thủy long chi thức long ngâm, đưa tới Nghiễm Nguyên thật là hiếu kỳ. Nhưng vô luận như thế nào? Chỉ cần Nghiễm Nguyên có lòng cứu hắn, là có thêm một phần nắm chặt thoát đi khỏi Đông Hải. Chủ nhân Ngân Linh đã bị một màn trước mắt khiếp sợ không cách nào phục hồi lại. Trong truyền thuyết tứ hải thánh khí, Hải Hoàng Điện đời đời thương truyền chí bảo, dĩ nhiên rơi vào trong tay Nghiễm Nguyên. Chẳng lẽ là hắn từ Hải Hoàng Điện trộm đi ra ngoài? Chủ nhân Ngân Linh lắc đầu liên tục, lập tức bỏ đi cái ý niệm này, lấy thực lực và thương thế trước đó của Nghiễm Nguyên. Tuyệt không khả năng từ Hải Hoàng Điện lén trộm ra đồ vật, huống chi là thánh khí. Chẳng lẽ là Hải Hoàng Đại Nhân ban thưởng cho hắn? Ngân Linh chi chủ lần thứ hai bài xích cái ý nghĩ này,
như thị ngã văn tượng trưng đó là vô thượng vinh quang, chỉ có lịch đại hải hoàng mới có tư cách nắm giữ. Các loại ý niệm trong đầu lần lượt mà đến, lại không cách nào bình tĩnh được. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng kinh hãi không thôi, Nghiễm Nguyên đối với như thị ngã văn nắm trong tay trình độ tựa hồ còn ở trên hắn khống chế giới thần bi, dưới loại pháp quang này, có thể trấn áp chủ nhân ngân linh, quả thực chính là không thể tin nổi. Hắn đưa mắt nhìn lại, đồng lực mở, mơ hồ năng thấy pháp hoa đài sen thượng nhàn nhạt hư ảnh, như có như không. Mà Nghiễm Nguyên cả người đều yên lặng tại dưới trạng thái tấn cấp kia, đối với ngoại giới tất cả đều mắt điếc tai ngơ, điều này cũng làm cho Lý Vân Tiêu thập phần hoài nghi. Thời gian trôi qua từng giọt, mọi người lại phảng phất như đã trải qua cả thế kỷ. Sau đó, vô số pháp quang đều hội tụ trong cơ thể Nghiễm Nguyên, một biển lực mở ra. Nghiễm Nguyên chậm rãi mở hai tròng mắt ra, một đạo ánh mắt như điện xuống. Trên bầu trời như thị ngã văn thu liễm pháp quang, hóa thành một đóa tiểu kim liên, huyền phù ở trong lòng bàn tay của Nghiễm Nguyên, như ngọc chớp động. Ngân linh, cho ngươi một lần cơ hội, đầu nhập vào ta miễn cho khỏi chết. Chủ nhân ngân linh toàn thân đại chấn, lúc này khí tức trên người Nghiễm Nguyên đã không chút nào ở dưới hắn, mà đạo ánh mắt sắc bén kia, càng làm cho trong lòng hắn run lên. Chủ nhân ngân linh trầm giọng nói, ta chỉ chung với Đông Hải chi chủ, nếu là đại nhân tương lai có thể lên đỉnh, ta tự nhiên sẽ chung với ngươi. Giữa Nghiễm Nguyên đại nhân và Nghiễm Hiền có ân oán quả thật là chuyện nhà, ta không tiện tham dự. Hắn nhìn thoáng qua Lý Vân Tiêu, nói, về phần tên nhân loại này, đại nhân nếu là ngăn cản, ta cũng bất lực, không thể làm gì khác hơn là tay không trở lại hướng hình thị đại nhân giao phó. Hắn quay người lại, toàn bộ trên mặt biển nổi lên một trận ngân quang, ba đảo lân lân. Thân ảnh của chủ nhân ngân linh ở dưới ngân mang kia, dần dần tiêu thất. Nơi đây tình thế hắn hoàn toàn xem không hiểu, thẳng thắn tẩu vi thượng sách, để tránh khỏi rơi vào tranh đấu vương tộc nắm quyền. Hừm, giảo hoạt. Nghiễm Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quay lại, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, thập phần bất thiện. Lý Vân Tiêu nói, muốn biết lai lịch của một luồng long tức kia, liền khách khí một chút. Hắn vừa thấy Nghiễm Nguyên sắc mặt trầm xuống, vội vàng nói bổ sung. Ta đó là cửu giai đại thuật luyện sư, đừng hy vọng đối với ta siêu hồn, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, đây chính là một luồng thập giai long tức Nga. Quả nhiên, Nghiễm Nguyên thân thể chấn động. Tuy rằng từ lâu đã đoán được, nhưng từ trong miệng của Lý Vân Tiêu đạt được xác nhận, vẫn là dị thường khiếp sợ. Đem việc này từ đầu đến cuối báo cho biết ta, sau đó lưu lại hai kiện thánh khí, có thể thả ngươi rời khỏi. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi muốn cầu cạnh ta, chúng ta đã có không gian nói chuyện. Nghiễm Nguyên sắc mặt phát lạnh, nói. Ngươi lại muốn hiếp bức ta, không có nghe lầm đấy chứ. Hắn giơ tay lên. Hóa thành long chảo liền hướng tới trên người Lý Vân Tiêu chụp tới. Tuy là tùy ý một chảo, nhưng cửu tinh đỉnh phong chi lực trực tiếp đem bốn phía chân áp, lợi chảo lăng không xuống. Lý Vân Tiêu không dám khinh thường, hai tay cầm kiếm, vô số kiếm chi quy tắc vần quanh, hướng về bàn tay long chảo lòng đâm tới. Hàn quang chiếu ảnh, kiếm chi lợi hại vô cùng, chia cắt không khí, đồng thời hàn khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Long chảo của Nghiễm Nguyên vừa chạm vào. Liền cảm thấy trong tay hơi đau nhức, lại bị đâm rách da thịt. Hắn kinh hãi, vội vàng đổi chảo thành trường, quả đấm vừa lột, phanh một tiếng vỗ vào trên thân kiếm. Phanh! Hàn quang chợt nổi lên, kiếm ý bị vỗ mà tán, Lý Vân Tiêu ở trên mặt biển liền lùi lại mấy chục thước, bị chấn thất điên bát đảo. Nghiễm Nguyên thần sắc một ngưng, nói. Ta lại đã quên mất, tiểu tử ngươi thực lực cùng với cảnh giới chênh lệch cực lớn, chí ít cũng có chiến lực bát tinh vũ đế. Lại thêm siêu phẩm huyền khí trong tay, thảo nào dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Lý Vân Tiêu trong lòng phát khổ, nếu là thật đánh nhau, hắn thì là con bài chưa lật hao hết, cũng một nắm chặt từ Nghiễm Nguyên trong tay chạy thoát. Đối phương chắp tay đứng yên ở trên mặt biển, hiển nhiên là không muốn đúng tự mình động thủ. Hắn đoán không ra tâm tư của Nghiễm Nguyên, ngược lại nói rằng. Chúng ta lúc này cùng chung địch nhân chắc là Nghiễm Hiền mới đúng, không bằng nghĩ biện pháp rời đi đến Đông Hải. Nghiễm Nguyên hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Rời khỏi, vì sao phải rời khỏi? Lý Vân Tiêu nói. Âu, vậy ngươi có ý nghĩ gì? Khóe miệng của Nghiễm Nguyên nhếch lên cười nhạt, một cổ cường đại tự tin không gì sánh được từ trên người hắn phát ra, từng chữ nói. Ôm cây đợi thỏ.
Lý Vân Tiêu cả kinh, nói. Người nghĩ cùng với Nhiễm Hiền chính diện đánh một trận. Nhiễm Nguyên nói. Có gì không thể. Lý Vân Tiêu trong lòng khiếp sợ không thôi, nhìn xem bộ dáng của Nhiễm Nguyên, cũng không giống như là đang nói láo. Hơn nữa Nhiễm Nguyên cũng không phải hạng người lỗ mãng, hắn tại sao lại cường đại tự tin như thế. Nhiễm Nguyên tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói. Người có phải cảm thấy ta vừa bước vào cửu tinh đỉnh phong, có chút tự cao tự đại. Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu thật sự là như thế, ngươi cũng sẽ không ở trên hãm không đảo ẩn giấu lâu như vậy. Nhiễm Nguyên gật đầu, nói. Ngươi cũng không đơn giản. Nể tình ngươi một lời nói chúng ra huyền cơ, trợ giúp ta đột phá, ta liền cho ngươi xem một hồi vở kịch đặc sắc. Lúc này cách đó không xa trên hải vực lần thứ hai không gian hoảng động, từng nhóm một cường giả phủ xuống mà đến. Bọn họ liếc mắt liền thấy Lý Vân Tiêu. Hét lớn đã xung phong liều chết mà lên. Tướng mạo của Lý Vân Tiêu từ lâu đi qua ảnh tức chi thuật truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Lý Vân Tiêu thần thái lạnh nhạt đứng ở trên mặt biển lẳng lặng bất động, có Nghiễm Nguyên bên người, hắn biết hắn sẽ không bỏ qua những lương thực này. Quả nhiên, Nghiễm Nguyên liếm môi một cái, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Ầm ầm, hắn há to mồm một tiếng huýt sáo dài, một đạo long ngâm đánh văng ra, sơn hô hải khiếu, bầu trời nghiền nát. Vô số kinh đào cuồn cuộn nổi lên, hóa thành từng đạo thủy long, tựa hồ có mình ý thức như nhau, hướng phía hải vực bầu trời mang tất cả ra, các lộ cường giả không ít tại chỗ đánh chết, còn dư lại cũng đều bị thủy long đều thôn phệ. Sau đó Nghiễm Nguyên há mồm hút một cái, toàn bộ hải quái không trọn vẹn toàn bộ bị nuốt vào bụng. Chỉ còn lại có hai tên cửu tinh vũ đế cường giả, chính là truyền tống mà đến đại tộc thống lĩnh, đều lộ ra vô cùng khủng hoảng và kinh sợ. Một người trong đó mở to hai mắt, kinh hãi nói. Nghiễm Nguyên. Nghiễm Nguyên liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Âu, nguyên lai là Nhung Ngao, nghĩ không ra ngươi cũng bước vào cửu tinh võ đế, thật đáng mừng a. Mặt khác người nọ cũng là cả kinh nói. Nghiễm Nguyên, Đông Hải vương tộc, ca ca của Nghiễm Hiền đại nhân. Vị vương tử hơn 10 năm trước phản bội mà chết. Nhung Ngao hoảng sợ nói. Ngươi, ngài. Đại nhân ngài không phải đã bỏ mình sao? Nghiễm Nguyên ánh mắt lạnh lẽo xuống, nói. Phản bội chính là Nghiễm Hiền tên xúc sinh kia hai người các ngươi có nguyện thuần phục ta hay không? Ta. Nhung Ngao thoáng cái không biết trả lời như thế nào cho tốt, kinh ngạc ở nơi đó. Quên đi, nếu không thích, vậy cho ta bổ sung điểm dinh dưỡng đi. Nghiễm Nguyên không nhịn được, một tay bấm tay niệm thần chú, pháp hoa đài sen phá thể ra. Trên không trung lượn vòng, từng đạo hoa quang bắn ra, đem hải vực soi sáng một mảnh ôn hòa. Đây là... Nhung Ngao và tên cửu tinh vũ đế cường giả kia sửng sốt, sau đó liền phát hiện không tốt, cổ pháp quang chi lực này không chỉ có phong tỏa không gian, hơn nữa trực tiếp khóa lại bọn họ nguyên lực vận chuyển. Hai người đều là bị hù dọa chảy ra mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng xuất thủ, hai luồng quang mang từ trên thân hai người chán phóng ra. Từ từ dung hợp cùng nhau, chống lại hoa liên pháp quang. Lý Vân Tiêu tỉ mỉ cảm thụ được pháp quang lực, so với tiền Nghiễm Nguyên đột phá thì lực lượng phải kém quá xa, hoàn toàn đều không phải một tầng thứ. Trước cổ pháp quang chi lực, ngay cả cửu tinh đỉnh phong chủ nhân Ngân Linh đều có thể ngăn chặn, hiện tại áp chế hai gã cửu tinh vũ đế thông thường, đều có vẻ lực lượng không đủ. Trong lòng hắn một trận hiểu rõ, trước cổ pháp quang chi lực, nhất định cũng không phải chịu Nghiễm Nguyên khống chế. Mà là pháp hoa đài sen tự hành phát ra. Nghiễm Nguyên quyết ấn biến đổi, như thị ngã văn lăng không ép xuống, kim mang trong nháy mắt đem hai người ngăn chặn, như là cối xay ở trên không trung xoay tròn, chậm rãi nát bấy lực chống cự của đối phương. Hừm, bỏ xuống đồ đao, quay đầu lại là bờ a. Nghiễm Nguyên một đạo trang nghiêm giống vang, cả người hóa long dựng lên, ở trên mặt biển chạy như bay, long đầu hóa thành to lớn, trực tiếp gào thét lớn cắn. Hắn kéo theo như thị ngã văn một đạo cắn vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống đi vào. Sau đó hóa thành hình người, bên trong cái bụng phát sinh tiếng ủng ục, không ngừng mà bành trướng. Hắn gương mặt châm chọc, bắt lên một đạo quyết ấn, trong miệng thì thào tụng niệm, một biển lực ở trong ấn lượn vòng, trực tiếp điểm một cái ở trên bụng. Thế bành trướng lúc này mới kềm chế, từ từ lõm xuống phía dưới, khôi phục bình thường. Lý Vân Tiêu lau đem mồ hôi lạnh. Loại công pháp thần thông này quá mức tà môn, nhưng không thể không thừa nhận uy lực cực lớn, hơn nữa tự nghĩ ra phương pháp này Nhiễm Nguyên, tuyệt đối là bất thế thiên tài.
Nghiễm Nguyên đang tiêu hóa hai gã cửu tinh vũ đế, sau đó trong tròng mắt hiện lên vẻ vui mừng, tựa hồ chiếm được chỗ tốt cực lớn. Ánh mắt của hắn phát lạnh, hướng phía trong hư không ngưng mắt nhìn đi, đột nhiên hai ngón tay khép lại, hóa thành kiếm chỉ đã điểm đi ra ngoài. Phanh! Không trung truyền đến một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó là một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thân ảnh của xa thủ ở phá trung hiện lên, trước người bị điểm ra một cái động lớn, tiên huyết ồ ồ chảy xuống, trong nháy mắt đã hóa thành quang mang muốn thoát đi. Hừm! Một đạo tiếng hừ lạnh rất nhỏ vang lên, thân ảnh của Nghiễm Nguyên khẽ động, liền đuổi theo xa thủ, long đầu nổi lên, trực tiếp cắn nuốt vào. Đến tận đây, trên toàn bộ biển rộng một mảnh tĩnh mịch, không còn bất luận khí tức gì nữa. Ừ, bát tinh vũ đế và cửu tinh vũ đế, quả nhiên khác biệt rất lớn a. Nghiễm Nguyên đem xa thủ nuốt hậu, tự lẩm bẩm đứng lên. Nếu là nuốt trọn Nghiễm Hiền, không biết sẽ có kinh hỉ cỡ nào a. Lý Vân Tiêu nghe được tay chân đổ mồ hôi lạnh, nói. Ngươi thật sự một cách tự tin đối kháng Nghiễm Hiền. Phải biết rằng bên cạnh hắn có lục tộc chi chủ phụ trợ, đương đại cường giả có thể cùng hắn địch nổi cũng không nhiều. Nghiễm Nguyên không nhanh không chậm nói rằng. Vừa rồi Ngân Linh nói ngươi không có nghe thấy sao? Lục tộc chi chủ thuần phục chính là Đông Hải Vua, mà không phải Long tộc Nghiễm Hiền. Nói cách khác, bọn họ căn bản sẽ không nhúng tay vào việc nội bộ vương tộc. Ngoại trừ tử phu nhân mụ đàn bà dâm đáng kia ra. Nhắc tới tử phu nhân, trong mắt hắn hiện lên sát khí hàn lãnh. Lý Vân Tiêu thử dò xét nói. Ngươi gặp gỡ qua bọn họ. Nghiễm Nguyên không e dè nói. Thiếu chút nữa gặp gỡ, may mà ta đi được mau, nghĩ không ra Bạc Vũ Kình dám phản bội ta, nhân loại các ngươi thật là không đáng tin cậy a. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu chuyển động, nói. Nguyên lai còn chưa đánh một trận, ngươi dựa vào cái gì tự tin có thể đánh bại đối phương. Ta có thể nói cho ngươi biết một kiện tin tức xấu, Nghiễm Hiền đã chiếm được Hám Long Trùy. Cái gì? Nghiễm Nguyên kinh hãi, thất thanh nói. Vũ địa tỏa long đại trận Hám Long Trùy. Lý Vân Tiêu nói. Nga, ngươi cũng biết vật ấy. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên trở nên cực độ khó xem, cắn răng nói. Ngươi xác định. Lý Vân Tiêu nói. Đương nhiên, bởi vì vật kia là ta từ trong vũ địa lấy ra, đồng thời tự tay giao cho Nghiễm Hiền. Thân thể của Nghiễm Nguyên chấn động, trong tròng mắt phun ra vô biên lửa giận, sát khí trực tiếp bao phủ Lý Vân Tiêu, cả giận nói. Chết tiệt. Lý Vân Tiêu nói. Trước tiên đừng kích động, ta nếu nói cho ngươi biết chuyện này, tự nhiên là có phương pháp phá giải. Hắn lập tức đem bí thuật đều cho biết, nói. Đây chưa chắc không phải một biện pháp tương kế tự kế, đánh chết Nghiễm Hiền. Nghiễm Nguyên có chút không tin, hoài nghi nói. Ngươi sẽ tốt như vậy, cứ như vậy không ràng buộc đem bí pháp truyền cho ta. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đừng quên, Nghiễm Hiền là muốn phải giết ta, mà giữa ta và ngươi, còn có dư địa thương thảo. Nghiễm Nguyên bỗng nhiên cả kinh, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đạo long tức chi lực kia, chẳng lẽ ngươi là đạt được từ vũ địa? Lẽ nào ngươi? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Trước tiên đối phó Nghiễm Hiền đi. Trên mặt của Nghiễm Nguyên thần sắc âm trầm bất định, hắn biết Lý Vân Tiêu không sẽ tiết lộ càng nhiều, dù sao vài thứ kia là lợi thế hắn dùng để đàm phán. Được nếu là có thể ăn tươi Nghiễm Hiền, ngươi đối với ta trợ giúp, đủ để đổi đổi về tánh mạng của mình. Đột nhiên trên hải vực không gian hiện ra một đoàn sương mù dày đặc, từ từ ở trên mặt biển tản ra. Hai người đều là con ngươi hơi co lại, trở nên cảnh giác. Đoàn sương mù dày đặc như là khói xanh, phiêu phiêu đáng đáng, sau đó chậm rãi trở nên cùng cây bông giống nhau, càng ngày càng đậm, hoặc như là một đóa mây trắng, biến hóa liên tục. Mây khói lộn sau một lúc, bắt đầu chậm rãi thu nạp, dần dần hội tụ thành bóng dáng hai người, đứng thẳng mở mắt ra. Vân sắc rút đi, lộ ra hình dáng hai gã nam tử. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, hai người này đều đang là nhân loại. Nghiễm Nguyên đại hỉ nói. Ha ha, Mục gia quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, Nghiễm Nguyên lần thứ hai vô cùng cảm kích. Bất quá, đại đương gia không có tới sao? Trước mặt tên nam tử kia thần thái dày, nói. Thiên hạ này đang lúc có chuyện gì, lại cần đại ca ta xuất thủ. Đối phó chính là một Đông Hải chi chủ. Một mình Mục Nhất Thông ta cũng đủ rồi. Hắn giơ lên tay trái, sau này giới thiệu. Vị này chính là đường đệ của ta Mục Nhất Quân, có hai người chúng ta ở đây, Nghiễm Nguyên đại nhân đủ có thể yên tâm.
Sắc mặt của Nghiễm Nguyên hơi có chút không hài lòng, đặc biệt nghe được câu kia chính là Đông Hải chi chủ, nhưng vẫn là cố nén tâm tình, nói. Ta vốn tưởng rằng có thể cùng đại đương gia tâm tình uống rượu, không khỏi có chút tiếc nuối thôi. Mục Nhất Thông sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Nghiễm Nguyên đại nhân lời này ý tứ là huynh đệ hai người chúng ta không có tư cách cùng với ngươi tâm tình uống rượu sao? Ha ha! Nghiễm Nguyên nhẹ nhàng cười, dù chưa trả lời, nhưng thần sắc khinh thường và tự ngạo trên mặt, lại biểu lộ rõ ra ngoài lời nói. Giỏi cho ngươi một Nghiễm Nguyên! Mục Nhất Thông cả giận nói. Nếu không phải trước khi ra cửa đại ca ngàn vạn dặn dò, nhất định phải trợ giúp ngươi đánh chết Nghiễm Hiền, bằng không hiện tại đã cho ngươi điểm nhan sắc nhìn. Mục Nhất Quân càng trực tiếp nói. Đường huynh, không bằng trước tiên giáo huấn tên cuồng vọng này một phen, đợi lát nữa Nghiễm Hiền tới lại giết Nghiễm Hiền. Và lại lấy thần thông của chúng ta, muốn giết bọn hắn là dư giả. Mục Nhất Thông trầm tư một chút, nói. Vẫn là trước giết Nghiễm Hiền đi đã. Đại đương ra ngàn vạn dặn dò. Nếu là xảy ra vạn nhất, ta ngươi không gánh vác nổi trách nhiệm này. Mục Nhất Quân không hài lòng nói. Được rồi, trước hết để tên cuồng vọng này phách lối một trận. Hai huynh đệ đều là sắc mặt băng lãnh, một bộ dáng vô cùng tự ngạo, khóe mắt liếc nhìn Nghiễm Nguyên một cái. Về phần Lý Vân Tiêu, hai người căn bản chưa từng liếc mắt nhìn. Lý Vân Tiêu giờ mới hiểu được Nghiễm Nguyên vì sao không có sợ hãi, nguyên lai còn có người cứu mạng. Nhưng đôi mắt hai người này có chút cực độ không nói gì đứng lên, nói. Hai vị đó là lánh đời tông môn Mục gia cao nhân. Mục Nhất Thông lúc này mới đưa mắt quay lại, cau mày nói. Ngươi cũng biết Mục gia chúng ta. Lý Vân Tiêu trong lòng đổ mồ hôi hột, nghĩ thầm quả nhiên là cái Mục gia kia, có thể có được thực lực không tệ, hơn nữa tự cho mình là lánh đời môn phái cực cao, phỏng chừng cũng chỉ có một nhà đó, không còn chi nhánh khác. Bất quá để hắn kinh ngạc là Nghiễm Nguyên dĩ nhiên cùng bọn họ có chỗ vãng lai. Những điều này đã nói lên lánh đời thế gia này, xem ra tuyệt không an phận a. Mục Nhất Quân cười nói. Đường ca, không có gì thật là kỳ quái. Chúng ta Mục gia tuy rằng lánh đời tu hành, nhưng danh khí to lớn, ở trong rất nhiều siêu cấp thế lực đều có truyền lưu, khiến kẻ khác hâm mộ. Tiểu tử này biết cũng không có gì đáng kỳ quái. Mục Nhất Thông lúc này mới chợt hiểu nói. Thì ra là thế. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, lười cùng với hai tên đậu ép này nói thêm cái gì, xem thực lực của bọn họ cũng không có gì đặc biệt. Một người là cửu tinh trung giai vũ đế, một người chỉ là sơ cấp mà thôi, nói vậy có điểm bài tẩy gì đó. Đột nhiên trên mặt biển lần thứ hai truyền đến dị dạng, như là thái dương nhô lên cao, từng đạo hoa quang chiếu xuống. Toàn bộ trên mặt biển ba đào lân lân, ở dưới quang mang lộ ra một chút tình cảm ấm áp. Lý Vân Tiêu khẽ ngửi một chút, một cổ hương vị nhàn nhạt vào mũi. Trong quang hoa chậm rãi hiện ra cánh hoa, đều nhiều hạ xuống. Trong vô số quang hóa ba đạo bóng hình xinh đẹp là lướt hiện ra, theo hoa quang một đạo rơi vào trong biển. Mục thị huynh đệ trong mắt lóe lên vẻ kinh diễm, sau đó liền cảnh giác, quát dẹp đường. Người phương nào? Trên mặt của Nghiễm Nguyên vui vẻ, vội hỏi. Đừng hoảng hốt, là người một nhà. Hắn tiến lên chắp tay nói. Đa tạ ba vị thánh nữ đại nhân từ ngàn dặm tới viện trợ. Phía trước một nữ tử bạch thủy quần dài, thùy mị thướt tha, mặt như thoa phấn, ngoái đầu nhìn lại vừa chuyển, khẽ cười nói. Nghiễm Nguyên đại nhân khách khí, nghĩ không ra còn có người của Mục gia ở đây, xem ra bế nguyệt ta xấu hổ đi một chuyến uổng công rồi. Mục Nhất Thông suốt sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Ngươi, các ngươi là người của Phù Diêu Thánh Cung. Bốn chữ Phù Diêu Thánh Cung vừa ra, Lý Vân Tiêu cũng là cả người đại chấn, mạnh mẽ hướng về ba người ngóng nhìn đi. Bế Nguyệt xấu hổ nũng nịu cười nói. Hi hi, nghĩ không ra Mục gia đại nhân cũng biết Phù Diêu Thánh Cung chúng ta, thật để cho ta mừng rỡ đấy. Hi hi hi, phía sau nàng hai gã nữ đệ tử cũng là nhìn không được che miệng mà cười, đều là xinh đẹp, minh diễm động nhân. Mục gia huynh đệ tựa hồ đã không có cái loại cuồng vọng kiêu ngạo lúc trước. Trái lại sắc mặt trầm xuống, hừ nói. Nghiễm Nguyên, ngươi nếu đã tìm Mục gia chúng, vì sao lại tìm tới Thiên Diệp đảo, rõ ràng là đối với chúng ta không tín nhiệm. Ai nha nha, Mục gia đại nhân hiểu lầm. Bế Nguyệt xấu hổ che mặt cười nói. Nghiễm Nguyên đại nhân đầu tiên là tìm đến Thiên Diệp đảo chúng ta, chỉ là chúng ta thực lực hữu hạn, khó thành đại sự. Nghiễm Nguyên đại nhân lúc này mới tìm đại đương gia của các ngươi.
có Mục gia huynh đệ ở đây, đừng nói chính là Đông Hải chi chủ, coi như là Tứ Hải cộng chủ, cũng là chớp mắt sẽ bị giết. Mục gia hai người lúc này mới sắc mặt tốt đẹp hơn một ít, hơn nữa cũng có chút ngượng ngùng đứng lên, Mục Nhất Quân kinh ngạc nói. Tứ Hải cộng chủ sợ rằng sẽ không phải dễ dàng giết chết như vậy. Nghiễm Nguyên mặc kệ để ý tới hai người này, hướng phía Phủ Diêu Thánh Cung ba người nói. Thay ta đa tạ cung chủ đại nhân, nếu là chuyện thành, tất nhiên tự mình đăng môn bái tạ. Bế Nguyệt xấu hổ liên tục xua tay, cười nói. Cái đó và Phù Diêu Thánh Cung chúng ta không có quan hệ gì, chỉ là Bế Nguyệt ta xấu hổ tự mình nguyện ý trợ giúp đại nhân của ngươi, đại nhân có thể minh bạch. Minh bạch. Nghiễm Nguyên gật đầu, biết ý tứ của Phù Diêu Thánh Cung, nếu là giết Nghiễm Hiền thành công, chính mình thành công lên đỉnh, như vậy coi như là Thánh Cung đại ân, nếu là thất bại, như vậy hành động này chính là hành động cá nhân xấu hổ của Bế Nguyệt, cùng với Thánh Cung không quan hệ. Ai nha nha, vị tiểu đệ đệ này là ai vậy? Lớn lên thật tuấn tú, nhìn tỷ tỷ quá ngượng ngùng. Bế Nguyệt xấu hổ đánh giá Lý Vân Tiêu, đôi mắt đẹp lưu chuyển, một bộ dáng xấu hổ. Lý Vân Tiêu nói, tỷ tỷ có trên 100 tuổi đi, tuổi tác lớn như thế nhìn qua còn trẻ như vậy, thật để cho người ước ao. Ngươi, Bế Nguyệt sắc mặt xấu hổ cả một chút xám trắng, bộ dáng tức giận hoàn toàn không có, khuôn mặt chậm rãi từ trắng chuyển sang hồng, cắn răng nói. Nghiễm Nguyên đại nhân. Vị tiểu bằng hữu này một điểm đều không đáng yêu, ta có thể bóp chết hắn sao? Sau lưng nàng hai gã nữ đệ tử còn lại là che miệng mà cười, một người trong đó càng cười đến khom lưng lại, nhưng đều chịu đựng không dám lên tiếng. Nghiễm Nguyên ho khan một tiếng, nói. Vị tiểu huynh đệ này gọi là Lý Vân Tiêu, cũng là ta mời tới giúp đỡ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều thu liễm thần tình, lộ ra thần sắc không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu quan sát. Vô luận là Mục gia huynh đệ, hay là Bế Nguyệt Tu, đều là cửu tinh vũ đế cường giả, mặc dù là sau lưng Bế Nguyệt Tu hai gã nữ đệ tử, cũng có tu vi bát tinh vũ đế kinh người. Mà Lý Vân Tiêu liếc nhìn lại, thực lực ngũ tinh vũ đế nhìn một cái không sót gì. Sắc mặt của Bế Nguyệt Tu trở nên có chút cổ quái, khẽ đọc nói. Lý Vân Tiêu, cái tên thật xa lạ a. Lý Vân Tiêu nói. Ba vị tỷ tỷ. Xin hỏi biểu tẩu ta là chết như thế nào? Biểu tẩu ngươi. Ba gã Phù Diêu Thánh Cung nữ tử đều là ngạc nhiên đứng lên, gương mặt mờ mịt. Lý Vân Tiêu nói. Lệ Hoa Trì là đại biểu ca của ta. Cái gì? Tam nữ đều là cả người chấn động, đặc biệt Bế Nguyệt Tu, trên mặt thần sắc một chút trở nên nghiêm nghị đứng lên, quát lên. Lệ Hoa Trì là đại biểu ca của ngươi. Ở đây tất cả mọi người trong lòng kinh hãi không thôi. Mặc dù Mục gia là lãnh đời tông môn, cũng biết Lệ Hoa Trì là người nào. Nghiễm Nguyên tắc là một bộ thì ra là thế thần sắc, thảo nào tên này đều chưa biết tiểu tử, sẽ có được thực lực khủng bố và vô số cường đại huyền khí như vậy, quả nhiên là có bối cảnh sâu đậm. Lý Vân Tiêu nói, đúng nha, nghe nói biểu tẩu ta qua đời, sau đó đại biểu ca của ta cũng chưa gượng dậy nổi, cả người cũng không biết đi nơi nào. Các ngươi biết đại biểu ca của ta hạ lạc không? Hắn khuôn mặt ngây thơ thuần khiết, chớp chớp nhìn ba người, một bộ dáng khả ái muốn biết câu trả lời khả ái. Sắc mặt của Bế Nguyệt Tu trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, nói. Tuyết thần hề là Phù Diêu Thánh Cung thánh nữ của ta, lộn xộn cái gì biểu tẩu, người đừng vội ở trong lời nói làm bẩn thuần khiết của nàng, bằng không đừng trách ta khi dễ tiểu bối. Lý Vân Tiêu một bộ dáng không hiểu chuyện. Vì sao như vậy, ta không rõ. Bế Nguyệt Tu nhìn bộ dáng kia của hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, khiển trách. Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều vì sao như vậy. Phía sau một gã lục y nữ đệ tử khẽ cười nói. Nguyệt trưởng lão, chớ bị tiểu tử này bộ dáng ngây thơ lừa gạt, có thể cùng với Nghiễm Nguyên lăn lộn ở chung với nhau, sao lại là hạng người đơn giản. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn liếc mắt tên nữ đệ tử kia, một thân quần dài màu xanh biếc, mặt trên thêu hồ điệp ám văn màu đỏ. Trên người nữ tử này lộ ra một cổ cảm giác linh tính, lại có loại nhìn không thấu. Hơn nữa càng để hắn giật mình bất kể là Bế Nguyệt Tu hay là một nữ đệ tử khác, tuổi tác chân thực đều ở đây trên dưới 100 tuổi, mà chỉ có tên lục y nữ tử này, tuổi tác càng cùng với mình tương xứng. Chừng 20 tuổi bát tinh vũ đế. Lý Vân Tiêu một chút đã hoa mắt choáng váng, chính mình đó là lưỡng đời làm người, đều mới tu tới ngũ tinh vũ đế a, tên nữ tử này là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nàng cũng là chuyển thế sống lại?
Lục y nữ đệ tử tiếp tục cười nói. Nếu hắn thật là biểu đệ của Lệ Hoa Trì, cũng tuyệt đối không thể nào tuổi còn trẻ như vậy. Con tư sinh của Lệ Hoa Trì ngược lại còn có khả năng. Giỏi cho tiểu Hoa Nhi, thiếu chút nữa để bề ngoài của tiểu tử này lừa gạt. Bế Nguyệt Tu cáu giận nói. Thành thật khai báo, người mấy trăm tuổi, ta cuộc đời này ghét nhất bị lão nam nhân giả trang lừa gạt. Trong lòng nàng vẫn là giật mình không thôi, võ giả bình thường thay hình đổi dạng cũng không phải là việc khó, nhưng xương cốt của người số tuổi là vô pháp gạt người, chỉ cần tu vi đủ cao, đều có thể đủ liếc mắt xem thấu, tựu như cùng đối phương có thể phát hiện số tuổi thật sự của nàng đã ngoài trăm tuổi vậy. Nhưng vô luận nàng làm sao quan sát, Lý Vân Tiêu cốt linh đều chỉ có trên dưới 20 tuổi. Trong lòng của Bế Nguyệt Tu đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kích động, nếu là loại bí pháp này mình có thể học được, vậy niên kỷ đích thực của mình chẳng lẽ không phải có thể giấu giếm liễu. Trên mặt hắn một trận thần sắc biến hóa, đầu tiên là không hài lòng, sau là hưng phấn, rơi vào trong mắt Lý Vân Tiêu và Nghiễm Nguyên, đều ở đây suy đoán nội tâm của nàng suy nghĩ gì, còn tưởng rằng nàng đang mưu đồ cái chủ ý quỷ quái gì. Lý Vân Tiêu tiếp tục giả bộ ngu nói. Nào có a, ta vẫn luôn là còn trẻ như vậy. Bế Nguyệt Tu híp mắt, không ngừng gật đầu nói. Ừ, tiểu đệ đệ đợi lát nữa chớ, tỷ tỷ có việc muốn nói với ngươi. Nàng rất sợ Lý Vân Tiêu sẽ không vui, lại nói. Ngươi không phải muốn biết chuyện của đại biểu ca và biểu tẩu ngươi sao? Tỷ tỷ đều biết. Trong lòng của Lý Vân Tiêu thầm mắng không ngớt, nhưng trên mặt vẫn là một bộ nụ cười thật thà, nói. Tốt nhất, đa tạ tỷ tỷ rồi. Hắn chỉ một ngón tay phía sau tên lục y nữ đệ tử kia, ngạc nhiên nói. Gì, khí tức trên người của tỷ tỷ này thật kỳ quái a, ta thế nào có loại cảm giác nhìn không thấu. Bế Nguyệt Tu trong lòng cả kinh, vội hỏi. Ngươi tên tiểu quỷ này đâu, trong thiên hạ này chuyện ngươi nhìn không thấu rất nhiều. Tuy rằng nàng một câu nói có lệ qua đi, nhưng lục y nữ đệ tử cũng đưa tới Nghiễm Nguyên và Mục Gia huynh đệ chú ý. Đặc biệt Mục Gia huynh đệ, hai người đều là kinh hãi trợn trừng lớn hai mắt, ở trên người lục y nữ tử quan sát. Nhìn cái gì vậy, tử lưu manh. Lục y nữ tử bị mọi người nhìn chằm chằm một trận ngượng ngùng, gương mặt trầm xuống, trợn mắt hướng phía Mục Gia huynh đệ trừng trở lại. Mục Gia huynh đệ nhất thời không có ý tứ, đem đầu quay qua bên. Mục Nhất Thông còn lại là trầm giọng nói. Nguyệt trưởng lão, nếu là ta đoán không sai nói. Vị cô nương này đó là Phù Diêu Thánh Cung thánh thể thế hệ này. Nghĩ không ra sau Tuyết Thần Hề, Thiên Diệp Đảo còn có thể lại được thánh thể, thực sự là thật đáng mừng. Trên mặt hắn không có nửa phần sắc mặt vui mừng, ngược lại là ngưng trọng và thâm trầm. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động, nếu nói thánh thể hắn cũng nghe qua, hơn nữa loại thể chất đặc thù này, giống nhau cũng là vì thần thông truyền thừa nào đó rất mạnh mà tồn tại, tỉ như thần Tiêu Cung Cửu Dương Chân Quyết. Năm đó việc giữa Lệ Hoa Trì và Tuyết Thần Hề hắn cũng không rõ lắm, bây giờ nghĩ lại, sợ rằng cùng với loại thánh thể này có quan hệ. Ha ha, nếu nói thánh thể, chỉ là chiếm cứ một điểm thiên phú mà thôi, cùng với Mục Gia đông đảo thiên tài khi xuất, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Bế Nguyệt Tu dùng ống tay áo che đậy khuôn mặt, thẹn thùng nói. Hai vị đại nhân đừng chê cười thánh cung chúng ta rồi. Mục Gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì cho tốt. Tuy rằng bọn họ luôn luôn cuồng vọng, hơn nữa tự đại không có giới hạn, nhưng đều là lánh đời tông môn, đối với Phù Diêu Thánh Cung vẫn có nhất định hiểu rõ, biết được chỗ kinh khủng của loại thánh thể này. Bằng không năm xưa, Thánh Cung sẽ không ngay cả Lệ Hoa Trì đều chướng mắt, cho rằng hắn không xứng với Tuyết Thần Hề. Lý Vân Tiêu cũng tựa hồ dần dần hiểu được ngọn nguồn trong đó, nhưng Tuyết Thần Hề này thực sự là thánh thể, có tu vi kinh khủng như vậy nói, như thế nào sẽ chết đây? Không cùng hắn ngẫm nghĩ, Nghiễm Nguyên nghiêm nghị nói. Hai phái cao thượng, ta ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần Nghiễm Hiền vừa chết, ta thống lĩnh Đông Hải, việc đáp ứng hai phái lập tức làm được. Mục Gia huynh đệ và Bế Nguyệt Tu đều là trong mắt sáng ngời, hơi một chút hưng phấn. Thiên hạ chỉ có lợi ích vĩnh viễn, chỉ cần ngươi khai ra bảng giá đủ cao, coi như là giết ngạo trường không, đều sẽ có người nguyện ý đi làm. Hừm, Mục Gia, Phù Diêu Thánh Cung. Quả thực chính là không biết sống chết. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng ở trên hải vực không vang lên, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Bên trong thanh âm kia, lộ ra sát khí và tức giận nồng nặc vô cùng, chấn đến ba đảo cuộn trào mãnh liệt, sóng biển liên tiếp lật lên.
Trận pháp bắt đầu trở nên vặn vẹo, từng đạo hoa quang chiếu xuống, chúng nhân khí tức cường đại phân yểu mà đến. Nhất Trần Nịch Thủy, Vô Bổ Cao Thâm, hoặc Khứ Đạo Thượng Viễn. Dừng Quan Thiên Hạ, Đắc Thất Thị Phi, Duy Tự Chữ Vĩ Luật. Theo lưỡng đạo tiếng thơ chậm rãi vang lên, bên trong hoa quang dần dần hiện ra thân ảnh của Nghiễm Hiền, Tĩnh Nhược Sử Tử, trong con ngươi lại lạnh lẽo tựa như vực sâu. Một đạo tiếng cười duyên lả lơi vang lên theo, ngoài khơi hiện ra một đạo vòng xoáy, không gian cũng theo đó xoay chuyển, một đạo tử ảnh hiện ra, Tử Ngọc Điêu Sa Hiển hiện ra. Còn có trên trăm đạo các loại khí tức kinh khủng, từ bốn phương tám hướng đều chạy đến, từng đạo thân ảnh cường đại bắt đầu xuất hiện ở trên mặt biển. Bạc Phú Kình cũng là hiện thân ra, trực tiếp đứng ở phía sau Nghiễm Hiền, nhìn hai người Nghiễm Nguyên và Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ phức tạp. Toàn bộ trên mặt biển hoàn toàn yên tĩnh, hai người Nghiễm Nguyên Nghiễm Hiền cho nhau ngưng mắt nhìn, trong tròng mắt đều là rất vô cùng quang mang, như là đao phong đang ở trên hải không va chạm, khiến kẻ khác cực độ sợ hãi. Nghiễm Nguyên phản bội, thấy bản vương, hoàn không quỳ xuống. Nghiễm Hiền trước một tiếng quát lạnh, trong mắt đều vô cùng vẻ châm biếm cùng khinh thường. Nghiễm Nguyên sắc mặt đại biến, lạnh giọng nói. Quỳ, ta không muốn quỳ, ngươi có thể làm thế nào? Nghiễm Hiền lãnh ngạo nói. Ta chính là Đông Hải Chi Vương, ngươi là Đông Hải bộ tộc, ta làm sao không đảm đương nổi? Nghiễm Nguyên cười nhạo nói. Ha ha, Đông Hải Chi Vương, ngươi tự phong đi, ai tin, người nào phục? Nghiễm Hiền lạnh lùng nói. Kẻ không tin chết. Người không phục cũng chết. Ánh mắt của hắn hướng phía bên cạnh Nghiễm Nguyên nhìn lại, lạnh giọng nói. Mục gia và Phù Diêu Thánh Cung, hiện tại rời khỏi mà nói, ta một mực không truy xét, coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Mục gia huynh đệ và Bế Nguyệt Tu ba người ở dưới ánh mắt bén nhọn của Nghiễm Hiền, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hai gã tỷ nữ phía sau Bế Nguyệt Tu càng không chịu nổi cái loại uy áp này, sắc mặt trắng bệch lui về phía sau hai bước. Ha ha! Nghiễm Hiền đại nhân thật là oai phong, đem đệ tử của ta đều sợ hãi. Bế Nguyệt Tu che miệng cười, mặt như hoa đào hướng Nghiễm Nguyên ném một thu ba, thẹn thùng nói. Việc này là việc tư giữa ta và tên oan gia này, cùng với Thánh Cung không quan hệ, Nghiễm Hiền đại nhân nghìn vạn lần không nên trách sai người. Mục gia huynh đệ còn lại là thần sắc biến đổi, Mục Nhất Quân hừ lạnh nói. Nguyệt trưởng lão, ngươi sợ cái gì, lẽ nào tập hợp lực lượng mấy người chúng ta? Còn có thể đánh không lại bọn hắn. Ngươi cũng quá không tự tin đấy. Nghiễm Hiền quát dẹp đường. Ta mặc kệ các ngươi là tư nhân giao tình, hay là lợi ích tương quan, hôm nay chỉ cần đứng ở một bên của Nghiễm Nguyên, chính là địch nhân vĩnh viễn của Nghiễm Hiền ta, không chết không ngớt. Bế Nguyệt Tu sắc mặt đại biến, trở nên cực kỳ khó coi đứng lên, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, ngậm miệng không nói. Nghiễm Hiền xoay chuyển ánh mắt, ngưng hướng Lý Vân Tiêu. Sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm như nước, cắn răng nói. Tiểu tử ngươi, có loại A ngày hôm nay coi như là Hải Hoàng đại nhân đích thân tới, cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Lý Vân Tiêu hì hì cười nói. Đại nhân thực sự là keo kiệt, mạch khoáng chính là vật ngoài thân, không có thể sẽ tìm, hà tất tính toán chi ly như vậy chứ. Người đó là hiện giữ Đông Hải Chi Vương, đại độ một điểm được không? Bạc Phú Kình mở lời nói. Vân Tiêu lão đệ. Ngươi lần này thật là chơi lớn. Ta vốn định việc này xong sẽ cầu Nghiễm Hiền đại nhân thả ngươi rời đi, lúc này, ai? Lý Vân Tiêu cười nói. Phú Kình huynh còn là quan tâm hạ chính ngươi ba, chuyện hôm nay vô luận kết quả, ngươi nghĩ Nghiễm Hiền sẽ thả ngươi đi sao? Bất quá Đông Hải đích thật là địa phương tốt, coi như là đợi cả đời cũng rất tốt. Bạc Phú Kình biến sắc, Lý Vân Tiêu nói cũng nói chúng trong lòng hắn uy hiếp, cũng chính là việc hắn lo lắng. Nghiễm Hiền lạnh lùng nói. Đừng vội bị hắn gây xích mích, chỉ có Nghiễm Nguyên vừa chết, ta lập tức thả ngươi rời khỏi. Bạc Phú Kình giá mới lộ ra sắc mặt vui mừng lai, lời ấy chính là hắn ở trước mặt ba quân nói, lại không có khả năng đổi ý. Thanh âm của tử phu nhân từ bên Điêu Sa truyền ra, hừ nói. Còn cùng với bọn họ rong dài cái gì, sớm một chút động thủ đều giết, vĩnh tuyệt hậu hoạn, về phần Mục Gia và Phù Diêu Thánh Cung. Chúng ta ngày sau sẽ chậm chậm cùng với bọn họ tính sổ. Lý Vân Tiêu tiểu tử này đã ở đây, vừa lúc nhất định giải quyết rồi. Nghiễm Nguyên nổi giận nói. Tiện nhân lúc đầu ở dưới khố ta hầu hạ, bao nhiêu phong tình kiều mị, không ngờ lại âm thầm quỵ liếm Nghiễm Hiền, cùng hắn một đạo hại ta. Để ta không hiểu là ngươi từ nương bán lão tàn hoa, Nghiễm Hiền sẽ có phản ứng sao?
Chậc chậc, khẩu vị thật là nặng nha. Hắn vừa tức giận mắng chửi, vừa nhịn không được cười ha hả, lộ vẻ tiếng giễu cợt. Ngươi, Nghiễm Nguyên, ngươi đừng vội làm hỏng danh tiếng của ta. Tử phu nhân tức giận vô cùng, ở bên trong Điêu Xa giận dữ mắng lên. Ta làm hỏng danh tiếng của ngươi. Chậc chậc, ngươi còn có danh tiếng sao? Nghiễm Nguyên khinh thường giễu cợt nói. Nếu không có ngươi cực dâm chủ động lấy lòng, cái chuyện gì đê tiện đều chịu làm, để ta tầm vui mừng cầu nhạc, bằng không ngươi cho là dựa vào loại kém tư sắc như ngươi, ta sẽ nhìn vào mắt. Ta sẽ có hứng thú chơi một phen. Câm miệng. Tử phu nhân một tiếng nộ xích, thanh âm cực kỳ bén nhọn, biểu hiện nội tâm của nàng đã xấu hổ và giận dữ tới cực điểm. Toàn bộ Tử Ngọc Điêu Xa trong nháy mắt nổ lên, nổ thành từng đạo mảnh nhỏ hướng bốn phương tám hướng phụt ra đi. Một đạo tử ảnh như điện mang chớp động, trực tiếp công về phía Nghiễm Nguyên. Lúc này bên trong trận pháp đều là Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy cường giả, hơn nữa phần nhiều là Nghiễm Hiền trực thuộc các lộ hải tộc đầu mục. Lại mặc kệ Nghiễm Nguyên nói thật hay giả, chỉ là không chịu được như thế ngôn ngữ rơi vào trong tai mọi người, khiến nàng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, ngày sau còn làm sao làm người. Ha ha! Nghiễm Nguyên cười dài một tiếng, Hỗn Nguyên Nhất Khí bí quyết ở trong tay thi triển ra, trong miệng vẫn như cũ không ngừng ô môn uế ngữ, nói bất diệt nhạc hồ. Tất cả mọi người biết hắn là cố ý làm tức giận đối phương, nhưng loại ngôn ngữ này há là một nữ tử có thể thừa nhận, tử phu nhân mặt xám như cho tàn. Ai nha nha, quá mắc cỡ. Bế Nguyệt Tu lửa cháy đổ thêm dầu, thẹn thùng nói. Tử tỷ tỷ cũng thật cởi mở, để muội muội xem thế là đủ rồi. Tử phu nhân vốn là tức tới lửa giận công tâm, nghe vậy càng một ngụm tâm huyết trực tiếp phun tới, cả người sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Vô biên lửa giận tuôn ra, nàng song trường hợp lại, trong tay một đạo mây tía hóa thành kiếm thế, lăng không đã chém xuống. Trên mặt của Nghiễm Nguyên hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng, cười như điên nói. Người thiện nhân này đều làm được đi ra, còn không cho phép ta nói ra. Dưới chân hắn ở trên mặt biển điểm nhẹ, cả người lên tiếng trả lời trở ra, thoáng cái đã thuấn di trăm mét. Tử phu nhân thân kiếm như một, như là một đạo tử quang ngang trời cao. Không bỏ qua không buông tha đuổi theo lên. Thân thể của Nghiễm Nguyên đột nhiên bị kiềm hãm, ngừng lại, đồng dạng là hai tay tạo thành chữ thập, một cổ kình khí ở lòng bàn tay ngưng tụ. Hỗn Nguyên Nhất Khí, đạo hóa hư vô. Cổ kình khí trong nháy mắt bị áp xúc đến mức tận cùng, đột nhiên nổ lên. Một cổ vô cùng lực lượng cương mãnh ở trong lòng bàn tay hắn mọc lên, nghênh hướng tử mang của đối phương. Ầm ầm, lưỡng cổ lực lượng đánh xuống. Toàn bộ ngoài khơi bị trưng khô mấy trượng sâu, một cổ phong bạo tuyệt mạnh mở rộng ra. Nghiễm Hiền con người đột nhiên co rút, kinh quát dẹp đường. Thối lui. Thân ảnh của hắn lóe lên, liền hướng phía trong vòng chiến phóng đi. Lúc này hắn mới hiểu được trước đó Nghiễm Nguyên tỏ ra yếu kém trở ra, đúng là có dự mưu muốn tuyệt sát tử phu nhân. Chỉ thấy trong cổ phong bạo, tử sắc khí nguyên bản còn là khí thế cuộn trào mãnh liệt, trong nháy mắt bị một kim sắc pháp quang áp chế lai. Một đạo kim liên mọc lên, như thị ngã văn pháp quang bắn xuống, khuôn mặt của Nghiễm Nguyên ở trong gió lốc thiểm hiện ra, tràn đầy băng lãnh và miệt thị. Tử phu nhân cả kinh, một cổ biển lực to lớn áp chế mà đến, tràn ngập xấu hổ và giận dữ trong nháy mắt biến mất không còn chút nào, thay vào đó là gương mặt kinh khủng. Nàng hai tay mau chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo tử sắc đằng điều từ trên người nàng kích bắn ra, ở trước người phức tạp đan vào một chỗ, hóa thành hé ra rậm rạp chẳng chịt thiên võng. Không ngừng đem pháp quang tạo ra. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như vụ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Nghiễm Nguyên pháp tướng trang nghiêm, như thị ngã văn hóa thành một đóa tụ chân kim liên, ở trong lòng bàn tay của hắn từ từ bay lên, sau đó song trường hợp nhất, lăng không chụp được. Vô số cây tử đằng ở dưới kim sắc pháp quang áp chế, đều hóa thành biến mất, một cổ biển lực như thần linh đến trái đất. Đây là Nghiễm Nguyên khuynh lực một kích. Muốn nhất cử giết chết đối phương. Tử phu nhân sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy ở dưới cổ lực lượng này, chính mình hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có phần từng chút một bị ăn mòn, trong cơ thể nguyên lực bắt đầu không ngừng tan vỡ. Trước đó còn là cửu tinh trung giai Nghiễm Nguyên, lúc này không chỉ có thoáng cái đã bước vào đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa vẫn còn có thực lực giết chết nàng, để nội tâm của nàng một trận sợ hãi và tuyệt vọng. Thình thịch, phía dưới biển rộng đột nhiên nổ lên. Một đạo sóng nước phóng lên cao, chấn hướng bên trong kim quang kia.
Toàn bộ thiên hải trong lúc đó đều hóa thành một mảnh thủy vụ mông mông, mắt không thể thấy. Thiên địa thủy nguyên. Nghiễm Hiền quát nhẹ một tiếng vang lên. Trong thiên địa thủy nguyên tố như chảy nhỏ giọt tế lưu, chia vào bên trong kim quang, toàn bộ không gian đều theo dòng nước cùng nhau đè xuống, đem mênh mông pháp quang chi lực trấn áp. Tử phu nhân nhất thời cảm giác áp lực buông lỏng, nhưng trong cơ thể cũng đã bị thương thế, một ngụm tâm huyết phun tới. Đáng giá. Thanh âm của Nghiễm Hiền lạnh như băng vang lên lần nữa, hiện lên ở vô số thủy quang trong, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghiễm Nguyên. Vô cùng thủy nguyên như là mênh mông biển rộng, trước còn là trơn nhẵn trong như gương, hiện tại một chút gió nổi mây phun, kinh đào phách ngạn dựng lên, đem như thị ngã văn áp chế xuống. Một cổ khí tức kinh khủng ở trong thủy nguyên ngưng tụ thành, Nghiễm Hiền hai tay bấm tay niệm thần chú, hóa thành hình rồng. Nghiễm Nguyên quá sợ hãi. Thiên địa này thủy nguyên lực đã bị Nghiễm Hiền luyện hóa như lửa thuần thanh, như là nhất phương thế giới đưa hắn bao phủ trong đó, dường như côn trùng trong xương, hoàn toàn lái đi không được. Đột nhiên một đạo đao mang sáng rực như lửa ngang trời mà đến, ca sát một tiếng đem toàn bộ trong thiên địa thủy nguyên bổ thành hai nửa. Thủy nguyên thế giới tại biên giới, vẫn không ngừng mà giấy lên hừng hực liệt hỏa, hướng phía hai bên mau chóng thối lui. Cái gì? Nghiễm Hiền bỗng nhiên kinh hãi. Chỉ thấy cách đó không xa Lý Vân Tiêu lăng không mà đứng, trong tay thiên thu bá đao thần hỏa sáng quắc, còn có thái cổ cương phong uốn lượn trên đó, từng đạo nhuệ khí vô kiên bất tồi nảy bắn ra. Ánh mắt của Nghiễm Hiền lộ ra vẻ khó tin, mặc dù đao khí có cường đại đi nữa cũng không có khả năng bổ ra thiên địa thủy nguyên của hắn. Dù cho trên đao phong kia hỏa nguyên tố phi phàm, cũng tất nhiên phải chịu thủy nguyên chi lực áp chế mới đúng. Lại không biết Lý Vân Tiêu nhìn thiên địa thủy nguyên lĩnh ngộ đã không ở dưới hắn. Bách chiến bách thắng, thiên địa thủy nguyên thần thông không một lần thất thủ, lại bị Lý Vân Tiêu một đao phá vỡ, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể thích ứng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, ở dưới hai người đỉnh phong quyết đấu, nằm mơ cũng không nghĩ ra có người dám nhúng tay đi vào, đồng thời tuyệt không khả năng phá mở thiên địa thủy nguyên. Mục gia huynh đệ và Phù Diêu Thánh Cung ba người đều là ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, có loại cảm giác nhìn với cặp mắt khác xưa. Ha ha thật tốt. Nghiễm Nguyên điên cuồng cười một tiếng, trên người từng đạo kim quang bắn đi ra, đem khắp bầu trời hơi nước tách ra. Trên như thị ngã văn cánh hoa từng cái nở rộ, phi ở dưới chân hắn, nâng lên cả người hướng thiên không đi lên. Bên trong kim liên pháp quang, Nghiễm Nguyên khuôn mặt trang trọng, trong miệng phạm âm vang lên, hai tay bóp quyết ấn cổ quái, tốc độ thập phần chậm rãi, lại từng chiêu trầm ổn. Từng cái một ma ha cổ tự từ trên liên hoa bay ra, khi hắn cả người vần quanh, hóa thành một mảnh thần quyết văn chương. Biển lực từ trong thiên văn chương đó dần hiện ra đến, trực tiếp ngăn chặn lực lượng của Nghiễm Hiền. Toàn bộ bầu trời trong sát na chia làm hai nửa phân biệt rõ ràng, vô cùng linh áp từ trong đó bắn ra, hướng ra bốn phương tám hướng kích tán. Đồ đáng chết! Tử phu nhân ở trong nháy mắt thiên địa thủy nguyên bị phá vỡ, ngốc trệ một chút hậu, giận tím mặt. Cả người sát khí bốc lên, hóa thành một đạo tử quang đã nhằm phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sớm có cảnh giác, thoáng cái hóa ra ba đầu sáu tay, đồng thời hiển hóa ra chân ma cự linh, trực tiếp ở trên biển rộng đứng thẳng lên. Hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, cự linh trước người hiện ra một đạo hắc sắc vòng xoáy. Trên sáu cái cánh tay xuất hiện ba đạo binh khí hư ảnh, theo thứ tự là cái chai, đao, còn có một cái cung tiễn, đều ném vào trong vòng xoáy màu đen kia. Một cổ lực lượng kinh khủng phát ra. Sau đó cự linh cũng giống như Lý Vân Tiêu hai tay kết ấn, đạo kia hắc sắc vòng xoáy tựa như ngân hà vậy, hiện ra đinh ốc trạng thái, thu nạp ở lòng bàn tay của cự linh, một ấn xuống. Tử phu nhân cũng bị cổ uy thế này kinh trụ, đinh ốc trạng ấn quyết trong, tựa hồ ẩn chứa cực cao võ ý quy tắc, thậm chí còn ở của nàng lĩnh ngộ trên. Dưới khiếp sợ, nàng càng kiên định chặn đánh giết Lý Vân Tiêu quyết tâm. Hai người cảnh giới kém cách xa, quang mang chớp động dưới, tử phu nhân thân như lưu tinh, trước người hóa ra vô số cây tử đằng, xua tan ma khí khắp bầu trời. Sau đó từng đạo cây tử đằng ở trên không trung hội tụ thành kiếm, trong nháy mắt đem một ấn lực phá vỡ, thế đi không giảm hướng phía Lý Vân Tiêu chém tới. Nhất đạn thu thủy nhất đạn nguyệt. Đột nhiên một đạo tiếng đàn vang lên, trước người bế nguyệt tu hóa ra một cây bảo cầm, gảy dây đàn một cái. Trực tiếp bắn ra một đạo kiếm khí thật lớn, phách không đã chém đi tới. Ầm ầm, kiếm khí trực tiếp nhằm phía tử sắc kiếm quang, lưỡng đạo kiếm quang mãnh liệt trùng kích cùng một chỗ,
bắn ra cường quang dường như mặt trời chói chang vậy, đem Tử Phu Nhân và Lý Vân Tiêu đều nuốt vào. Nổ lên kiếm quang hóa ra vô số sắc bén nhuệ khí, không ngừng đánh thẳng vào thân thể hắn, cắt vỡ da thịt. Nhưng đồng thời cũng bị Bất Diệt Kim Thân hấp thu bên trong, ngược lại chữa trị đứng lên, trong chớp mắt tự hoàn mỹ như lúc ban đầu. Hắn không dám ngạnh kháng Tử Phu Nhân, trực tiếp ở bên trong kiếm khí vòng xoáy hóa thành một đạo lôi điện, phá ra một lỗ hổng đã phi độn xuống tới. Bong 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 chanh. Bế Nguyệt Tu ở sau một chiêu, cũng không có dừng lại, mà là trong tay tiếng đàn càng ngày càng nhanh, mỗi một lần gảy đàn đều có kiếm khí bắn ra, ngưng ở quanh thân nàng uốn lượn, tụ mà không tán. Lần này toàn bộ hải vực đều tao động, Nhiễm Hiền mang tới mấy trăm cường giả thoáng cái lăng không bay lên hơn phân nửa, còn dư lại trực tiếp dẫm nát trên mặt biển chạy vội, hướng phía mấy người vọt tới. Bán nhập giang phong bán nhập vân. Thần sắc của Bế Nguyệt Tu băng lãnh, trong miệng nhẹ nhàng vừa đọc, một đạo âm luật bắn ra. Vèo vèo vèo. Không trung ngưng tụ uốn lượn vô số lợi kiếm, trong sát na hóa thành kiếm vũ phô thiên cái địa, hướng phía tiền phương mấy trăm cường giả vọt tới. Sau lưng nàn một gã nữ đệ tử đột nhiên mở miệng hỏi. Thanh Ti, ngươi sợ không? Tên lục y nữ tử kia lắc đầu nói. Không sợ. Tên nữ đệ tử kia cười nói. Không sợ mới đúng, đây là người đệ nhất và người chém giết, có thể mặt không đổi sắc, đã cực kỳ khó khăn. Còn nữa lấy thực lực của ngươi, đích xác không có gì phải sợ. Thanh Ti gật đầu, thần sắc như thường nhìn về phía trước. Ở dưới vô số kiếm vũ, trực tiếp đem bước tiến của mọi người cản lại, số ít người thực lực hơi yếu phát sinh tiếng kêu thảm thiết, có hơn 10 tên cửu tinh vũ đế cường giả ở phía trước thi triển thần thông, đem kiếm vũ ngăn lại. Một người trong đó trên người bay ra một khối giáp xác, rất nặng dị thường, lăng không xoay tròn, đem số lớn kiếm quang đều che ở bên ngoài. Kiếm vũ qua đi, người nọ cũng thụ thương chống đỡ hết nổi, tại chỗ phun ra một búng máu tươi. Giết nghiền nát mấy tên nhân loại này. Ngập trời sát khí dâng lên, trên trăm vũ đế cường giả vọt tới, sắc mặt của Bế Nguyệt Tu cũng theo đó đại biến. Mục Nhất Thông sắc mặt trầm xuống, quát dẹp đường. Nhất Quân. Có. Mục Nhất Quân lên tiếng, giơ lên thật cao tay phải, trong tay như là cầm một nắm kim đậu, lăng không tung lên, ở trong gió phiêu đãng ra. Hắn tay trái bấm tay niệm thần chú, khẽ quát một tiếng. Kéo cây cỏ làm ngựa, giải đậu thành binh. Trên bầu trời hiện ra một đạo trận quang hình tròn, chợt lóe lên, bên trong vô số cổ quái ký hiệu tản mát ra dị thường lực. Một nắm kim đậu trong sát na như là đốt sáng lên giống nhau, từng viên một phát sinh ánh sáng ngọc quang mang, đón đập vào mặt cường giả khí tức, từng viên một xưng lên, hóa thành áo giáp quân kim. Cái gì? Tất cả mọi người trong nháy mắt ngây dại ra, loại thần thông công pháp thần thoại này, dĩ nhiên tái hiện trước mắt. Đám áo giáp quân kim này có tổng cộng hơn 100, lại thêm ai nấy đều có vũ đế thực lực. Ừng ực, Lý Vân Tiêu nuốt xuống một chút nước bọt, cả kinh tự lẩm bẩm. Đây, điều này sao có thể? Bế Nguyệt Tu cũng là mừng rỡ không thôi, quay phía sau hai gã đệ tử nói. Đây cũng là mục gia một trong tam đại khôi lỗi chi thuật mạnh nhất. Giải đậu thành binh, lại bị tiểu tử này tu luyện thành. Một trong tam đại khôi lỗi thuật. Lý Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, chiêu thức cường đại như vậy, chẳng lẽ còn có hai loại khác? Hắn đối với mục gia quan niệm trong nháy mắt cải biến đến đây, đối phương kiêu ngạo cuồng vọng, mù quáng tự đại, nguyên lai cũng là có điểm dựa vào a. Chỉ trăm áo giáp quân kim tướng mạo không đồng nhất, hơn nữa mỗi người binh khí trong tay cũng không giống nhau, hình thái hàng vạn hàng nghìn. Khôi lỗi thuật kỳ tích như vậy, đừng nói đại hải thuật đạo lạc hậu, coi như là Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình cũng khiếp sợ trợn mắt há hốc miệng, hải tộc càng cả đám ngây dại ra tại chỗ, đầu óc triệt để hóa đá. Mục gia huynh đệ rất hài lòng với vẻ mặt của mọi người, hai người đều là nhếch miệng lên, đắc ý phi phàm. Mục Nhất Quân bấm ngón tay quát khẽ. Lên! Đầu ngón tay hắn quyết ấn biến hóa, chỉ trăm khôi lỗi vũ khí, đều vung lên binh khí. Hóa thành từng đạo quang mang hướng phía đông đảo hải tộc phóng đi. Bang 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 bang. Thoáng cái các loại quang mang phụt ra dựng lên, toàn bộ trên mặt biển rơi vào chém giết. Tuy rằng hải tộc nhân số và lực lượng đều chiếm ưu thế cực lớn, nhưng này ta áo giáp quân kim tất cả cũng không có tư duy và thống khổ, giết càng hung mãnh, hoàn cảnh xấu cũng không có dự tính rõ ràng. Trên bầu trời Tử Phu Nhân hai tròng mắt như điện, bắn ra từng đạo hàn khí, nàng một lòng muốn giết Nhiễm Nguyên.
đối với phía dưới chém giết vốn không có quá nhiều hứng thú, lập tức hướng lên trên khoảng không bay đi. Đột nhiên trên bầu trời kim quang lóe lên, Mục Nhất Thông ngăn ở trước người của nàng, lạnh lùng nói. Tuy rằng hảo nam không cùng nữ đấu, nhưng ngươi cũng không phải hàng tốt gì, đánh cũng liền đánh. Ngươi, Tử phu nhân tức đến khuôn mặt vặn vẹo, hét lên một tiếng đã hướng phía Mục Nhất Thông lướt đi. Hừm, Mục Nhất Thông thần sắc không đổi, một tay bấm tay niệm thần chú, bên trái không gian hiện ra một đạo vòng xoáy, chậm rãi một khôi lỗi ngân sắc hiện thân đi ra, trong tay nắm một thanh sắt lá đại kiếm. Khôi lỗi sau khi xuất hiện, hai tay hắn mau chóng bấm tay niệm thần chú, ngưng ra một đạo quyết ấn, phanh vỗ vào trước ngực khôi lỗi. Nơi lòng bàn tay chụp xuống hiện ra quang mang, Mục Nhất Thông cùng với khôi lỗi hướng về trung tâm di động, dần dần một người một khôi trực tiếp hai hợp làm một. Sau khi dung hợp, Mục Nhất Thông nhìn qua như là áo giáp kim nhân giống nhau, trong tay đại kiếm dương lên, hướng phía Tử phu nhân đang vọt tới trực tiếp chém xuống. Tử phu nhân sắc mặt phát lạnh, trong hai tay bay ra vô số cây tử đằng, thoáng cái đã đem đại kiếm và Mục Nhất Thông trói lại. Bang bang! Trên áo giáp phát sinh tiếng đè ép khe khẽ, cây tử đằng bắt đầu càng quấn càng chặt, không ngừng đem áo giáp ép nổ, hiện ra đám hố sâu thật nhỏ, vẫn đang dần dần bóp đi vào. Hừm, phế vật! Ánh mắt của Tử phu nhân lộ ra vẻ khinh miệt, sát khí lóe lên, một thanh chủy thủ hiện lên ở trong tay, bay thẳng đến yết hầu của Mục Nhất Thông cắt đi. Tuy rằng Mục Nhất Thông toàn thân chỗ yếu hại đều bị áo giáp bảo vệ, nhưng chủy thủ ở dưới hàn quang chiếu rọi xuống, tản mát ra lăng liệt ý, vừa nhìn liền biết cũng không phàm vật. Phế vật chính là ngươi mới đúng chứ? Trong đôi mắt Mục Nhất Thông mở ra, nổ bắn ra ra tinh mang, không có một tia một vẻ sợ hãi chút nào. Ngược lại là một mảnh băng lãnh và sát khí. Trong lòng Tử phu nhân chấn động, hoảng sợ phát hiện phía sau Mục Nhất Thông hiện ra một đạo hắc sắc hư ảnh, tựa như Lý Vân Tiêu chân ma pháp tướng giống nhau, đứng vững ở trên biển rộng. Đây là... Sắc mặt của Tử phu nhân đại biến, hư ảnh dần dần ngưng thật đứng lên, đúng là một kiện khôi lỗi thật lớn cao vót trong mây. Hai mắt của khôi lỗi không biết tương khảm loại bảo vật nào, tản mát ra ngân mang sán lạn. Hơn nữa trên mặt và toàn thân đều đầy các loại trận pháp. Khôi lỗi to lớn giơ cánh tay lên, bay thẳng đến Tử phu nhân chụp xuống. Ầm ầm. Giữa lòng bàn tay và ngũ chỉ, vẫn là trận pháp rậm rạp chằng chịt tương liên, vô số năng lượng từ toàn thân các nơi hội tụ xuống, toàn bộ ngưng nhập lòng bàn tay, ngón tay bốn phía chui ra vô số kình phong cương mãnh, không khí tầng tầng điệp đè xuống. Khai sơn thiên đinh. Bế Nguyệt tu kinh hô lên, không nhịn được đại hỉ nói. Mục gia huynh đệ lần này giúp đỡ thật lớn. Thanh Ti cũng bị khôi lỗi to lớn chấn nhiếp, trong đôi mắt đẹp kinh hãi liên tục. Khai sơn thiên đinh này là như thế nào luyện chế mà thành? Bế Nguyệt Tu khẽ cười nói. Mục gia chính là đệ nhất thiên hạ khôi lỗi thế gia, những thứ này đều là bất thế tuyệt mật, ta sao có thể biết được? Nghiễm Nguyên lần này có hy vọng chiến thắng rồi. Nàng nhìn thoáng qua này áo giáp quân kim liên tiếp bại lui, còn có Mục Nhất Thông cũng là sắc mặt trắng bệch. Từng giọt mồ hôi to lớn chảy dòng xuống, đã có chút không kiên trì nổi. Chúng ta cũng ra tay đi, trong đám hải tộc này có đủ cửu tinh vũ đế cường giả, Mục Nhất Thông một người thần thông có mạnh mẽ đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào một mình ngăn lại được. Trong tay nàng cầm huyền biến đổi, bắn ra từng đạo quang mang hình bán nguyệt, chém vào trong vòng loạn chiến. Thanh Ti và một nữ đệ tử khác nhìn nhau một cái, cũng nhất tề rút ra trường kiếm, trực tiếp nhảy qua vào trong trận. Hai người kiếm kỹ cũng không cao minh, nhưng từng chiêu từng thức lại thập phần trầm ổn, hiển nhiên cơ sở dị thường vững chắc, ở trong vòng loạn chiến ổn mà không loạn. Mục Nhất Quân liền ném một nắm đan dược vào trong miệng, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Lý Vân Tiêu cũng là ném ra giới thần bi, để tân thần nhóm cường giả đều đi ra, cùng nhau giết vào trong vòng chiến loạn. Theo mọi người đồng loạt ra tay, áo giáp quân kim đang liên tiếp bại lui lần thứ hai đã chống đỡ lại được. Ở trong trận chiến hỗn loạn, một người lạnh lùng quan vọng, bên trong con ngươi tinh mang chớp động, không biết đang suy tư điều gì. Ánh mắt của hắn đột nhiên liếc qua một cái, phát hiện đối phương cũng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không khỏi trong lòng lộp bộp một chút, lộ ra một tia cười khổ cổ quái. Vân Tiêu huynh, ngươi nói lần này đánh nhau chết sống, ai có thể thắng được? Nga, Vũ Kình huynh vì sao lại hỏi như thế? Đương nhiên là ta không thể thắng chính rồi. Bạc Phú Kình vừa nghe, sắc mặt nhất thời kéo dài xuống, biết Lý Vân Tiêu lại đang đánh thái cực,
cố ý với người kéo đông kéo tây. Lẽ nào Vân Tiêu huynh nhìn Nghiễm Nguyên tốt như vậy? Nghiễm Nguyên tuy có siêu phẩm huyền khí, nhưng dù sao vừa bước vào cửu giai đỉnh phong, so với Nghiễm Hiền vẫn là kém rất nhiều a. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta có lựa chọn sao? Bạc Phú Kình gật đầu nói. Cũng đúng, người đào móc Đông Hải Vương cung linh mạch, coi như là chân trời góc biển Nghiễm Hiền cũng sẽ đuổi giết ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Có thế chứ, bất quá ta thật tò mò, Phú Kình huynh nếu tương trợ Nghiễm Hiền, vì sao không ra tay đây? Bạc Phú Kình ngẩng đầu nói. Nghiễm Hiền đại nhân chiếm hết ưu thế, tất thắng không thể nghi ngờ, không cần ta xuất thủ đấy. Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu cáo già, tâm tư của Bạc Vũ Kình hắn hoàn toàn rõ ràng, chính là muốn bảo tồn thực lực của chính mình, chậm rãi chờ đợi thế cục biến hóa. Nhưng như vậy hắn cũng thoáng yên tâm đứng lên, chỉ cần hắn không ra tay, cũng sẽ bớt đi một đại địch, bằng không lấy thực lực của Bạc Vũ Kình thời khắc này, thật đúng là hội tạo thành cực đại áp chế. Lúc này trên bầu trời, Khai Sơn Thiên Đinh một chưởng đè xuống, tầng tầng không khí bị chen bể, phát sinh chói tai khó nghe bén nhọn chi âm, làm cho một trận tâm phiền ý loạn. Trưởng lực còn chưa hạ xuống, kình phong giống như là vẫn thạch rơi mà đến, Tử phu nhân quần dài liền bị thổi phần phật rung động. Chủy thủ trong tay nàng giương lên, một đạo tử quang phóng lên cao, đem không khí tầng tầng đè ép kia chia cắt ra, vô số đạo gió xoáy kích bắn về phía bốn phương tám hướng. Đồng thời nàng lăng không một trưởng vỗ ra, trên không trung hóa thành trưởng ảnh thật lớn, trực tiếp đối với Khai Sơn Thiên Đinh lòng bàn tay oanh xuống. Phanh! Cự lực đánh văng ra, Tử phu nhân cả người đều bị chấn liên tiếp lui về phía sau, dù chưa thụ thương, nhưng là trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn. Nàng trước đó đã bị Nghiễm Nguyên kích thương, lúc này càng là khí lực tiêu hao lợi hại. Mục gia hai huynh đệ khôi lỗi thuật trổ hết tài năng, để tất cả mọi người khiếp sợ dị thường. Ngay cả trên hư không xa xa tương đối, sinh tử chống đỡ được Nghiễm Hiền, cũng có phần phân tâm, lộ ra vẻ kinh hãi. Con người của Nghiễm Nguyên đột nhiên co rút, cười như điên nói. Thần ma vừa đọc, liền là sinh tử vừa đọc a. Thần quyết bay ở trước người khắp bầu trời, bị hắn lăng không một chảo, đều hội tụ ở lòng bàn tay, ngồi Nghiễm Hiền phân tâm sát na, hóa thành một thanh kim kiếm, người kiếm hợp nhất chém xuống. Dưới chân hắn đạp pháp hoa đài sen, kiếm hình trong tay đại khai đại hợp, kim quang tận trời, cả thanh kiếm không có thực thể, hoàn toàn là đám ma ha cổ tự ngưng ra. Đầu đuôi tương liên, hình thành thông thiên thần quyết. Ha ha ha! Quanh thân của Nghiễm Hiền kết giới không gian trong nháy mắt bị chém ra, nguyên bản lưỡng cổ lực lượng tương xứng thoáng cái mất đi thăng bằng, kim kiếm không thể chống đỡ, lăng không đâm. Nghiễm Hiền cả kinh, dẫm lên ở trên hư không thượng lui về sau một bước, nhưng hắn hoảng mà không loạn, tuyệt cường một kích hạ, lộ ra một tia cười nhạt. Ngươi cho là ngươi thắng sao? Gương mặt của Nghiễm Nguyên ở dưới kim quang lấp lánh, pháp tướng trang nghiêm cũng biến thành dữ tợn, hắc hắc nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Nghiễm Hiền hừ nhẹ một tiếng, một đạo thanh ảnh ở trong tay hiện lên, hóa thành du long. Hắn một đạo quyết ấn điểm ra, trên người du long toát ra từng vòng quang mang, đồng thời bay ra vô số ký hiệu cổ quái, hoàn hoàn tương khấu, hóa thành tỏa long đại trận. Đây là... Nghiễm Nguyên khiếp sợ, trên người quang mang bắt đầu tiêu tán, hoảng sợ nói. Đây là vật gì? Ha ha! Nghiễm Hiền ngửa mặt lên trời cười dài, dữ tợn nói. Đây cũng là đồ vật lấy tính mệnh của ngươi đó. Tỏa long đại trận liên tiếp bầu trời, vô hạn duyên thân đi ra ngoài, trực tiếp ở Nghiễm Nguyên quanh thân vần quanh. Trong mắt của Nghiễm Hiền lóe lên vẻ lạnh lùng, thân thể lóe lên, mạnh mẽ giang hai tay ra, hóa ra ngũ trảo hình rồng, trực tiếp chấn về phía trong ngực của Nghiễm Nguyên, trong mắt toát ra vẻ vô cùng ngoan lệ. Âu! Chính là một hám long trùy và tỏa long đại trận, là có thể muốn giết ta sao? Thần sắc của Nghiễm Nguyên kinh khủng đột nhiên một chút hoàn toàn không có, trở nên mặt không biểu tình, băng lãnh chết lặng, mà trong mắt cũng vô tận trào phúng và châm biếm. Ngươi! Nghiễm Hiền cả người đại chấn, một cổ cảm giác xấu xông lên đầu, cả người như rớt vào hầm băng. Trên người của Nghiễm Nguyên từ từ tiêu tán quang mang thoáng cái lần thứ hai đã cường đại lên. Tỏa long đại trận dĩ nhiên không có hiệu quả chút nào. Trong tay hắn vô số ma ha cổ tự tạo thành kim kiếm phát sinh tiếng là lướt, một loại biển lực hùng hồn, ở trên trời tạo nên. Xem ra cây hám long chùy này là lấy tánh mạng của ngươi mới đúng a. Suy, kim quang kia chém xuống một kiếm,
soi sáng khuôn mặt dữ tợn đáng sợ của Nghiễm Nguyên, mà Nghiễm Hiền còn lại là vô tận kinh khủng. Một đạo mực tàu sắc quang mang từ Nghiễm Hiền trên người bay ra, dĩ nhiên là một con mai rùa, phía trên quy văn thiên nhiên thành trận, tản mát ra vô cùng phong cách cổ, còn có từng đạo trầm ổn rất nặng khí. Phanh! Ma ha cổ tự kiếm chém ở trên mai rùa, chấn khởi vô biên hắc sắc ký hiệu. Kim sắc trường kiếm và mai rùa cũng bắt đầu phân giải, số lớn kim sắc cổ tự và mai rùa hoa văn, như là hạt giống bổ công anh vậy, không ngừng bay lên thiên không. Nhưng mai rùa này phân giải nhanh hơn, ở trước khi kim sắc còn chưa hóa tan hết, toàn bộ mai rùa đều tan rã, cuối cùng vài đạo hoa văn cũng phiêu tán hầu như không còn. Toàn bộ quá trình bất quá trong giây lát, Nghiễm Hiền muốn xuất thủ lần nữa, cũng đã không kịp. Hắn vừa đánh ra trưởng đếm, còn dư lại ma ha cổ tự đã lăng không hạ xuống, đều đánh vào trên người hắn. Trong cơ thể khí tức nhất thời hỗn loạn đứng lên, một ngụm long huyết thoáng chốc phun ra, cả người bị đánh bay ra ngoài. Trên bầu trời một biến cố này để tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn ngắm. Trên người của Nghiễm Hiền không ngừng có kim quang phá thể ra, một kiếm kia tàn uy chấn vào bên trong cơ thể, trắng trợn phá hư thân thể và kinh mạch của hắn. Thậm chí thiên địa quy tắc cũng lần thứ hai bị dẫn động, hội tụ ở quanh thân của Nghiễm Hiền, không ngừng chữa trị thân thể tổn hại của hắn, chống lại ma ha cổ tự trong cơ thể. Nghiễm Hiền bị thương, để Đông Hải vương tộc bên này sĩ khí đại điệt, Tử phu nhân lộ ra vẻ mặt, cũng không có lòng ứng chiến khai sơn thiên đinh, không ngừng mà tránh né đối phương công kích, càng dần rơi xuống hạ phong. Bạc Phú Kình càng trên mặt âm trầm bất định, bên trong con người hiện lên một tia tinh mang, lăng không thuấn di một cái, đã trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh người của Nghiễm Hiền, trầm giọng nói. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Nghiễm Hiền vẻ mặt xám như cho tàn, lăng không mở ra năm ngón tay, đem hám long chùy bắt ở trong tay, cắn răng quát dẹp đường. Thay ta chống đỡ một trận. Trong tay hắn hám long chùy xoay tròn, từng đạo trận pháp bày ra, muốn đương chàng chữa thương. Ân. Bạc Phú Kình đáp ứng một tiếng nói, trong tay hàn quang chớp động, kiếm quang phóng lên cao, một đạo long ảnh ở bốn phía thân kiếm uốn lượn. Mi minh kiếm vũ phong, ngự long. Một kiếm đâm ra hình rồng, dưới kiếm ảnh, một cái ngũ trảo kim long điên cuồng gào thét dựng lên, trực tiếp đánh về phía Nghiễm Hiền. Bạc Phú Kình, ngươi. Nghiễm Hiền bỗng nhiên hoảng hốt, trong mắt đều trợn trừng lên, hoảng sợ vội vã ra chiêu, lăng không một trảo xuống, thiên địa thủy nguyên hội tụ lòng bàn tay. Ầm ầm, kiếm khí chém xuống, ngũ trảo kim long nhảy vào bên trong thủy nguyên, trực tiếp phá vỡ chiêu này. Bên trong lòng bàn tay của Nghiễm Hiền một cổ kiếm ý vô biên nổ lên, bên trong ngũ trảo bị thương tiên huyết tràn trề, toàn bộ trên cánh tay phải cắt phá ra các loại vết thương ghê rợn kinh tâm. Biến cố này càng họa vô đơn chí, Tử phu nhân tâm bỗng nhiên trầm xuống, lộ ra vẻ kinh sợ. Trên bầu trời một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay khi Nghiễm Hiền bị Bạc Vũ Kình đánh lén kích thương, như thị ngã văn lần thứ hai lăng không chán pháp quang rớt xuống, như là núi cao, đem Nghiễm Hiền ngăn chặn, không ngừng chấn xuống bên dưới. Ầm ầm, Nghiễm Hiền giống to hơn mấy tiếng long ngâm chấn nhập phía chân trời, bất khuất rít gào nhằm phía tứ phương. Cả người cũng hóa thành long hình, muốn phá tan pháp quang không gian. Nghiễm Nguyên gương mặt dữ tợn, nơi nào sẽ buông tha cơ hội thật tốt này, lắc mình một cái, liền dẫm nát trên như thị ngã văn, trực tiếp ngồi xếp bằng trên đó, hai tay quyết ấn biến hóa liên tục. Từng đạo ma ha cổ tự lần thứ hai bay lên, ở trên trời đan vào đứng lên, đều bay vào phía dưới, đem Nghiễm Hiền rít gào càng không ngừng càng ép càng chặt. Đệ đáng thương của ta a, buông tha dãy dụa đi, để pháp quang rửa sạch một thân tội nghiệt của ngươi, dùng tánh mạng đến chuộc tội đi. Trên mặt của Nghiễm Nguyên một mảnh điềm lành, càng mơ hồ có tử bi chi tương. Tất cả mọi người trong lòng một trận sợ hãi, đặc biệt Tử phu nhân, ở dưới khai sơn thiên đinh liên tục công kích, cực kỳ nguy hiểm. Nàng mạnh mẽ cắn răng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo tử quang, phá không bỏ chạy. Đừng hòng chạy trốn. Mục Nhất Thông trợn mắt trừng trừng, một kiếm lăng không quét ngang mà đến, khai sơn thiên đinh cũng là một trường vỗ xuống. Ầm ầm, kích khởi tầng tầng sóng nước, kinh khí cương mãnh hướng phía tử mang nổ đến, gần để thân ảnh của tử phu nhân bị kiềm hãm, đảo mắt liền hóa thành lưu quang tiêu thất. Tử phu nhân vừa chạy, nhất thời mang đến cho vương cung nhất mạch đả kích cực lớn, toàn bộ vòng chiến triệt để tao động, ai nấy khiếp sợ không thôi. Nghiễm Nguyên ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn theo phương hướng tử phu nhân đào tẩu, khóe miệng hiện ra cười nhạt.
Tiện nhân, cho ngươi sống lâu thêm mấy ngày. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhìn chằm chằm cách đó không xa Bạc Vũ Kình, lạnh lùng nói. Ngũ đảo chủ, ngươi có nên cho ta một lời giải thích hay không? Bạc Vũ Kình thu kiếm mà đứng, ánh mắt như nước, lạnh nhạt nói. Vừa rồi một kiếm kia, không phải là giải thích tốt nhất sao? Hừm, Nghiễm Nguyên nặng nề hừ một tiếng, cũng không thèm lại, an tâm thi triển pháp quang chi lực, muốn luyện hóa phía dưới Nghiễm Hiền. Nghiễm Hiền từ lâu đã hóa thành hình rồng, không ngừng mọi nơi rít gào dãy giụa, chỉ là lực lượng càng ngày càng yếu, hoàn toàn không thể dãy thoát ra như thị ngã văn ràng buộc. Cách đó không xa Mục Nhất Quân đột nhiên há mồm phun ra một búng máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, ở trên mặt biển liền lùi mấy bước, đặt mông trực tiếp ngồi ở trên biển. Gần trăm khôi lỗi điều khiển, tuy rằng chỉ là kiên trì thời gian uống cạn chén trà, nhưng là hao hết tâm thần, rốt cục chống đỡ không nổi nữa. Hơn 10 tên kim giáp khôi lỗi trên người từng con toát ra quang mang, hóa thành từng viên hạt châu màu vàng, bay trở về trong tay Mục Nhất Quân. Đám người Bế Nguyệt Tu áp lực nhất thời tăng lên mấy lần, nàng dưới sự kinh hãi, ngũ âm chi huyền từ trên cầm bắn ra, năm đạo quang mang màu sắc bất đồng trên không trung đan vào tụ lại, hóa thành một phương cầm ảnh, đem mọi người bao phủ vào trong đó. Bong bong chanh, ngang trời huyền ảnh nhảy lên, một khúc thanh lưu tấu hưởng, vô số ngũ sắc âm phù nhảy ra, như hoa tuyết đầy trời bay xuống. Rất nhiều Đông Hải cường giả đều là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, một người trong đó quát dẹp đường. Mọi người cùng nhau xuất thủ, coi như là thần cảnh phủ xuống cũng không cần sợ hãi. Trong sát na hơn 10 đạo quang mang vọt lên, trực tiếp đánh phía ngang trời cầm ảnh. Bang bang bang, ngũ huyền từng cái đứt đoạn, một cổ phản phệ to lớn chấn quay về, Bế Nguyệt Tu cũng là tại chỗ phun ra một búng máu tươi. Nguyệt trưởng lão, Thanh Ti và một gã nữ đệ tử khác vội vàng vọt tới, trái phải đỡ nàng. Ta không sao, ở đây nguy hiểm. Các ngươi trước tiên lùi đi. Không, phải đi cùng đi. Thanh Ti kiên định nói rằng, không để ý Bế Nguyệt Tu ngăn cản, bắt lại nàng hóa thành một đạo quang mang, rời khỏi vòng chiến hơn trăm thước. Trong tròng mắt của Mục Nhất Thông lộ ra tinh mang, quát dẹp đường. Lên! Khai Sơn Thiên Đình chậm rãi di động thân thể, hai tròng mắt sán lạn nhìn chằm chằm đến đây, song trường hợp ở trước người, mạnh mẽ hướng phía trong biển người vỗ tới. Mục Nhất Thông bản thân cũng một bước dẫm lên sóng biển, trực tiếp xung phong liều chết tiến vòng chiến. Ầm ầm, các loại chiêu thức từ bốn phương tám hướng chém tới, đế khí ngang dọc, mặc dù là cả người áo giáp kim y, cũng trong nháy mắt chống đỡ không được. Tân thần bọn họ càng là binh bại như núi đảo, một hội thiên lý. Lý Vân Tiêu kinh hãi quát dẹp đường. Nghiễm Hiền thí huynh, thiên địa không cho hiện tại phản chiến người có thể giữ mạng sống. Hoàng chiêu chung ở trong tay hắn bay ra, một chuông đã đánh xuống phía dưới. Đương! Âm cổ là lướt tản ra, tuyên truyền giác ngộ, khiến kẻ khác phát tỉnh. Mấy trăm người thân hình bị kiềm hãm, đều là toát ra vẻ kinh khủng và mê mang. Hai tròng mắt của Lý Vân Tiêu thoáng cái hóa thành huyết nguyệt, tản mát ra tia sáng yêu dị, một đạo thanh âm mê hoặc theo tiếng chuông gõ xuống, ở trong lòng mỗi người vang lên. Các ngươi hãy nhìn đến thứ chân áp Nghiễm Hiền là vật gì? Đó là lịch đại hải hoàng mới có thể có pháp hoa đài sen, như thị ngã văn. Thứ này là thánh khí tượng trưng cho vô thượng quyền uy của hải hoàng đại nhân, tại sao lại ở trong tay của Nghiễm Nguyên đại nhân, các ngươi không có ai nghĩ tới sao? Tất cả mọi người đều toàn thân đại chấn, xa xa trên pháp hoa đài sen phát ra ánh sáng trang nghiêm túc mục, tựa như quang huy thánh khiết, thoáng cái để tất cả mọi người đều ngừng trong tay công kích, lộ ra vẻ mê mang. Toàn bộ trên mặt biển nhất thời lâm vào một loại vòng lẩn quẩn kỳ dị, toàn bộ võ giả dưới trướng vương tộc tất cả đều kinh ngạc đứng ở trên biển, trên mặt một mảnh ngây dại ra. Đám người Bạc Vũ Kình và Phù Diêu Thánh Cung tất cả giật mình, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng ở đây đều là vũ đế cường giả, Lý Vân Tiêu dĩ nhiên có thể một lần thôi miên nhiều như vậy. Giới thần bi từ trong tay Lý Vân Tiêu bay ra ngoài, một chút hóa thành to lớn đánh rơi xuống. Muốn đem mọi người toàn bộ kéo vào bên trong. Đột nhiên một tiếng chấn động từ đàng xa truyền đến, tiếng sóng biển rít gào dựng lên, trong đó xen lẫn một tiếng long ngâm, uy thế kinh thiên. Mọi người thoáng cái từ trong trầm mê tỉnh táo lại, lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, vội vàng thu nạp Nguyệt Đồng, trên mặt một trận uể oải, hắn liền vội vàng xoay người nhìn lại, đồng dạng lấy làm kinh ngạc.
chỉ thấy Nhiễm Nguyên liều mạng thôi động như thị ngã văn, dưới pháp quang, mơ hồ đã không thể chế trụ được Nhiễm Hiền. Từng đạo rít gào từ bên trong pháp quang truyền ra, không ngừng có thanh quang kinh sợ đi ra, toàn bộ biển rộng đang bị dẫn động, trời long đất nở. Chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu cả kinh, nguyên bản cục diện tất thắng, hắn thực sự không rõ Nhiễm Hiền còn có khả năng nào có thể lật bàn. Ầm ầm, một đạo cột nước từ phía dưới vọt lên, trực tiếp đánh văng ra như thị ngã văn. Một đạo long ngâm chấn động cửu thiên. Nhiễm Hiền hóa thành thanh long to lớn, ở trên mặt biển rít gào bốc lên, hành vân bố vũ. Ở trong sóng biển tầng mây xuyên toa từng đạo thanh quang chiếu xuống, toàn bộ trong trận hải vực đều bao phủ ở bên trong một cổ long uy, khiến người lạnh run run. Biến cố này lại để tất cả mọi người trở tay không kịp, thoáng cái kinh ngạc đến ngây người ở đây. Thanh long to lớn hai tròng mắt như điện, chăm chú tập trung chỗ của Nhiễm Nguyên, gầm thét phóng đi. Nhiễm Nguyên vẻ mặt xám như cho tàn, một trận hoảng loạn. Hắn tận mắt nhìn thấy Nhiễm Hiền ở trong tuyệt vọng, đem hám long chùy nuốt vào, nghĩ không ra lại sẽ sản sinh biến cố như vậy. Cổ hung bạo chi khí khiến kẻ khác một trận sợ hãi, chỉ là hai cái long nhãn, giống như là hai cái lưỡi dao sắc bén, xen vào trái tim hắn, làm hắn dâng lên một cảm giác vô lực. 3. Trên mặt biển một tiếng nổ vang lên, Khai Sơn Thiên Đinh thân thể to lớn trực tiếp từ trên biển nhảy lên, mở ra song trường, hướng phía thanh long bổ tới. Thanh long vẫy đuôi một cái mà đến, hướng lên vô biên cành hoa. Ầm ầm, đuôi rồng đánh vào trên song trưởng của Khai Sơn Thiên Đinh, đem cự khôi 10 trượng chấn quay về trong biển rộng, lật lên sóng lớn. Nhiễm Nguyên thừa cơ một chút thối lui, kinh hãi quát dẹp đường. Mọi người liên thủ công kích, hắn đã mất đi thần trí, muốn cùng với mọi người đồng quy vô tận. Đồng thời xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía trên trăm cường giả, quát dẹp đường. Nhiễm Hiền đã chết, hiện tại chỉ là còn sót lại một điểm ý chí, muốn mạng sống hãy cùng ta xuất thủ. Đám cường giả kia đều nhíu mày lại, đâu chịu tin tưởng, bất quá ở dưới ánh mắt lạnh lẽo của Nhiễm Nguyên, không người dám nói lời phản đối. Thanh long trên không trung đánh rơi xuống Khai Sơn Thiên Đinh sau đó gầm thét liên tục giống to hơn, cũng không đáp xuống, chỉ là ở trên khoảng không không ngừng xoay quanh. Trên người thanh quang càng ngày càng mạnh. Toàn bộ trên hải vực hiện ra từng phiến thanh sắc hoa tuyết, bắn văng xuống. Đây là... Trong lòng mọi người bỗng nhiên nhảy lên một cái, thanh sắc hoa tuyết trung tản mát ra khí tức kinh khủng, một mảnh bay xuống ở trên người một gã võ giả, lập tức phát sinh tiếng cháy xèo xèo, toàn bộ da thịt hòa tan một mảnh, kêu thảm thiết liên tục. Đây là long nguyên tinh hoa, hắn dĩ nhiên thiêu đốt long nguyên. Nhiễm Nguyên kinh hãi kêu to, trong mắt một đạo hàn quang lóe ra. Một trưởng mạnh mẽ hướng phía trong hư vô oanh đến. Phanh! Trưởng lực của hắn như là đặt ở trên cây bông, toàn bộ không gian hướng một điểm hạ xuống, sau đó liền bắn thẳng tắp. Một trưởng lực bị chấn hướng bốn phía tản ra. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, lần này ý vị như thế nào ai cũng rõ ràng, toàn bộ đại trận hải vực hoàn toàn bị phong kín. Cái này tất cả mọi người tin tưởng, Nhiễm Hiền thật là nổi điên, muốn giết mọi người. Thanh sắc hoa tuyết phiêu tán xuống, không ngừng ăn mòn kết giới phòng ngự của mọi người, trong toàn bộ không gian đều nhộn nhạo một cảm giác nguy hiểm cực độ, trở nên thập phần không ổn định. Nhiễm Nguyên cắn răng nói. Hắn liều mạng thiêu đốt long nguyên, muốn cùng với mọi người đồng quy vu tận, mọi người nếu không liên thủ đem hắn đánh chết mà nói, phải toàn bộ chôn cùng rồi. Bạc Phú Kình cả kinh nói. Hắn hiện tại tùy thời có khả năng tự bạo, nếu là dưới sự liên thủ không thể khống chế được. Cái loại trùng kích chi lực này sợ rằng một vài người không chống đỡ được. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, trong lòng run sợ. Cửu tinh đỉnh phong cường giả, Đông Hải Chi Vương, dĩ nhiên lựa chọn tự bạo. Không nói đến điều này hoang đường chuyện thực khiến người khó có thể tin, chỉ một màn này trước mắt, loại trùng kích chi lực kia ai có thể chịu nổi. Bạc Phú Kình trực tiếp đưa mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu minh bạch ý tứ của hắn, lắc đầu nói. Bị bước đến bước đường cùng này, lại thêm hắn cắn nuốt hám long chùy, lực lượng bây giờ trực tiếp vượt qua cửu giai đỉnh phong, coi như là siêu phẩm huyền khí cũng không chống đỡ được loại tự bạo này. Vậy làm sao bây giờ? Bạc Phú Kình cũng một chút trợn tròn mắt, nói. Lẽ nào chờ chết? Tất cả mọi người đều là hết đường xoay sở, hoàn toàn tay không đủ thi thố. Bế Nguyệt Tu sắc mặt tái xanh nói. Thanh Ti, đợi lát nữa Nhiễm Hiền một ngày tự bạo. Người trốn ở sau lưng ta.
Ta coi như phấn thân toái cốt cũng phải bảo hộ ngươi chu toàn. Nguyệt trưởng lão. Trên mặt của Thanh Ti hiện lên vẻ kinh hãi, một bộ dáng không muốn nghe theo. Bế Nguyệt Tu quát dẹp đường. Không phải do ngươi tùy hứng. Một nữ đệ tử khác cũng là kéo nàng, đem nàng ngăn ở phía sau, một bộ dáng quyết đoán. Bạc Phú Kình lạnh lùng nói. Tên tiểu tử khu xử nặc á chi thuyền kia không phải ở bên trong thánh khí của ngươi sao? Mau để hắn đi ra. Lý Vân Tiêu vươn tay, một khối hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay, từ từ ăn mòn đế khí trên người của hắn. Hắn nhìn chằm chằm hoa tuyết, lộ ra vẻ trầm tư lai, nói. Vẫn là không có phiền phức như vậy đi. Hắn giơ tay lên, một cái chén màu trắng giơ lên thật cao. Mặt trên cái chén kia nhất thời hiện ra đại lượng ký hiệu, từng đạo quang vượng từ miệng chén phát ra. Bông tuyết đầy trời hơi bị xoay tròn, hóa thành từng cổ long quyển phong hướng phía trong chén kia vào tới. Mọi người ánh mắt nhìn thấy, hoa tuyết này bị hút vào trong bạch phản, hóa thành một chút tinh trần thật nhỏ, dính sát vào nhau ở trên vách chén bạch phản, càng ngày càng nhiều, biến thành một tầng dày đặc. A! À, tất cả mọi người triệt để con mắt choáng váng. Bạc Phú Kình và Nghiễm Nguyên càng há to mồm lên, chén này là từ trong tay bọn họ mua đi, nghĩ không ra lại có kỳ hiệu như vậy. Nghiễm Nguyên càng toàn thân đại chấn, ở bên trong cái chén bạch phản kia dựa vào tinh trần, cực kỳ giống với long tinh, chỉ bất quá hiện lên bột phấn. Bế Nguyệt Tu cả kinh nói, đây là loại huyền khí gì, dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu long nguyên, hóa thành một chút long tinh. Lý Vân Tiêu lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, nói. Long nguyên này đó là năng lượng cực kỳ chân quý trong thiên địa, ta cũng chỉ là não động mở rộng ra thử một lần mà thôi. Chỉ mong bạch phạn này có thể đứng vững, bằng không nếu như bị đầy nổ nứt ra, ta tìm ai khóc khứ. Nguy cơ to lớn chỉ đơn giản như vậy đã hóa giải, tất cả mọi người đều một trận ngạc nhiên. Bạc Phú Kình càng sắc mặt ngây dại ra, thứ này ở trong tay hắn hồi lâu, chưa bao giờ biết còn có hiệu quả bực này, thần sắc có vẻ dị thường hối hận. Thanh Ti cũng là đôi mắt đẹp liên tục. Nguyệt trưởng lão, thứ này quá có ý tứ, chúng ta nghĩ biện pháp đoạt đến đây đi. Mọi người thấy nàng không chút nào kiêng kỵ nói thẳng, đều là vẻ mặt hắc tuyến. Lúc này lúng túng nhất đó là này Đông Hải Vương cung võ giả, ngơ ngác đứng ở trên biển rộng, không biết như thế nào cho phải. Bế Nguyệt Tu cười nói. Tiểu đệ đệ, người cái chén này chẳng lẽ là một chén bạch phản năm xưa danh chấn thiên hạ huyền khí? Lý Vân Tiêu mặt đen lại nói. Vô luận ngươi ra giá bao nhiêu cũng không đổi. Hi hi, đừng nói kiên quyết như thế mà. Bế Nguyệt Tu cười nói. Ta Thiên Diệp Đảo là địa phương một nghèo hai trắng, cũng không có vật gì có thể đổi. Bất quá, Phù Diêu Thánh Cung thứ không thiếu nhất chính là mỹ nữ, không bằng tiểu đệ đệ ngươi theo ta quay về trên đảo, nhìn xem có ai thích hợp hay không, dẫn một người trở lại. Lý Vân Tiêu nói. Ta xem bế bà đã thật thích hợp. Không bằng ngươi theo ta đi thôi, cái bạch phản này cho đồ đệ ngươi mang về Phù Diêu Thánh Cung đi. Hi hi hi. Thanh Ti và một nữ tỳ khác tại chỗ cười lắc lư, khom cả thắt lưng cười cười tâu toét. Ba hoa. Bế Nguyệt Tu mặt già đỏ lên, cắn răng nói. Tiểu tử thối không đứng đắn. Nguyên bản không khí dị thường áp lực khẩn trương, thoáng cái trở nên dễ dàng hơn, cái này chuyển hoán quá nhanh, để tất cả mọi người có chút không thích hợp. Nghiễm Hiền cũng tựa hồ đã nhận ra tình huống, đôi long nhãn kia tức giận nhìn chằm chằm bạch phản, liên tục phát sinh tiếng gầm gừ. Chén bạch phản ở dưới tiếng long ngâm thanh, không ngừng mà rung động, quang vựng cũng theo đó lay động. Hơn nữa Nghiễm Hiền trên thân thể long hình màu xanh, hiện ra một khối to lớn màu đỏ loang lổ, hình dạng chính là hám long chùy, tựa hồ đang bốc cháy lên. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Không tốt, chén cơm à ni dù sao chỉ là phụ trợ huyền khí. Sợ là không chịu nổi bao nhiêu công kích. Hơn nữa ta xem Nghiễm Hiền tựa hồ còn có chuẩn bị ở sau, chúng ta mau chóng phá vỡ cái hải vực này. Được. Nghiễm Nguyên hai mắt tuôn ra hung mang, hướng phía xa xa mọi người đảo qua, lạnh giọng nói. Phàm là lúc này ra lực, chuyện quá khứ đều sẽ không truy xét. Đông đảo cường giả đều là tâm trạng rung động, trước mắt tình cảnh này, Nghiễm Hiền đích xác đại thế đã mất rồi. Không ít người đều lo lắng sau này sẽ lọt vào Nghiễm Nguyên thanh toán, lúc này cũng là đại hỉ đứng lên, ai nấy tiến lên tuyên thệ thuần phục. Bầu trời Nghiễm Hiền tựa hồ bị làm tức giận lợi hại hơn, trên người khối hồng ban nhan sắc càng ngày càng tiên diễm kia, cả người biến thành thanh hồng song sắc. Bạc Phú Kình hai tay bắt một quyết ấn,
một đạo quang mang ở trong ấn quyết mở ra, hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Sau đó hắn ngưng mắt nhìn hướng phía không trung một điểm, một đạo lục quang ở cách đó không xa ngưng tụ, phát sinh quang mang lóe sáng. Điểm này là nơi không gian yếu kém nhất, mọi người tập trung lực lượng oanh kích điểm ấy. Tất cả mọi người đều sĩ khí tăng vọt, bắt đầu vận chuyển nguyên lực. Bọn họ lúc này liên hợp lực lượng của tất cả mọi người lại, đủ để chống lại bất luận siêu cấp thế lực một nhà nào, coi như là đỉnh phong cường giả, cũng muốn trong nháy mắt đánh bể. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt trên hải vực truyền đến chấn động, tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, hiện ra dấu chấm hỏi. Tiếng chấn nổ này đến từ chính bên ngoài trận pháp, có người đang mạnh mẽ công kích đại trận. Lại là liên tiếp vài tiếng chấn nổ, bầu trời tầng mây tản ra, hình như bị đánh nát không ít cản trở. Bầu trời đột nhiên hiện ra một cái bóng đen thật lớn, dường như màn đêm bao phủ mà đến, mơ hồ nhìn lại, có mấy con quái thú to lớn sừng sững ở bên ngoài trận pháp, hình thể chui trong đám mây. Lý Vân Tiêu cả kinh, nhất thời ngẩn ra mắt, mấy con quái thú to lớn, vừa nhìn cái bóng đã biết là Thủy Tiên triệu hồi ra tới Đô Đô cùng đám con cái của nó. Bạc Phú Kình đại hỉ, nói. Là biển sâu cự thú phá giới hắc mang hơn nữa còn là từ bên ngoài công kích, thật tốt quá, lần này cơ hội đột phá phong tỏa lớn hơn rồi. Trong tay hắn quyết ấn chi quang cũng có chút run rẩy đứng lên, khuếch tán ra quang vựng như là rung động tản ra, cho thấy không gian cực độ bất ổn. Nghiễm Nguyên quát dẹp đường. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trong tay hắn kim quang lóe lên, pháp hoa đài sen trực tiếp bay ra. Đột nhiên một tiếng rền rĩ hô vang lên, còn có tiếng kêu thảm thiết bén nhọn của Thủy Tiên, trực tiếp hoa phá trường không. Thân thể của Lý Vân Tiêu chấn động, tiếng kêu thảm kia để nội tâm hắn kịch liệt run rẩy, hoảng sợ hướng phía bầu trời nhìn lại. Những người còn lại cũng là thân hình bị kiềm hãm, lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó liền nghe tiếng giận dữ mắng của Linh Tâm. Ngươi là ai? Mọi người ở bên trong trận pháp, chỉ có thể mơ hồ thấy biển sâu cự thú đỉnh thiên lập địa, trong đó một con dĩ nhiên từ đó cắt thành hai đoạn, như là một ngọn núi bị cắt đoạn vậy, nửa người trên té xuống về phía sau. Tất cả mọi người đều con ngươi mở lớn ra, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy thiên không này, theo một con biển sâu cự thú bị chém nứt, đồng thời chia cắt ra. Đậu đậu, đậu đậu. Ở trong khe hở cắt nứt ra, chỉ thấy Thủy Tiên vẻ mặt lệ ngân, hướng phía biển sâu cự thú bị chém nứt đánh tới. Còn lại mấy con cự thú cũng là phát sinh to lớn rền rĩ và run rẩy, đều ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, một tiếng so với một tiếng thê lương hơn. Trong cơ thể của biển sâu cự thú là vô tận đen kịt, đậu đậu thân thể bị nổ tung hậu, bắt đầu từ từ hóa thành hai người hắc động. Gương mặt của Linh Tâm hoảng sợ nhìn phía trước một gã nam tử cầm kiếm, nam tử kia sắc mặt đạm mạc, trên người phát ra khí tức khiến kẻ khác cực kỳ sợ hãi, mặc dù nàng là cửu tinh trung giai, càng không dám tiến lên ngăn cản. Nàng vội vàng phi thân xuống, đem Thủy Tiên ôm lấy, rất sợ nàng làm ra cái hành vi xung động gì. Buông buông, đậu đậu. Đậu đậu đã chết, ô ô ô. Thủy Tiên đại bi khóc ồ lên, thương tâm gần chết. Ngươi tại sao muốn giết chết đậu đậu, ô ô ô. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút, một cổ hàn khí từ lưng cốt truyền ra, tên nam tử kia chân dung triển lộ ở trước mắt hắn, đúng là long thủ. Nhanh như vậy đã đuổi tới. Lý Vân Tiêu trái tim không ngừng trầm xuống, trước là muốn mượn lực lượng của long thủ đối phó Nghiễm Hiền, lúc này mới thả một gã long vệ trở lại. Hiện tại đại cục đã nắm trong tay nắm chắc, lại thành chuyện xấu phá hư đại cục. Long thủ hai tròng mắt híp lại, nhìn thoáng qua Linh Tâm, khẽ lấy làm lạ hỏi. Ác, nguyên lai là ba gia huyết mạch, xin lỗi, lỗ mãng. Lỗ mãng, ngươi một câu lỗ mãng là được rồi. Ngươi giết chết đậu đậu, ta muốn ngươi đền mạng. Thủy Tiên liều mạng rằng co, trên người từng đạo kim quang chớp động, muốn tránh thoát đi ra liều mạng, lại bị Linh Tâm kéo gắt gao. Ô ô ô, mặt khác mấy con biển sâu cự thú bi phấn kêu to lên, đều phun ra hắc mang, hướng phía long thủ oanh đến. Long thủ gương mặt đạm nhiên, trường kiếm trong tay nhất cử, một đạo kiếm quang ở trước người ngưng tụ, thẳng chém ra. Một đạo bạch sắc kiếm quang phảng phất hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp thế giới, trong nháy mắt đem mấy đạo hắc mang toàn bộ che ở kiếm ngoại. Xem trọng mấy con quái thú này, bằng không đừng trách ta đều chém. Thanh âm đạm mạc từ trong miệng hắn truyền ra, để Linh Tâm cả người chấn động, vội vàng trong miệng niệm bí quyết,
nỗ lực để mấy con biển sâu cự thú ổn định lại. Long thủ lúc này mới thu hồi kiếm thế, lăng không một chảo, bị cô lập khe trực tiếp xé rách ra. Bang 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 bang. Tiếng chấn động thật lớn từ trong không gian truyền ra, nơi đây trận thế tại đây xé ra đều bị phá hủy. Tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt há hốc miệng. Nghiễm Nguyên cũng là hoảng sợ thất sắc, cả kinh nói. Lực lượng này, cổ lực lượng này. Bạc Phú Kình sắc mặt một mảnh xám trắng, cắn răng nói. Cửu tinh đỉnh phong trở lên, võ đạo cực hạn trước, siêu phàm nhập thánh. Bốn chữ này vừa ra, không ít cường giả trên mặt đều là một mảnh kinh hãi, càng nhiều hơn còn lại là mê man. Không chỉ có là long thủ, ở đây tất cả cường giả đều là trong lòng kinh hãi dị thường. Lý Vân Tiêu khuôn mặt bình thản như nước, lại lộ ra một cổ kiên quyết thể sống chết, để tất cả mọi người cảm thấy một trận nguy hiểm. Trong tay long thủ kiếm mang có chút hành động bất định, hắn không biết một kiếm này của mình chém tới, sẽ là tình huống cỡ nào, nhưng có loại cảm giác mãnh liệt, mặc dù muốn giết người trước mắt này, tất nhiên sẽ trả giá thật lớn. Nhưng Lý Vân Tiêu kiến thức thủy long chân thân, chính là bí mật lớn nhất của vũ địa, tất phải giết hắn. Vô luận người có gì ngang phân, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kiếm quang ở đầu ngón tay hắn chớp động, chợt bắn đi ra ngoài. Một đạo kiếm khí gào thét xuống, phảng phất như ngưng tụ một phe thế giới chi lực này. Lý Vân Tiêu giơ lên mi mắt, bên trong con người hiện lên vẻ băng lãnh, chân ma cự linh hai tay bấm tay niệm thần chú, trước người hiện ra một đạo vòng xoáy. Trong tay hắn lãnh kiếm băng xương giải phong đi ra, nhất thời bay đầy trời tuyết, trăm dặm kết băng, bốn phía trở nên trong suốt thông thấu. Kiếm ở trong tay hí, vô số kiếm chi quy tắc tụ đến, cả người hắn tựa hồ cũng hóa thành một đạo kiếm ảnh. Để ngang hải thiên trong lúc đó. Kiếm quyết. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, một kiếm đã đâm đi ra ngoài. Đồng thời trên bầu trời trước người chân ma cự linh hắc sắc vòng xoáy cũng là vỗ xuống, dường như mây đen áp đỉnh. Phía sau hắn trên bốn cánh tay, đại phủ, thiên thu bá đao, mộ vân kính, hoàng chiêu trung, cũng cùng nhau đập đi ra ngoài. Bang bang bang. Đối phương một kiếm kia kiếm khí trong nháy mắt đem kiếm quyết chém chết. Sau đó đâm xuyên hắc sắc ma khí, đem từng món huyền khí đánh văng ra. Trước người của Lý Vân Tiêu hiện ra ma thiên khải, mặt trên cũng tràn ra các loại hắc sắc hoa văn cổ quái, che ở trước một đạo kiếm khí. Phanh! Vô số hắc sắc hoa văn bị đánh sơ xác, ma thiên khải bay trở về, Lý Vân Tiêu chấn đến trong cơ thể khí huyết quay cuồng, dương kiếm cản đi tới. Phanh! Kiếm khí dư lực bắn ở trên lãnh kiếm băng xương. Chấn đắc cả người hắn ở trên biển không ngừng bay ngược, trên người dâng lên kim quang mãnh liệt, chống lại kiếm uy kia áp xuống. Trên thân thể bắt đầu hiện ra từng đạo vết rách, nhưng thoáng qua trong đó liền khôi phục như thường, như vậy nhiều lần mấy lần. Ầm ầm, Lý Vân Tiêu mạnh mẽ một kiếm đi xuống áp đến, đem đạo kiếm uy kia chấn nhập biển rộng, một đạo sóng biển kinh thiên xông tới thiên không. Hắn cũng là nội phủ thụ thương, một ngụm tiên huyết đỏ bừng phun tới. Sau đó không dám ngưng lại, cả người hóa lôi điện đã nhảy vào đám mây, phía sau hai tay quào một cái ở trên giới thần bi, một nắm cái hộp kiếm, mặt trên bắt đầu hiện ra ngân quang, kiếm khí cường đại từ trong đó tuôn ra. Long thủ ở sau ngắn ngủi tiếp xúc, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi, phía dưới một kiếm này, sẽ triệt để đem ngươi cắt thành tan xương nát thịt. Hắn gương mặt lộ vẻ âm trầm, hiển nhiên là muốn chân cách. Trên thân kiếm bắt đầu khởi động biển lực, bầu trời hơi bị run rẩy. Tất cả mọi người là sắc mặt chợt biến, cảm nhận được cổ sức mạnh to lớn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác mình nhỏ bé nhu nhược. Đột nhiên một đạo kim quang ở trên trời cao chán phóng ra, như thị ngã văn bay tới, khắp bầu trời ma ha cổ tự từ bên trong bay ra, chống lại kiếm uy kia. Nghiễm Nguyên lắc mình một cái mà đến. Ngươi không thể giết hắn. Sắc mặt của long thủ trầm xuống, quát dẹp đường. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghiễm Nguyên thẳng thắn nói. Tuy rằng ta không biết các ngươi có ân oán gì, nhưng người này đối với ta có trọng dụng, ta không cho phép. Lý Vân Tiêu một đạo long ngâm cho hắn chấn động thực sự quá lớn. Hơn nữa Lý Vân Tiêu tất nhiên biết rất nhiều vũ địa bí mật, những điểm này cũng là điều mà hắn cần. Nghiễm Nguyên. Long thủ động hình dáng, lạnh giọng nói. Đừng quên thân phận của ngươi. Nghiễm Nguyên cười lạnh nói. Quên thân phận hẳn là chính ngươi đi, Long vệ bộ tộc, khi nào thì bắt đầu can thiệp vào việc của Đông Hải.
lại từ khi nào thì bắt đầu ra biển giết người? Long thủ đại nhân, chẳng lẽ các ngươi muốn xưng bá tứ hải sao? Long thủ tức giận. Đã như vậy, ta đây đã đem ngươi dạy dỗ một phen, xem ra năm xưa ngươi bị trục xuất, một chút cũng không oan uổng ngươi a. Nghiễm Nguyên biến sắc, trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Long thủ hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay quang vừa chuyển, thế giới ánh sáng từ toàn bộ biển rộng thượng thu liễm đến đây, nhất thời kiếm thế tăng mạnh, hóa thành từng đạo trường long hư ảnh, chấn khoảng không mà đến. Như thị ngã văn ở dưới kiếm uy này cũng lập tức bị phản chế xuống tới, liều mạng chống lại. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên đại biến, giống to. Mọi người theo ta đồng loạt ra tay, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắn trước tiên nhảy lên một cái, ngồi xếp bằng ở trên đài sen, hai tay tạo thành chữ thập, khuôn mặt từ bi. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như vụ diệt như điện, ứng tác như thị quan. Khắp bầu trời ma ha cổ tự vây bên người hắn lượn vòng, pháp quang lực một chút đại thịnh, đem kiếm uy chấn mở ra, hướng phía trung tâm đè áp đến. Trên mặt của Bế Nguyệt tu thần sắc âm trầm bất định, mạnh cắn răng một cái, tay phải trên không trung phất một cái, lập tức hóa ra một phương bảo cầm. Chanh! Nàng ngũ huyền đủ lạp, mạnh mẽ bắn rung đi ra ngoài. Đàn đứt dây thử hỏi ai có thể hiểu. Mục Nhất Thông thấy nàng xuất thủ, cũng là cắn răng huy động cự kiếm, khai sơn thiên đinh bước ra một bước, chấn đến biển rộng cuồn cuộn, hai thiết thủ to lớn nắm chặt thành đôi quyền, một đen một trắng hai cổ vòng xoáy ở trên nắm tay phương hiện lên, cùng nhau hướng phía kiếm uy áp đến. Đám người tân thần và ác linh cũng là nhất tề xuất thủ, hét lớn mà lên. Cá sấu trực tiếp hóa thành một cổ long quyển phong lửa nóng, gào thét xông tới. Còn lại đám Đông Hải cường giả này, ai nấy đờ đẫn nhìn, tâm tình thất thượng bát hạ, không biết như thế nào cho phải. Ánh mắt của long thủ một ngưng, thấy bộ dáng kia của ác linh, lạnh giọng nói. Dám đoạt xá long vệ, giết các ngươi cũng là chết chưa hết tội rồi. Trong tay hắn kiếm thế vừa chuyển, vô số sáng từ trong đó bạo đi ra, hóa thành vô cùng kiếm lực, như là một cái ngân hà, kéo dài qua tinh không. Kiếp lượng vô thủy. Một lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát ra, hướng về mọi người vọt tới. Đám long vệ Nghiễm Hiền đều là sắc mặt đại biến, vội vàng thả người bay ngược ta. Nghiễm Hiền còn lại là gương mặt kinh hãi và đại hỉ, tiếng cười dài cũng liền thối vài trăm thước. Hắn tuy rằng một mực ở bên mau chóng điều tức khôi phục, nhưng dù sao thương tích quá nặng, có thể ngăn chặn thương thế không chuyển biến xấu đã là cố gắng lớn nhất rồi, chỉ có quay về vũ địa mới có thể triệt để chữa cho tốt. Lý Vân Tiêu cũng là đem thần dịch lực đánh vào trong giới thần bi, hóa thành một tòa tấm bia to 10 trượng dư cao vĩ ngạn, hướng phía trong kiếm lực kinh khủng kia chấn áp đi. Đồng thời sắc trời cái hộp kiếm vừa mở, 24 chuỗi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lập tức bay ra, ở trên trời hóa ra kiếm trận, một kiếm thật lớn phù ngưng tụ đến, cũng theo giới thần bi đang oanh đến. Ầm ầm, mấy đạo lực lượng kinh khủng đều đánh vào cùng nhau, cướp lượng vô thủy kiếm như là bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan mấy người liên thủ. Đánh vào trên pháp hoa đài sen. Sau đó giới thần bi và thiên kiếm đổ đánh rơi xuống, đem cuồng bạo lực lần thứ hai đề thăng một tầng cấp, kinh khủng dư ba hướng về bốn phương tám hướng tách ra, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ xuống tới, mọi người tất cả đều mê thất tại đây lực đánh vào dưới. Thế giới đã chẳng phân biệt được biển rộng bầu trời, hoàn toàn chỉ có một mảnh trắng xóa hỗn độn, tựa như thiên địa chưa khai mở vậy. Mỗi một tên võ giả đặt thân ở bên trong đều cảm thấy mình dị thường nhỏ bé, không ngừng vận chuyển đế khí, hóa thành từng tầng một màn sáng cháo ở trước người, bảo đảm an nguy của mình. Nhưng vẫn như cũ không ít người bị chấn đến ngụm lớn thổ huyết, thậm chí trực tiếp ngất đi, rơi vào trong biển. Uy lực bạo tạc như là kéo dài không suy, kéo dài không dứt, không có đầu cùng như nhau. Thẳng đến một trận qua đi, trắng xóa trên thế giới mới bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ quang mang, hải thiên từ từ nổi lên. Chỉ là biển rộng dưới chân mọi người, đã cạn xuống mấy ngàn thước sâu, mà trên bầu trời càng từng tầng hắc sắc chỗ trống, bên trong sâu không thể thành. Phốc! Rốt cục có người sau khi chống đỡ qua dư uy, lần thứ hai phun ra một búng máu tươi. Nghiễm Nguyên cũng là sắc mặt trắng bệch, pháp hoa đài sen đã hóa thành một đạo kim sắc ấn ký, xuất hiện ở mi tâm của hắn, triệt để vô pháp vận dụng. Long thủ đồng dạng không dễ chịu, thân thể hắn tựa hồ bành trướng hơn gấp đôi. Tay phải cầm kiếm càng gân xanh lộ, từng đạo năng lượng dư ba như là thiểm điện ở trên người hắn đùng đùng chớp động, không ngừng toát ra. Cái gì, ngươi còn chưa có chết,
Ánh mắt của Long Thủ vừa nhìn cách đó không xa, thất thanh kêu lên. Hồ Lô Tiểu Kim Cương cả người giang hai cánh tay, trình dạng chữ đại thủ hộ ở trước người Lý Vân Tiêu, đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, cả người triệt để biến hình, hầu như thành một khối sắt vụn. Lý Vân Tiêu ở trên người nó vỗ một cái, liền đem nó thu vào, lộ ra dung nhan tái nhợt, khóe miệng vẫn còn tràn đầy tiên huyết. Nhưng trên gương mặt này vẫn như cũ lộ ra dáng tươi cười ngạo nghễ, lộ ra vẻ khinh miệt và trào phúng. Ở một bên khác, Khai Sơn Thiên Đinh thân thể to lớn trực lăng lăng đứng ở biển rộng thượng, chậm rãi hướng phía sau ngã xuống. Mục Nhất Thông tuy rằng ăn mặc áo giáp kim y, nhưng vẫn như cũ từ trong miệng chảy ra máu, mở to hai mắt nhìn núi cao vậy khôi lỗi ngã xuống. Ầm ầm, toàn bộ Khai Sơn Thiên Đinh trực tiếp rơi mấy ngàn thước trên cao, rơi xuống khi đến bên trong vô tận biển rộng, chấn khởi bọt nước kinh thiên. Bang bang bang, trước người của Bế Nguyệt Tu cầm trên người ngũ huyền đứt đoạn, toàn bộ tan vỡ. Nàng cả người cũng là sắc mặt trắng bệch, trực tiếp một búng máu phun ở mình ái cầm thượng, ánh mắt lộ ra kinh câu. Sắc mặt của Long Thủ muốn bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu khó coi, cắn răng nói. Ngươi có thể ngăn được một kiếm, hai kiếm, chẳng lẽ còn có thể ngăn ba kiếm, bốn kiếm của ta phải không? Mới vừa kiếm uy ta còn có thể chém ra được, nhưng các ngươi còn có thể chống đỡ được sao? Hắn bỗng nhiên nhắc tới, kiếp lượng vô thủy kiếm phát sinh một tiếng chấn minh, giơ kiếm hướng lên trời. Trên bầu trời tầng tầng hắc động bắt đầu trào động, hóa thành đinh ốc dạng vòng xoáy, tản mát ra thiên uy kinh khủng. Không cho phép ngươi giết Lý Vân Tiêu. Một đạo thanh âm kiên định truyền đến, mặc dù có chút non nớt hòa nhã nhĩ, thiếu khuyết khí phách, nhưng có loại một loại kiên định và quyết tâm không cho phép nghi ngờ. Thủy Tiên. Linh Tâm kinh ngạc quát một tiếng, lúc này mới phát hiện vẫn ở bên cạnh Thủy Tiên chẳng biết lúc nào đã đi hướng tiền phương đi, nàng vội vàng phi thân quá khứ muốn kéo. Đừng cản ta, cô cô. Trên trán của Thủy Tiên bắn ra một đạo kim mang, hóa thành màn sáng, trực tiếp đem Linh Tâm ngăn trở. Dưới màn sáng dần dần hiển hóa ra phượng xí tử kim quan, đeo vào trên trán của nàng, từ từ sinh huy. Sau đó một đạo kim màu xanh biếc quang mang ngưng tụ ở nàng thúc hạ, hóa thành ngẫu ti bộ vân lý, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở tinh thần trên. Thủy Tiên cũng không quay đầu lại hướng phía Long Thủ đi đến, trong tay tái một đạo kim quang tụ lai, ngưng tụ thành đại xảo bất công kiếm. Nguyên bản trên thân kiếm thật thà không có gì lạ, nhiều hơn rất nhiều hoa văn hoa mỹ đến. Tam món hải thần di lưu huyền khí, lúc này đều đã giải phong, trên người ở Thủy Tiên tương hỗ chiếu rọi, hình thành một mảnh tường quang thụy khí. Ngươi, đây là... Long Thủ cả kinh, cũng bị một màn trước mắt này kinh hãi, tuy rằng ba món huyền khí chiếu rọi cũng không ở trong mắt hắn, nhưng điểm lành ánh sáng này, nóng cháy như nhật nguyệt, khiến người có một loại thần thánh bất khả phạm uy nghiêm. Ngươi giết Đậu Đậu, bây giờ còn muốn giết Lý Vân Tiêu, ta muốn giết ngươi. Trong mắt của Thủy Tiên lóe lên sát khí lạnh như băng, trong tròng mắt con người hóa thành một mảnh kim sắc. Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng chấn động, trợn to hai tròng mắt, lẩm bẩm nói. Thủy Tiên, giết ta sao, nhưng là lực lượng của ngươi thực sự quá yếu a. Long Thủ nhìn Thủy Tiên chém ngang một kiếm mà đến, trên thân kiếm tuôn ra vô số kim văn, hắn lại chỉ là đơn giản bấm tay bắn ra, một đạo vô hình lực ép tới. Phanh, Thủy Tiên cả người đánh bay trở lại. Trên thân kiếm kim quang một chút đã tản đi mất. Ba món huyền khí này rất tốt, nhưng cũng tiếc ngươi quá yếu a, quá yếu, đó là tất cả nguyên tội. Long Thủ lộ ra vẻ thương tiếc, không để ý tới nàng nữa, mà là xoay người hướng về phía Lý Vân Tiêu đi. Lý Vân Tiêu gương mặt đạm nhiên, trong con ngươi tinh mang đều thu liếm, cả người tựa hồ chưa bao giờ có bình tĩnh, hai tay khép lại, bấm tay niệm thần chú ở trước người. Long Thủ ngắm nhìn hắn, trầm giọng nói. Ngươi cho ta một loại cảm giác khó có thể nhìn thấu, hiện tại ta sẽ đem ngươi xé ra, nhìn xem trong thân thể này của ngươi, rốt cuộc là cái gì. Lý Vân Tiêu không hề động đậy, đột nhiên trong con ngươi của hắn bình tĩnh như nước mạnh nhộn nhạo ra một đạo rung động, lộ ra vẻ khiếp sợ. Long Thủ cũng là biến sắc, chợt quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Thủy Tiên cả người đều bao phủ ở dưới một tầng kim quang, bất công kiếm bản to đại khai đại hợp, đã giải phong thành tam xích kiếm phong. Đưa ngang trước người, từng đạo ma ha cổ tự tử trong trang phục trên người nàng không ngừng dâng lên, dẫn động thiên uy. Phía dưới ngoài khơi hóa thành tuôn ra vòng xoáy, toàn bộ mặt biển bằng không ngừng dốc lên đứng lên. Linh Tâm cả người đại chấn,
lộ ra vẻ hoảng sợ, trong mắt một mảnh khó có thể tin tưởng. Ở dưới một mảnh kim mang, phía sau Thủy Tiên, mơ hồ có một đạo thân ảnh, pháp tướng trang nghiêm, như ẩn như hiện. Thanh âm của Thủy Tiên ở dưới kim mang chậm rãi vang lên, mềm nhẹ mà có chút mê ly. Sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được, ngũ thủ uẩn. Mỗi một giọng nói hạ xuống, trên người liền hiện ra từng cái màu vàng văn tự liên, vần quanh ở thân thể nàng, cuối cùng tụ tập vào bên trong một kiếm này. Trong mơ hồ, phảng phất như có một thanh âm già nua phong cách cổ xưa truyền đến, cùng với tiếng nói của Thủy Tiên mềm nhẹ dễ nghe đồng thời vang lên. Bi tai giác quan thứ 6, trầm luân bát khổ, không có đại thánh, ai chừng tuệ kiều. Một kiếm đâm ra, ánh sáng lóng lánh ở trên thân kiếm đẩy ra, như nắng gắt, như trăng sáng, tản ra kiếm ý như là rung động giống nhau trên không trung dập dần bồng bềnh. Phảng phất như một mảnh cực lạc niết bàn ở trên hải thiên lan tràn, muốn dẫn độ chúng sinh, kéo dài qua bỉ ngạn. Long thủ mạnh mẽ hút một cái lãnh khí, đập vào mặt lực lượng để hắn không khỏi một trận tim đập nhanh, vội vàng nâng kiếm lên đỡ. Đột nhiên mấy đạo hàn quang lóe ra mà đến, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hóa thành kiếm đồ, lâm không hạ xuống. Hừm, không biết tự lượng sức mình. Long thủ khinh miệt hừ một cái, kiếm trong tay rất nhỏ run lên, liền có một biển kiếm lực đánh ra, trực tiếp đem kiếm đồ kia đánh tan. Trong tay hắn kiếp lượng vô thủy vừa chuyển, quang huy hạo hãn tùy theo đẩy ra, đang chuẩn bị nghênh hướng bát khổ kiếm, lại đột nhiên toàn bộ bầu trời tối sầm lại. Cái gì? Long thủ cả kinh, chỉ cảm thấy phía sau một loại cảm giác khó diễn tả được hiện ra, hắn vội vàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Lý Vân Tiêu vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế lúc trước, không có nhúc nhích một chút, chỉ là nửa bên khuôn mặt đều tràn đầy gân xanh màu đỏ, đôi mắt trở nên dữ tợn không gì sánh được. Mà sau khi hắn một tay bấm tay niệm thần chú, một vòng trăng sáng màu đỏ chậm rãi lâm không mọc lên, mặt trên đầy tơ máu, bỗng nhiên mở ra. Một đạo mâu quang ngưng mắt nhìn xuống, phảng phất như nhìn xuyên qua tầng tầng thời không, trải qua tất cả thương hải tang điền. Trúc ngoại khuy âm, cây ngoại khuy thủy, ngọn núi ngoại khuy vân, lẽ nào ta vô tình hay cố ý? Mây nhàn nhạt màu phiêu đãng ở dưới trăng sáng huyết đồng kia, mâu quang nhìn thấy mọi vật, nhàn nhạt hóa thành khói xanh, chậm rãi tiêu tán ở thế giới này. Trong tay của long thủ biển kiếm lực, đã ở dưới một mâu, đã bị ảnh hưởng to lớn, thế giới ánh sáng bên ngoài, cũng đang không ngừng toát ra cuồn cuộn khói trắng, chính là dấu hiệu tiêu tán. Tiểu tử thối chết tiệt a! Long thủ cắn răng gầm lên, nghĩ không ra chính là một con kiến hôi cũng có thể lay động hắn mảy may. Đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, bát khổ kiếm thức phảng phất hiểu thấu đáo bốn đế nhân quả, muốn độ hắn nối thẳng bỉ ngạn, trong tay hắn kiếp lượng vô thủy kiếm đâm ra, hướng về một phương cực lạc niết bàn chém tới. Ngay kiếm sát na thế đâm ra, một đạo quang thải lưu ly chói mắt hạ xuống, giống như một phiến cánh cửa cực kỳ to lớn, từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Trên giới thần bi hóa thành bất hủ tấm bia to, trực tiếp hướng lên trên kiếm kia áp đến, trên thân bia từng đạo kim văn dần hiện ra. Như là đang kể bí tân cổ xưa, truyền lại tin tức nào đó. Ầm ầm, bất hủ tấm bia to trực tiếp chấn nhập kiếm chi thế giới chung, nghiền ép kiếm mang kia, lưỡng chủng lực lượng không ngừng vỡ nát ra. Tấm cự bia này rốt cuộc là vật gì? Long thủ hoảng sợ cả kinh, bất hủ tấm bia to truyền lên đưa ra để hắn sợ hãi cảm giác, tuy rằng cái loại lực lượng này tựa hồ bị ràng buộc, nhưng chỉ là khí uẩn một hô một hơi thở, liền để hắn như lâm vào vực sâu. Trên thân bia hiện lên văn tự không ngừng lấp lánh, tựa hồ ở hướng vô cùng năm tháng kể rõ. Hai tròng mắt của long thủ mạnh mẽ trợn trừng lên, tựa hồ xem hiểu hàm nghĩa trong đó, lộ ra một mảnh vẻ hoảng sợ, sợ hãi nói. Đây, đây! Hắn vừa mới đọc lên một bộ phận tin tức, bát khổ kiếm liền lăng không xuống, thế giới niết bàn nghiền ép mà đến, nhảy vào trong kiếm chi thế giới. Ầm ầm! Thế giới chi lực bàng bạc không ngừng bị nổ nát phá vỡ. Hướng về bốn phương tám hướng, vô tận thời không chấn đến. Toàn bộ thiên địa lần thứ hai rơi vào trời mênh mông, một loại cực độ cảm giác bị đè nén lan khắp mọi người toàn thân, như là thế giới chưa khai mở, hỗn độn như gà, khiến người cảm thấy một mảnh mênh mông mờ mịt. Ầm ầm, Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy được trong thân thể và trong não hải đều truyền đến không ngừng nổ vang, ở dưới thế giới chi lực dư ba kia, không ngừng phá hủy thân thể và ý chí của hắn. Phía sau hắn nguyệt đồng thật lớn mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, chậm rãi tiêu thất trên bầu trời. Lực lượng dư ba kéo dài không suy,
Long thủ ở vào tâm điểm chấn động, trong cơ thể một trận khí huyết quay cuồng, vài lần mạnh mẽ đem tiên huyết bên trong hầu đè xuống, đồng thời dâng lên tức giận vô biên. Trên người hắn long khí sôi trào, đem một mảnh thế giới trắng xóa tạo ra, một bước đạp về phía trước, xúc địa thành thốn. Sát khí cực mạnh hiện ra, kiếp lượng vô thủy kiếm múa nói kiếm hoa, tự đâm về phía Thủy Tiên mi tâm. Thủy Tiên ở sau khi thi triển ra một kiếm, cả người trở nên mơ mơ màng màng, nửa khép hai mắt, tựa hồ từ lâu đã không có tri giác. Ở trong nháy mắt kiếp lượng vô thủy kiếm đâm tới, nàng bỗng nhiên mi tâm lóe lên, một đạo kim mang như là hỏa diễm nhảy lên ra, không ngừng mà biến thành lớn. Hai tròng mắt thê lương của nàng cũng là chợt mở ra, một đạo tinh mang chớp động ra, quát khẽ. Nghiễm pháp, người muốn giết nữ nhi của ta. Thanh âm kia hoàn toàn là một gã nam tử. Long thủ cả người chấn động, kiếm thế trong tay không khỏi run lên. Con người của Thủy Tiên đột nhiên co rút, tay trái một chưởng vỗ ra, đem thế kiếm kia nhẹ nhàng đánh văng ra, cả người thả người nhảy lên, liền trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở xa hơn 10 thước. Khí thế trên cả người của nàng đại biến, hai tròng mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn xuống tới, lộ ra vô cùng uy áp. Bạch sắc mông lung hải thiên trong lúc đó, đám người Nghiễm Nguyên và Linh Tâm đều sắc mặt đại biến, đặc biệt lúc trước ở Đông Hải đã gặp qua loại tình huống này, mấy người Nghiễm Hiền và Lý Vân Tiêu, đều hiểu là hải hoàng thần hàng mà đến liễu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cực độ xám trắng, phun ra một đại búng máu tươi, hừ nhẹ nói. Thần hàng ở trên người của nữ nhi mình, đủ biến thái. Linh Tâm cũng là hoảng sợ không ngớt, lẩm bẩm nói. Hoàng huynh đại nhân. Long thủ biến sắc, lạnh lùng nói. Ba long. Hai chữ này vừa ra, tất cả mọi người đều toàn thân đại chấn, ai nấy hoảng sợ tột đỉnh. Tứ hải cộng chủ, thiên hạ cùng tôn, hàng tỷ hải tộc chí tôn chi chủ, đương đại hải hoàng ba long. Đám người Linh Tâm càng khiếp sợ hơn, đồng thời cũng mới biết được, nguyên lai long thủ tên là Nghiễm Pháp, mặc dù cùng với đám Nghiễm Hiên đều là long vệ, cũng là ai nấy lộ ra vẻ kinh dị. Ngay cả bọn họ cũng chưa bao giờ biết tên thật của Long Vệ. Nghiễm Pháp, Nghiễm Pháp. Nghiễm Nguyên tự lẩm bẩm nhớ kỹ tên này, ánh mắt lộ ra vẻ cực độ hoảng sợ, thân thể không nhịn được run rẩy. Cùng với hắn phản ứng tương đồng còn có Nghiễm Hiền, hai khỏa long nhãn trợn trừng thật lớn, một mảnh kinh khủng và khó có thể tin tưởng. Nghiễm Pháp, Long Thủ Đại Nhân dĩ nhiên là, đây, điều này sao có thể? Ba long thần sắc một mảnh băng lãnh, nói. Người biết rõ Thủy Tiên là nữ nhi của ta, còn muốn hạ sát thủ. Trong mắt của Nghiễm Pháp còn lại là vẻ mặt tím đen, hừ nói. Nàng xen vào việc của người khác, đồng thời đã làm xong giác ngộ muốn chết, ta cũng không ngại thành toàn nàng. Nhưng ngươi đã cũng ra mặt, mặt mũi này ta không thể không cho, con gái ngươi có thể bình yên rời khỏi. Trên mặt biển bạch sắc thế giới mênh mông đang dần dần tản ra, toàn bộ hải tộc võ giả đều là gương mặt ngây dại ra. Lại có người dám cùng với Hải Hoàng nói chuyện như thế, mặc dù người nọ là Long Thủ, đó cũng là dĩ hạ phạm thượng, đại bất kính tử tội a. Ngoài hết ý muốn của mọi người là ba Long cũng không có tức giận, chỉ là đưa ánh mắt về phía xa xa người, còn người hơi co lại đứng lên, chậm rãi nói. Lý Vân Tiêu ngươi cũng không có thể giết. Nghiễm Pháp thân thể chấn động, bỗng nhiên nhớ tới trước đó trên giới thần bi hiện ra ma ha cổ tự, hắn mặc dù không thể toàn bộ hiểu được. Thế này lại có thể đọc hiểu hơn phân nửa, thoáng cái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đứng lên. Có thể, thế nhưng hắn, ta muốn dẫn hắn quay về vũ địa. Ba long thần sắc khẽ động, nói. Không được. Trên mặt Nghiễm Pháp hiện lên vẻ lạnh lùng, nói. Người bất quá chính là một đạo thần hàng, chẳng lẽ cũng muốn ngăn trở ta? Lời của hai người để bốn phía người cũng là cực kỳ khiếp sợ, tuy rằng người này là long vệ thủ lĩnh. Nhưng tại sao có thể nói như vậy với Hải Hoàng? Lý Vân Tiêu nắm một cái thiên tài địa bảo nhưng trong miệng, không ngừng mà nuốt nước miếng, tuy rằng hắn không rõ Hải Hoàng tại sao phải giúp mình, có lẽ là Thủy Tiên ý chí ảnh hưởng hắn, nhưng mình khôi phục thêm một phần khí lực liền có thêm một phần thắng. Ba Long nói, nếu là lại tăng thêm vật ấy thì sao? Hắn lăng không vỗ, một đạo kim quang ở lòng bàn tay hạ nhộn nhạo lên, toàn bộ không gian hơi bị một ngưng. Đột nhiên toàn bộ thân thể của Nghiễm Nguyên run lên, giống như là bị một cổ cự lực hút vào giống nhau, khuôn mặt như bị đè ép biến hình đứng lên. Trong lòng hắn một mảnh hoảng hốt, nơi mi tâm toát ra từng đạo pháp quang, như thị ngã văn từ từ hiển hóa đi ra,
đúng là muốn từ trong cơ thể hắn bị mạnh mẽ bắt đi ra ngoài. À không, không được, đây là của ta, là pháp hoa đài sen của ta. Nghiễm Nguyên cả người run rẩy mãnh liệt, Lăng Không không ngừng giãy giụa điên cuồng hét lên. Như Thị Ngã Văn cuối cùng vẫn từ mi tâm hắn phá thể ra, nhắm phía trong tay của Ba Long bay đi. A a, chết tiệt a. Nghiễm Nguyên hoàn toàn nổi điên, cũng không bất chấp cái gì hải hoàng hay không hải hoàng, hóa thành một đạo quang mang đã xông tới. Đoạt Như Thị Ngã Văn của ta, người đáng chết. Hắn song trưởng kết ấn, một đạo hỗn nguyên chi lực đã hội tụ ở lòng bàn tay, bay thẳng đến Ba Long đánh. Tất cả mọi người đều trái tim mạnh mẽ co quắp một chút. Nghiễm Pháp ngẩn ra, muốn ngăn cản, nhưng vẫn là ngừng lại, sắc mặt nặng nề đứng ở đó. Pháp hoa đài sen bay thẳng rơi vào trong tay của Ba Long, hắn thấy Nghiễm Nguyên lao tới, hừ nhẹ một tiếng, thuận lợi vừa lột, đài sen ở lòng bàn tay trực tiếp đẩy đi ra ngoài. Nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Như Thị Ngã Văn chợt biến thành lớn, pháp quang thoáng cái toát ra, so với khi ở trong tay Nghiễm Nguyên còn muốn sáng sủa hơn. Nhất thiết cú sổ phi cú sổ. Đài sen chậm rãi mở ra, trên mỗi một đạo cánh hoa cũng bắt đầu đồng dạng hiện ra liên ảnh, nhiều đóa liên tiếp, hoàn hoàn tương khấu, nhiều màu huyễn lệ. Nhất thiết thánh hiền như điện phất. Nghiễm Nguyên chợt cả kinh, con người mạnh mẽ mở lớn, Như Thị Ngã Văn sớm đã bị hắn luyện hóa tâm ý tương thông, lại chưa bao giờ biết còn có biến hóa như trước mắt vậy. Hơn nữa đài sen nở rộ, giống như một phương thế giới bắt đầu bày ra, tựa hồ chỉ là bắt đầu. Một đạo thông tức vạn pháp thông. Ba Long giơ tay lên, trên không trung quyết ấn, Lăng Không vỗ tới. Sắc mặt của Nghiễm Nguyên trở nên một mảnh xám trắng, trên đài sen phạm âm hưởng khởi, hóa ra bát bộ thiên long, một mảnh pháp tướng thế giới, cực lạc niết bàn, hướng phía hắn nghiền ép mà đến. Phanh! Hắn hỗn nguyên lực vỗ vào trên đài sen, như là bọ ngựa đấu xe, phù du hám cây, trong nháy mắt sụp đổ. Phốc! Nghiễm Nguyên tại chỗ phun ra một búng máu tươi, trực tiếp phao bay ra ngoài. Vốn là bị mạnh mẽ móc ra Như Thị Ngã Văn, tâm thần bị thương, hơn nữa mất đi siêu phẩm huyền khí, trên tinh thần đả kích thật lớn, lại bị một chiêu này đánh bay, cả người hoàn toàn uể oải xuống phía dưới. Ba Long sau một chiêu, Lăng Không điểm một cái, Như Thị Ngã Văn hóa thành một đạo kim quang bay trở về, trực tiếp ẩn vào bên trong mi tâm của Thủy Tiên. Hắn hướng phía Nghiễm Pháp khẽ cười nói. Hiện tại làm sao? Sắc mặt của Nghiễm Pháp trầm xuống, nói. Lý Vân Tiêu tuyệt không phải người thường, Hải Hoàng Đại Nhân chính mình cẩn thận rồi. Hắn hiển nhiên đã chịu thua, Lăng Không phất tay áo xoay người, nói. Chúng ta đi, mang theo Nghiễm Hiền Nghiễm Nguyên. Đám người Nghiễm Hiền cả kinh, vội vàng đuổi kịp. Nghiễm Hiền và Nghiễm Nguyên đều là biến sắc, hai người đồng dạng là trọng thương trong người, trong mắt lộ ra cực độ bất mãn và không cam lòng. Nhưng nghĩ đến thân phận của Long Thủ, cũng chỉ có thể mặc không lên tiếng, tùy ý một đám Long vệ áp giải hai người bọn họ, trực tiếp tiêu thất ở trên biển rộng. Hoàng huynh đại nhân, Linh Tâm vừa thấy Đông Hải Long tộc đều rời khỏi, vội vàng đại hỉ nghênh đón, tuy rằng mặt mũi của đối phương vẫn là Thủy Tiên, nhưng vẫn như cũ ức chế không được nội tâm của nàng vui sướng và tôn kính. Ba Long cười, nói, truyền pháp chỉ của ta, đình chỉ đối với Lý Vân Tiêu truy sát. Linh Tâm nói, dạ, nàng đột nhiên thần sắc vừa chuyển, vội hỏi. Hoàng huynh đại nhân, Thủy Tiên và Lý Vân Tiêu hắn. Ba Long cười ngăn lại, ngắt lời nói. Thiên hành có thường, không vì nghiêu tồn, không vì khạc phong. Linh Tâm nghi ngờ nói. Hoàng huynh ý của đại nhân là. Ba Long cười nhạt một tiếng, nơi mi tâm quang mang xoay tròn, thần sắc lạnh nhạt chậm rãi tiêu thất, tiến tới hóa thành một mảnh ngây dại ra và mê man. Ân, cô. Thủy Tiên mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Linh Tâm kêu một tiếng, sau đó vội vàng chuyển người qua, chỉ thấy mọi nơi một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đều lặng lặng đứng ở không trung, lặng lẽ không nói. Nàng một chút thấy được Lý Vân Tiêu, vội la lên. Lý Vân Tiêu, ngươi không sao chứ? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ phức tạp, khẽ lắc đầu một cái. Hô! Thủy Tiên nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới quan vọng khắp nơi, cả kinh nói. Hung thủ giết đậu đậu đâu? Đi đâu rồi? Không ai để ý tới nàng, Linh Tâm bay thẳng đến đám người của Đông Hải bên này nói. Vừa rồi Hải Hoàng Đại Nhân nói như vậy các ngươi cũng nghe thấy được, đều trở về đi.
Đông Hải hải tộc lúc này mới ai nấy từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thoáng cái mất đi nhân vật dẫn đầu, linh tâm tự nhiên thành đầu của bọn họ lĩnh. Ngược lại thì ba người Mục Gia huynh đệ và Bế Nguyệt Tu hoàn toàn giật mình, Nghiễm Hiền và Nghiễm Nguyên đều bị mang đi khỏi, Đông Hải chi chủ bảo tọa bỏ trống ở đó, lúc này đây xuất thủ càng không có kết quả. Cũng không thể chạy tới vũ địa đi đòi người đi. Thực lực của Nghiễm Pháp đã siêu phàm nhập thánh, coi như là hai phái người khuynh xào xuất động, cũng tất nhiên là vô công mà trở về. Chỉ có thể tính chờ bảo tọa Đông Hải chi chủ có kết quả. Linh Tâm nói, Thủy Tiên, người theo ta cùng nhau trở về đi. Thủy Tiên sửng sốt một chút, nhìn xa xa Lý Vân Tiêu một cái, nhất thời lắc đầu nói. Ta cùng với hắn có ước định, chờ chuyện của hắn xong xuôi, sẽ theo ta quay về Hải Chi Xâm Lâm. Ánh mắt của Linh Tâm cũng hướng phía Lý Vân Tiêu nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Ba Long trước khi rời đi, dù chưa đối với việc của Thủy Tiên tỏ thái độ, nhưng cũng không có đưa ra ý phản đối, tựa hồ là muốn cho tất cả thuận theo tự nhiên. Lý Vân Tiêu thuấn di một cái đã lắc mình đến đây, nhìn Thủy Tiên nói. Cảm ơn ngươi. Thủy Tiên đỏ mặt lên, ấp úng đứng lên, nói. Ta cũng không giúp đỡ gấp cái gì, ta cũng là vì chính mình mới cứu ngươi. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái, nói. Ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao cần thập giai thần hỏa hay không? Thủy Tiên muốn nói lại thôi, có chút hơi khó khăn nhìn Linh Tâm một cái. Linh Tâm cũng là thần sắc ngưng trọng, trực tiếp lôi ra một đạo màn sáng, đem ba người đều bao phủ bên trong, nói. Việc này liên quan trọng đại, ngươi nếu là đã biết, nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến Hải Chi Xâm Lâm. Lý Vân Tiêu nhướng mày, do dự chỉ chốc lát, liền lập tức đáp. Được. Nếu là lần này không có Thủy Tiên và Ba Long xuất thủ, hắn sợ rằng khó thoát một kiếp, lại nói tiếp Hải Hoàng Điện đối với hắn xem như có ân cứu mạng, mặc dù là núi đao biển lửa, cũng muốn báo đáp cái ân tình này. Thủy Tiên lúc này mới mặt lộ vẻ thê dung, thương tâm nói. Mẫu thân đại nhân của ta tánh mạng có lo lắng, phải dùng trên đời cực mạnh chi hỏa mới có thể thiêu đốt được sinh mệnh chi diễm. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động, nhìn Thủy Tiên bộ dáng thống khổ, có chút không đành lòng đứng lên, nói. Cần có thần hỏa mới có thể kéo dài tánh mạng, đây là chứng bệnh khó chữa nào, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thủy Tiên nói, mẫu thân ta cũng không phải là thân mắc bệnh dữ, mà là sinh cơ hao tổn không còn, thọ nguyên cuối cùng. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, mạng người có lúc tận, đây chính là số trời, làm sao có thể kéo dài tánh mạng. Thủy Tiên vội la lên. Mẫu thân ta cũng không phải là bình thường hao hết thọ nguyên, nàng vốn là chiêm phái, mấy năm trước một hồi bói toán thuật, trực tiếp hút hết thọ nguyên của nàng, lúc này mới rơi vào cúi xuống sẽ chết, ô ô ô. Nói đến phần sau, Thủy Tiên nhịn không được bi thống, trực tiếp khóc lên. Linh Tâm than thở. Lúc Hoàng Huynh ta tự mình đi một chuyến hóa thần hải, mời tới đương đại đệ nhất thuật luyện đại sư Lỗ Thông Tử, bày ra thất tinh đăng, vì Hoàng Tẩu kéo dài tánh mạng. Lý Vân Tiêu biến sắc, nói. Thất tinh đăng khó trách, trận này chính là án theo Chu Thiên Tinh đấu sắp hàng, phân bố 7 ngọn đèn lớn, bên ngoài bố trí 49 ngọn đèn nhỏ, bên trong an một ngọn đèn bản mạng đèn, cần dùng hỏa nguyên thiêu đốt mệnh cung chi đèn, nghe đồn có thể nghịch thiên cải mệnh. Hải Hoàng phu nhân bói toán thuật nghịch thiên cỡ nào, dĩ nhiên làm cho cả Hải Chi Xâm Lâm không còn lửa có thể dùng. Thủy Tiên khóc sau một lúc, buồn bã nói. Lỗ Thông Tử đại nhân thân mang 3 loại dị hỏa, đều là đương đại cực liệt chi vật, vẫn như cũ vô pháp thiêu đốt bản mạng mệnh đăng cung đình. Hắn nói, có lẽ chỉ có đương đại cực mạnh chi hỏa, mới có thể thiêu đốt mệnh cung chi đăng, vì ra mẫu kéo dài tánh mạng. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ hoài nghi lai, nói. Đã như vậy, mấy năm đã qua, Hải Hoàng phu nhân lại là như thế nào sống sót? Linh Tâm thân thể chấn động, khuôn mặt bi thương, nói. Hoàng huynh đại nhân vì để kích hoạt thất tinh đăng, dùng thái dương chân nguyên của hắn thay thế thần hỏa, trực tiếp mạnh mẽ khởi động. Mấy năm qua này, Hoàng huynh đại nhân lại không có đi ra khỏi Hải Hoàng Điện một lần. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, cả kinh nói. Dùng thái dương chân nguyên thay thế thần hỏa, còn, nhiều năm, lẽ nào Ba Long hắn? Linh Tâm thần sắc nghiêm nghị, gật đầu nói. Chính là mấy năm này đó là thời gian Hải Chi Xâm Lâm suy yếu nhất. Đây cũng là cơ mật tối cao của Hải Hoàng Điện hiện nay, Hoàng Huynh còn có thể chống đỡ được bao lâu ta cũng không biết, nhưng cũng đã khẳng định là, một ngày hắn không chịu nổi, tất nhiên là.
Câu nói kế tiếp nàng nói không nên lời, nhưng ai cũng biết, một ngày không chịu nổi, tất nhiên là lúc chết đi. Lý Vân Tiêu cũng khiếp sợ tột đỉnh, thảo nào Hải Hoàng sẽ chọn thần hàng loại bí thuật này dùng ở trên người Thủy Tiên. Rốt cuộc là bởi vì chuyện gì, mẫu thân của Thủy Tiên muốn thi triển nghịch thiên chi thuật như vậy, gặp phải thiên khiển này. Linh Tâm biến sắc, trầm giọng nói. Còn đây là Hải Hoàng Điện bí mật, mặc dù là ta và Thủy Tiên, cũng không biết chuyện. Lý Vân Tiêu nói. Ta nắm trong tay Phượng Hoàng chân hỏa, đích xác có thể thử một lần. Nhưng mặc dù thiêu đốt mệnh đăng cung đình, cũng chỉ có thể là theo ở một đường mệnh nguyên, trừ phi tìm được thiên vận tạo hóa đan trong truyền thuyết, mới có thể chân tránh nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hồi sinh. Thủy Tiên đại hỉ nói. Thiên vận tạo hóa đan, thật có thể cứu sống mẫu thân ta sao, thứ này ở nơi nào có? Linh Tâm lúc này giống như bị dội một chậu nước lạnh, cười khổ nói. Hai tử ngốc, vật ấy ta cũng từng nghe qua, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trên đời căn bản không có vật ấy, luyện phương càng từ lâu đã thất truyền. Thủy Tiên lúc này ủ rũ xuống, vẻ mặt buồn khổ. Lý Vân Tiêu nói, luyện phương vẫn thật là đã thất truyền, nhưng đan phương này trên đời vị tất đã không còn. Trong mắt hắn lóe ra tinh mang, tựa hồ nhớ ra một chuyện gì đó. Linh Tâm kinh hãi nói, ngươi làm thế nào biết? Nếu là thật có thể tìm tới viên thuốc này, Hải Hoàng Điện nguyện ý ra bất kỳ giá nào để đổi. Thủy Tiên cũng là đại hỉ không ngớt, gương mặt tràn đầy vẻ mong đợi. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, nói. Ta cũng chỉ biết một chút đầu mối mà thôi, có thật tồn tại hay không còn chưa biết vậy, mặc dù tồn tại, muốn có được cũng nhất định là khó như lên trời, chúng ta đi trước Hải Chi Xâm Lâm đã. Linh Tâm biết đối phương nhất định có lời khó nói, nhân tiện nói. Cũng tốt, trước tiên dùng thần hảo đem Thái Dương chân nguyên của Hoàng huynh ta thay thế, sau đó sẽ thương nghị thiên vận tạo hóa đan. Chỉ cần viên thuốc này thực sự tồn tại trong hậu thế, ta cũng không tin bằng vào lực lượng của Hải Hoàng Điện cũng tìm không được. Thủy Tiên cũng là vô cùng vui sướng, không chỉ có thoáng cái chiếm được thần hỏa, hơn nữa còn có hy vọng cứu được mẫu thân, nàng vạn phần cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Lý Vân Tiêu. Xem qua Tam Quốc bằng hữu đều biết. Thất tinh đăng chính là vật Gia Cát Lượng dùng để kéo dài tánh mạng, bị Ngụy Duyên làm tắt một ngọn đèn, dẫn đến tinh rơi gió thu năm trưởng nguyên. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Cô gái nhỏ nghiêm trọng rồi, hẳn là ta cảm ơn ngươi cứu ta. Trên mặt của Thủy Tiên ửng hồng phơn phớt, nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết là loại ngượng ngùng của thiếu nữ mối tình đầu. Linh Tâm không khỏi có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến Hoàng Huynh của mình cũng không hề tham dự, mình cũng sẽ không nên đa tâm rồi. Lúng túng nhất đó là Lý Vân Tiêu, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời, còn có một loại rung động. Linh Tâm vung tay lên, đem màn sáng triệt hồi, nói. Đi thôi, hai người các ngươi đi trước Hải Chi Xâm Lâm. Thủy Tiên sửng sốt, nói. Cô ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Linh Tâm cười vỗ vỗ cái trán của nàng, nói. Hai người các ngươi đến là được, ta dẫn bọn hắn quay về Đông Hải Vương Cung. Đồng thời nhắn nhủ pháp chỉ của Hoàng Huynh, trên đường các ngươi sẽ không lại đã bị bất luận kẻ nào ngăn cản. Còn nữa, lấy thực lực của hai người các ngươi, trên tứ hải ngoại trừ vương tộc, có thể nguy hiểm đến cho các ngươi thật đúng là không nhiều lắm. Thủy Tiên gương mặt không ngừng nói. Được rồi. Linh Tâm nhìn thoáng qua tứ phương các lộ cường giả, nhân tiện nói. Theo ta đi thôi. Nàng xoay người liền hóa thành một đạo quang mang, mấy hơi thở hạ tựu tiêu thất ở chân trời. Đông Hải hải tộc cường giả không dám dừng lại, toàn bộ hóa thành quang mang, theo sát phía sau, trong chớp mắt đã toàn bộ biến mất. Trên mặt biển chỉ còn lại có mấy người Lý Vân Tiêu, còn có Bạc Vũ Kình và Mục Gia huynh đệ, Thiên Diệp Đảo ba người. Trong đó buồn bực nhất yếu chính là Mục Gia huynh đệ và Thiên Diệp Đảo, làm tay sai ra hết lực, cũng không có một cái kết quả nào như thế. Bế Nguyệt Tu chua xót nói. Chậc chậc, vẫn là tiểu huynh đệ lợi hại. Cứ nhiên đem Hải Hoàng nữ nhi ngâm rồi, thảo nào chướng mắt Thiên Diệp Đảo cô nương nhà chúng ta. Lý Vân Tiêu cười nói. Nguyệt trưởng lão nói đùa, ngày khác lúc rảnh rỗi, ta tất nhiên sẽ lên Thiên Diệp Đảo bái phỏng. Bế Nguyệt Tu sẵn giọng. Ta mới không tin đấy, có muội tử ngây thơ như thế theo ngươi, ngươi nào sẽ nghĩ tới chúng ta. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Nguyệt bà đừng nói giỡn, mong rằng báo cho biết chân tướng về cái chết của Tuyết Thần Hề. Bế Nguyệt Tu biến sắc, hoài nghi nói. Ngươi thật là lệ hoa chỉ biểu đệ.
Lý Vân Tiêu cười gật đầu nói. Hắn là cố nhân rất trọng yếu của ta, cái chết của Tuyết Thần Hề đối với hắn đả kích cực lớn, ta hy vọng có thể lý giải nguyên do trong đó. Không lớn không nhỏ tiểu quỷ đầu, ngươi chưa đủ lông đủ cánh, trả lại ngươi cố nhân đấy. Bế Nguyệt Tu cười mắng, nhưng sắc mặt rất nhanh yên tĩnh trở lại, nói. Muốn biết chân tướng nói, ta đại biểu Phù Diêu Thánh Cung, rất hoan nghênh ngươi tới Thiên Diệp Đảo. Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực thủ đoạn, để Bế Nguyệt Tu đối với hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Thanh Ti cũng là đôi mắt đẹp lưu chuyển, hàm tình mạch mạch cười nói. Cung chủ đại nhân bình thường nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Thanh Ti vẫn cho là Phù Diêu Thánh Cung đó là bầu trời của thiên vũ giới này, hôm nay nhìn thấy Vân Tiêu công tử thần thông, mới hiểu được cung chủ đại nhân nói. Hy vọng ngày khác có thể mời Vân Tiêu công tử còn có vị Thủy Tiên muội muội này chỉ giáo một chút. À, ta sao, là đang nói ta sao? Thủy Tiên lên tiếng một chút, phục hồi tinh thần lại liền vội vàng hỏi. Hi hi, Thủy Tiên muội muội cũng thật biết điều. Thanh Ti che miệng cười, cũng nháy nháy con ngươi, ném cho Lý Vân Tiêu một làn thu ba. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Chỉ giáo hay là thôi đi, Phù Diêu Thánh Cung thánh thể mạnh mẽ. Ngay cả một trong thập đại vũ đế Lệ Hoa Trì đều chướng mắt, chỉ giáo vừa nói, chẳng phải là mong chờ xem ta chịu đòn sao. Ha ha, tiểu đệ đệ thực sự là hài hước. Bế Nguyệt Tu cười nói. Chuyến này tuy rằng không công xuất lực, nhưng nhận thức ngươi một vị đệ đệ thú vị như thế, cũng coi như không uổng công chuyến này. Hy vọng ngày khác lên Thiên Diệp Đảo xem ngươi chịu đòn. Ba người đều là vui cười liên tục, trong tay của Bế Nguyệt Tu bắt ra một đạo quyết ấn. Ba người nhất thời hóa thành một đạo quang mang sông hướng thiên không, tiêu thất ở chân trời. Mục gia huynh đệ cũng là thu khôi lỗi, gương mặt lộ vẻ xanh tím. Hai người này bất cẩu ngôn tiếu, đều là bộ dáng nghiêm trang, Mục Nhất Thông nói. Mục gia cũng rất thích ý nhận thức ngươi. Ném lại những lời này, sau đó hai người cũng là thi triển ra thần thông, tiêu thất ở trên biển rộng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn phía Bạc Vũ Kình, cười nói. Vũ Kình huynh còn không đi sao? Bạc Vũ Kình biến sắc, nói. Lý Vân Tiêu, hiệp định trước đó còn chắc chắn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh xuống, châm chọc nói. Hiệp định, là chỉ đề cử ta đi vũ địa, hay là vừa rồi thúc thủ bàng quan, chuyện không liên quan mình? Bạc Vũ Kình có chút lúng túng nói. Lúc đầu ta thương thế chưa lành, vũ địa hành trình đích xác ngươi là thí sinh tốt nhất, quả nhiên xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nếu không có ta một kiếm đâm bị thương Nghiễm Hiền, các ngươi làm sao có thể nắm trong tay toàn cục. Về phần việc của Long Thủ, ta đích xác là không muốn xen vào, dù sao lực lượng siêu phàm nhập thánh, ai cũng không muốn chọc phải, đổi lại là ngươi, sợ cũng khó khăn lắm như vậy. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi nói cũng không giả hư, ít nhất là một chân tiểu nhân. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nói. Nhưng ta hiệp định cũng lên giá. Bạc Phú Kình có chút tức giận. Nhưng vẫn là ngăn chặn tâm tình, cắn răng nói. Ngươi lại nói. Lý Vân Tiêu nói. Cống hiến ta 3 năm. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình đại biến, cả giận nói. Nằm mơ đổi lại là ngươi, có thể nguyện thuần phục người khác 3 năm. Đáp ứng ngươi 3 chuyện còn không sai biệt lắm. Lý Vân Tiêu cười, nói. Được rồi, vậy thì 3 chuyện đi. Bạc Vũ Kình nhìn hắn nét mặt tươi cười như hoa, lập tức trong lòng trầm xuống. Biết lại chịu hắn trêu đùa tính kế. Đến trình độ này của bọn họ rồi, một việc cũng đã lỗi nặng ngày, thậm chí khả năng hợp lại thượng tính mệnh đi hoàn thành. Thừa nhận làm 3 chuyện, trên cơ bản cũng cùng với thuần phục Lý Vân Tiêu không có gì phân biệt. Nhưng nói ra cũng giống như bát nước đổ đi ra ngoài, hắn cắn răng nói. Được, xem như ngươi lợi hại nhưng ngươi phải hiện tại dùng thần dịch lực giải trừ nghê thạch chi họa trong cơ thể ta. Lý Vân Tiêu nói. Lần trước ta đã là tận lực, nghề thạch lực lượng quá mạnh mẽ, đợi ta bước vào cao giai vũ đế hậu, sẽ giúp ngươi thử một lần. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình trở nên âm trầm bất định đứng lên, chờ với mình để một tiền đồ không rõ nguyện cảnh, bằng vào đáp ứng đối phương làm 3 chuyện không công, đổi thành ai cũng không vui. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Thế nào, sợ ta không sống tới ngày bước vào cao giai vũ đế đó? Hừm, cũng được, ngươi cũng coi như người rất có phúc duyên. Ta liền đáp ứng rồi ngươi. Bạc Phú Kình trầm tư luôn mãi, vẫn là một ngụm đồng ý. Lý Vân Tiêu cười nói. Không sai, ngươi là người thông minh, tự nhiên minh bạch hợp tác cùng có lợi.
Trong thiên hạ này người hiện tại có thể giúp đỡ ngươi đã không nhiều lắm, mà ta chính là một trong số không nhiều lắm kia. Hiện tại ta muốn đi Hải Chi Xâm Lâm một chuyến, ngươi có nguyện đi cùng? Bạc Phú Kình lắc đầu nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta rời khỏi đại lục đã nhiều năm, đối với trên đại lục biến hóa đã rất xa lạ, ta liền trở lại. Khi nào ngươi cần ta làm cu ly, tùy thời gọi ta. Hắn ném một khối ngọc bội cho Lý Vân Tiêu, chính là vật đưa tin, và Ninh Khả Nguyệt khối kia độc nhất vô nhị. Đã như vậy, vậy ngươi tất cả cẩn thận rồi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một trận, lấy ra một khối ngọc giản đặt ở cái trán, đem một ít tin tức khắc lục đi vào, ném cho Bạc Vũ Kình, nói. Bên trong này có một chút vật rất trọng yếu đối với ngươi, ta cũng không hy vọng ngươi không giải thích được đã chết, như vậy ta chẳng lẽ không phải thiếu một tên tay chân. Trên mặt của Bạc Vũ Kình lộ ra vẻ nghi hoặc, đem ngọc giản kia đặt ở cái trán, nhất thời sắc mặt đại biến, trong đôi mắt một mảnh kinh hãi, bật thốt lên đường. Những tin tức này, có thật không? Lý Vân Tiêu nói. Vững tin không thể nghi ngờ. Gương mặt của Bạc Vũ Kình trở nên hết sức khó coi đứng lên, đem ngọc giản một chảo, liền bóp nát bấy, nói. Ta hiểu được, đa tạ. Lý Vân Tiêu gật đầu, cũng không giữ lại lâu. Để mấy người tân thần đều trở lại giới thần bi, đồng thời để Diệp Phàm đi ra, hắn cùng với Thủy Tiên một đạo bước vào trong Nặc Á chi thuyền, liền hóa thành một đạo kim quang, hướng phía Hải Chi Xâm Lâm đi. Một đường lại không gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, hơn nữa Thủy Tiên có tọa độ của Hải Chi Xâm Lâm, hơn tháng sau liền tới được Đông Hải khu vực trung tâm. Lý Vân Tiêu ở nuốt chửng đại lượng vương cung thu quát tới thiên tài địa bảo, cũng nhất cử đột phá đến lục tinh vũ đế. Ngày hôm đó, chiến hạm từ trong không gian bay nhảy ra, trực tiếp xuất hiện ở trên một phương hải vực khoảng không, phía dưới là một vòng xoáy to lớn ở trên mặt biển, từ vạn thước cao khoảng không quan sát xuống phía dưới, giống như là biển rộng rốn mắt. Thủy Tiên giải thích, chỗ vòng xoáy thông đạo này là nơi tứ hải liên tiếp, bên trong có thể đi hướng bất luận một hải vực nào, đồng thời cũng có thể đến Hải Chi Xâm Lâm. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm quan sát xuống phía dưới, trong vòng xoáy sâu không thấy đáy. Một mảnh vô tận đen kịt. Để hai người có chút hết ý là cái hải vực này cũng không phải là tử địa, trái lại sinh hoạt đại lượng sinh vật biển, chỉ bất quá đều là tồn tại thấp hơn, không có trí khôn. Lý Vân Tiêu nói. Đi xuống đi. Diệp Phàm hai tay ấn quyết biến đổi, toàn bộ Nặc Á chi thuyền nhất thời hóa thành một đạo kim quang, hướng tới biển rộng rốn mắt đi vào. Trong sát na, bốn phía tất cả đều là nước biển gầm vang ào ào. Rất nhanh liền trở nên hắc ám đứng lên, mắt không thể thấy. Trong tròng mắt của Thủy Tiên hiện ra một mảnh kim quang, phảng phất xem thấu bốn phía hắc ám, chỉ dẫn phương vị tọa độ. Nặc Á chi thuyền ở trong không gian đen kịt bỗng nhiên chấn động, như là đánh nát cái gương vậy, trực tiếp từ trong vô tận đêm tối nơi này liền xông ra ngoài. Rầm, một mảnh toàn bộ thế giới mới hiện ra ở trước mắt. Oa đẹp quá a. Diệp Phàm nhìn không được sợ hãi than một chút. Đứng trên bầu trời màu lam, phiêu đãng mây trắng, trong đó mây đóa hiện ra màu sắc rực rỡ. Thế giới như là bị nước mưa rửa sạch giống nhau, thành phiến che trời cổ thụ lâm kéo dài đến chỗ xa vô cùng, một mảnh xanh ngắt ướt át nùng xanh biếc, linh khí như là thanh nhã tơ lụa, trên không trung cho nhau đan vào, không ngừng mà bốc lên khuếch tán. Cũng rốt cục đã trở về nhà. Thủy Tiên vui sướng nhảy dựng lên, vỗ tay hét lớn. Phụ hoàng, mẫu thân. Ta đã về rồi. Thanh âm thoáng cái truyền tới cực xa. Rất nhanh liền có đáp lại, mấy đạo quang mang chạy như bay tới, hóa ra ba đạo nhân ảnh, đều là gương mặt cực kỳ trẻ tuổi. Một người trong đó cười nói. Thủy Tiên sư muội rốt cục đã trở về, mà xa đại nhân đâu, thế nào không cùng nhau trở về. Ánh mắt của hắn ở trên người Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đảo qua, lông mi không thể phát giác nhẹ nhàng nhíu một chút. Vẻ mặt hưng phấn của Thủy Tiên thoáng cái ảm đạm xuống tới, bi thương khóc không ra tiếng. Ô ô ô, Ma Sa đã chết, ô ô ô. Cái gì, đã chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người nọ lấy làm kinh hãi, sau đó trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Là người phương nào có gan lớn như trời tử, lại dám giết Ma Sa đại nhân? Khí tức trên người hắn ở dưới kinh sợ tản ra, dĩ nhiên là bát tinh vũ đế cảnh giới. Hoàn hữu ý vô ý hướng phía Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm khẽ liếc mắt một cái. Thủy Tiên ai oán một hồi, không biết nói từ đâu. Nếu nói đến cái chế của Ma Sa, có lẽ nên tính toán ở trên người Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kình,
nhưng Lý Vân Tiêu hiện giờ là bạn không phải địch, quan hệ giữa Bạc Vũ Kình với ích Lý Vân Tiêu cũng là bạn không phải địch, khoản sổ sách này không cách nào tính toán được rồi. Một người khác nói, Thủy Tiên sư muội, không cần phải gấp gáp, việc này có thể chậm rãi bẩm báo cho sư tôn, ngược lại hai người này. Người cuối cùng cũng bất thiện nói, Thủy Tiên sư muội a, Hải Chi Xâm Lâm thế chính là trái tim của Tứ Hải, là nơi thần thánh, không phải người nào cũng có thể tùy tiện vào được. Thủy Tiên lau sạch nước mắt, hóa thành bộ dạng giận dữ. Ta mang người nào tiến đến chẳng lẽ còn phải hỏi qua ba người các ngươi sao? Nam tử triển lộ tu vị kia nhẹ nhàng cười cười, nói. Thủy Tiên sư muội, hóa tu ta phụng mệnh ở đây thủ hộ cửa vào Hải Chi Xâm Lâm, quả thật có trách nhiệm ngăn cản người bên ngoài tùy ý tiến vào. Nhưng nếu là sư muội ngươi mang đến vậy thì khẳng định không cần kiểm tra, chỉ là sư muội đã nói với sư tôn một tiếng chưa? Ta sợ sau khi sư tôn biết được sẽ không thích đâu. Thủy Tiên nói, giờ ta đang muốn đi gặp Phụ Hoàng đây. Hóa tu đạo. Vậy thì tốt rồi, chỉ là mấy người kia tạm thời lưu lại, đợi sau khi sư muội bẩm báo sư tôn xong, ta lại thả cho bọn hắn đi vào. Thủy Tiên giận dữ, quát. Không được. Bọn hắn phải đi với ta tiến điện vào Phụ Hoàng. Trong mắt hóa tu hiện lên một tia âm độc, ánh mắt nhìn về phía hai người Lý Vân Tiêu lại càng thêm bất thiện. Xin lỗi sư muội, thủ hộ Hải Chi Xâm Lâm trách nhiệm trọng đại, thật sự không dám bỏ rơi nhiệm vụ. Thủy Tiên còn muốn tranh chấp, Lý Vân Tiêu đã ngăn nàng lại, lạnh nhạt nói. Thủy Tiên ngươi đi vào trước đi, không nên làm khó xử vị đại cao thủ võ đế bát tinh này. Hắn thông minh tuyệt luân. Sao có thể không nhìn ra ba người này là cố ý làm khó dễ, mà toàn bộ câu chuyện trong đó cũng có thể suy đoán một hai. Hắn cố ý nhấn mạnh ba chữ đại cao thủ, xem như một loại đáp lại việc hóa tu triển lộ tu vị thị uy lúc trước. Phốc phốc, Thủy Tiên nhịn cười không được cười nói. Hắn mà gọi là đại cao thủ gì chứ, võ đế bát tinh mà thôi, so với Vân Tiêu đại ca ngươi vẫn còn kém xa. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ vô ót. Biết rõ lời kia vừa nói ra liền có chuyện rồi. Quả nhiên, gương mặt hóa tu tái nhợt, lửa giận trong đôi mắt cơ hồ như muốn phun ra thiêu đốt lấy hắn. Hai người sau lưng sau khi sững sờ, đều lộ ra thần sắc nhìn có chút hả hê, khóe miệng chứa đựng một tia nghiền ngẫm. Ha ha, Thủy Tiên sư muội nói rất hay, hóa tu học nghệ không tinh, năm nay 29 tuổi, mới chính là võ đế bát tinh, thật sự khiến sư tôn mất mặt. Thỉnh vị Vân Tiêu lão đệ này chỉ điểm ta mấy chiêu có được không? Hóa tu phất ống tay áo một cái, khí tức trên thân trực tiếp vọt lên tới bát tinh đỉnh phong, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trên mặt như phủ một tầng băng xương. Ngươi làm gì thế, lui ra. Thủy Tiên kinh quát một tiếng, vội vàng ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, trợn mắt nhìn. Càng như thế, trong lòng hóa tu càng giận dữ, gương mặt tái nhợt bị đốt đến đỏ bừng, gầm nhẹ nói. Thủy Tiên sư muội, ngươi mới đi ra ngoài bao lâu, đừng để tên tiểu bạch kiểm này lừa gạt, để ta tới xé rách gương mặt thật của hắn cho ngươi xem. Thủy Tiên lạnh giọng nói. Ngươi mới bị gạt, tránh ra cho ta. Hóa tu sắc mặt âm lãnh nói. Thủy Tiên sư muội quá tùy hứng rồi, mang nàng quay về Hải Hoàng Điện nghỉ ngươi đi. Vâng. Hai gã đồng bạn sau lưng một trái một phải vọt lên, một người cười lạnh nói. Thủy Tiên sư muội. Thân phận của ngươi vô cùng tôn quý, đám cóc bên ngoài cả ngày vắt hết óc muốn làm bằng hữu với ngươi, cứ để hóa tu sư huynh đến vạch trần gương mặt thật của bọn hắn đi. Hai người phân biệt lấn thân tới, muốn bắt Thủy Tiên đi. Thủy Tiên cả kinh, ngẩng đầu lên, đại xảo bất công kiếm hiển hiện trong tay, đang chuẩn bị quét ngang ra. Để ta đến. Lý Vân Tiêu quát khẽ một tiếng, nhân ảnh lóe lên, ngăn ở trước mặt Thủy Tiên. Hừ, thân thủ còn rất nhanh nhẹn đấy. Một người trong đó cười lạnh nói, vốn chỉ là tiểu cầm nã thủ, thấy đối tượng thay đổi người, lập tức hóa thành móng vuốt sắc bén, giữa năm ngón tay xoáy ra như lưỡi dao sắc bén, như một đoàn tiểu gió lốc, lăng không ép xuống dưới. Hai ngón tay Lý Vân Tiêu giao nhau, trên đầu ngón tay bắn ra đạo đạo tia chớp, hội tụ thành một quả lôi cầu trừng trứng gà, trực tiếp điểm vào gió lốc kia. Đang xoay tròn, chung quanh lôi cầu kia chợt hiện ra tinh hoàn, giống như thiên thể vận chuyển. Lôi điện tràng năng cực lớn thoáng cái khuếch tán ra. Còn chưa rơi xuống đã ngăn lực xoáy gió của đối phương lại, những lưỡi dao sắc bén kia lập tức tan thành mây khói, hơn nữa thủ trưởng của người kia dưới điện trường quấy nhiễu cũng trực tiếp bị điện hóa, hiện ra một tia điện năng, đùng vang lên.
Người nọ đột nhiên hít một hơi lạnh, hoảng sợ muốn lui lại, nhưng đã quá muộn. Lôi quyết. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, lôi cầu lập tức điểm trúng lòng bàn tay của hắn, dưới lôi điện lập lòe, tay của người kia trực tiếp bị điện năng đục lỗ. Ầm ầm. A. À. Dưới lôi quang lập lòe, người nọ phát ra một tiếng hét thảm, trực tiếp đánh bay ra ngoài, cả người rơi vào trong rừng rậm vô biên kia. A à, đáng chết. Một người khác kinh hô một tiếng, cũng không dám khinh thường nữa, trong tay lóe lên hàn quang, liền hiện ra một thanh chiến đao sáng loáng, một cổ chân nguyên rót vào trong đó, biến màu một mảnh đỏ bừng. Linh khí bốn phía cũng thoáng cái co rút lại, phảng phất như bị thân đao lập tức rút sạch vậy. Liệt hỏa đao. Một đạo hồng mang hiện lên trên không trung, bổ bầu trời ra một khe hở màu đen. Vù vù. Một đao không hề trở ngại chém xuống dưới, như uốn chém Lý Vân Tiêu thành hai khúc. Người nọ trong lúc đại hỉ, hốc mắt lập tức mở lớn, bóng người bị chém thành hai khúc kia dần dần hóa thành hào quang, biến mất trước mắt hắn. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt đã hiện ở sau lưng hắn, cầm lấy cái búa đập xuống trên đầu hắn. Ầm ầm. Vô số lôi đình từ trên bầu trời đánh rơi xuống dưới, đều hội tụ vào trong búa, lại phóng đại lên gấp mấy lần, cuối cùng nhất đánh vào trên đỉnh đầu người nọ. A a a. Một tiếng kêu còn thảm hại hơn cả người lúc trước truyền ra, sau đó một cỗ thân thể cháy đen cũng rơi vào rừng rậm vô biên. Lực đạo lôi điện bị Lý Vân Tiêu khống chế trong phạm vi nhất định, sau khi cảm giác sinh cơ đối phương đã mất đi hơn phân nửa liền ngừng tay lại, chỉ đánh cho hai người trọng thương mà thôi. Hóa tu từ đầu đến cuối cũng không nhúc nhích chút nào cả, chỉ là hàn khí trong mắt càng ngày càng lạnh, lạnh lùng nói. Dám đả thương người Hải Hoàng Điện ta, người giỏi lắm. Lý Vân Tiêu nhướng mày, kinh ngạc nói. Không phải ngươi bảo ta chỉ điểm các ngươi một chút sao? Chẳng lẽ ngươi là cố ý lập bẫy dập để ta chui vào sao? Hóa tu cảm thấy ngực khó chịu, cả giận nói. Tốt vậy thì lại đến chỉ điểm một võ đế bát tinh nhỏ nhỏ như ta một chút đi. Sâu trong mắt hắn một mảnh sát cơ, nhưng không còn loại khinh thị lúc trước nữa, chỉ có điều thực lực võ đế lục tinh của Lý Vân Tiêu bày ở kia, còn không đến mức khiến hắn phải cảnh giác và kiêng kỵ. Hắn há to mồm, trên mặt bắt đầu yêu hóa một bộ phận, há miệng ra cũng lớn bằng nửa quả dưa hầu, trực tiếp nhổ ra một đoàn hỏa diễm màu bạc, không chỉ có nóng bỏng của hỏa diễm, còn mang theo lực trảm kích rất mạnh của kim hệ. Ân, Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ tò mò, lực lượng đoàn hỏa diễm kia cũng không mạnh, nhưng hai loại nguyên tố dung hợp cùng một chỗ, uy lực lại được tăng cường lên gấp đôi. Hắn vung tay lên, nắm chặt lấy, nắm lấy lãnh kiếm băng xương trong tay, trực tiếp bổ xuống dưới. Phốc phốc, một đạo kiếm ý xẹt qua, bổ vào trên ngọn lửa kia vậy mà phát ra thanh âm va chạm như kim loại bất quá vẫn lập tức bỏ hỏa diễm ra. Cái gì? Hóa tu cả kinh, tuy rằng không trông cậy vào chiêu tổn thương được đối phương, nhưng không ngờ tới Lý Vân Tiêu lại hóa giải dễ dàng như vậy. Thủy Tiên ở một bên lạnh lùng nói. Vân Tiêu đại ca, không cần hạ thủ lưu tình. Để cho đám ếch ngồi đáy giếng như bọn họ biết một chút về trời cao biển rộng đi. Hóa tu giận tím mặt, gầm nhẹ nói. Thủy Tiên sư muội ngươi rốt cuộc là người Hải Hoàng Điện, hay là người ngoài thế? Thủy Tiên cong miệng, lầm bầm nói. Ta đương nhiên là người Hải Hoàng Điện, ta cũng không giống như đám ngồi dưới đáy giếng các ngươi, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Ngươi, tốt, tốt lắm. Hóa tu tức muốn nổ tung, điên cuồng hét lên nói. Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, tất cả điều này là do sư muội ngươi bức ta đấy. Hắn hét lớn một tiếng, cả người trực tiếp yêu hóa, trên trán hiện ra đinh ốc vân, thời gian dần qua mọc lên một cái sừng, làn da trên người chấn động như sóng biển, thời gian dần qua dài ra lân phiến, bao phủ hoàn toàn thân hình hắn lại. Hung quang bắn ra trong hai tròng mắt hóa thành hai đạo đao khí nhìn qua. Thủy Tiên đột nhiên cả kinh nói. Coi chừng cái đuôi của hắn. Lý Vân Tiêu một mực đều lạnh lùng nhìn xem biến hóa của hắn, đối phương dù sao cũng là cường giả võ đế bát tinh đỉnh phong, không cần Thủy Tiên nhắc nhở hắn cũng đã nhận ra một cổ khí tức nguy hiểm hàng lâm. Một đạo bóng đen lóe lên trên không trung, ba một tiếng liền đánh xuống dưới, như roi chấn khiến trên bầu trời liên tiếp tuôn ra hỏa hoa. Lý Vân Tiêu thân hóa lôi đình, thoáng cái thôi lui mấy mét tránh đi được. Trong lòng hóa tu nổi giận không thôi. Hắn cho rằng nếu không phải Thủy Tiên nhắc nhở thì đối phương tuyệt không khả năng tránh được một kích này. Cần nữ nhân tới nhắc nhở, người còn là nam nhân sao? Lý Vân Tiêu khinh thường cười nhạo một tiếng, nói,
có nữ nhân nhắc nhở, cũng là một loại thực lực. Sao hả, người không phục à? Nha nha vô liêm sỉ. Hóa Tu tức đến nghiến răng nghiến lợi, lân phiến toàn thân đều cơ hồ lật lên, cả người lăng không lóe lên liền biến mất tại chỗ. Thủy Tiên cả kinh nói. Hắn là truyền nhân nhất tộc hung mãnh nhất trên biển, bất luận một chỗ da thịt nào trên người đều có thể so với huyền khí cửu giai. Lý Vân Tiêu tuy cảnh giác, nhưng căn bản không sợ không loạn, lãnh kiếm băng xương chém vào một góc độ kỳ quái ở bên trái. Kiếm phong lóe lên trong hư không, một cái nắm đấm đen kịt hiện ra. Phanh! Mũi kiếm trực tiếp chém lên trên quyền mang kia, chấn bay cả người Hóa Tu. Quyền mang ảo xám đen và kiếm khí màu xanh nhạt đụng vào nhau, không ngừng ăn mòn. Trong lòng Hóa Tu khiếp sợ không thôi, sức bật trong cự ly ngắn của mình cơ hồ ngang với Thuấn Di, người bình thường căn bản không cách nào bắt kịp tốc độ, mà một kiếm này của Lý Vân Tiêu lại chém một cái rất nhẹ nhàng, tựa hồ như đã sớm nhìn thấu rồi. Chẳng lẽ lại là Thủy Tiên sư muội âm thầm nhắc nhở sao? Hắn tưởng tượng, ý niệm liền lan tràn ra không thể ức chế, cũng chỉ có chân thực chi nhãn của ba gia mới có thể dễ dàng nhìn thấu tốc độ của hắn như thế. Lập tức ghen ghét dữ dội, trong hai tròng mắt đại hận không thôi. Hóa Tu đang muốn bạo nộ thì đột nhiên đồng tử co lại, chỉ thấy nắm đấm cứng như bàn thạch kia chống lại lãnh kiếm băng xương lại bị chém ra một vết máu, hơn nữa miệng vết thương còn đang không ngừng mở rộng ra. Cái gì? Trong lòng Hóa Tu, hắn dưới trạng thái yêu hóa, mặc dù là huyền khí cửu giai trực tiếp chém chúng cũng khó mà tổn thương một chút nào. Mà giờ khắc này chẳng qua chỉ là kiếm khí đè ép xuống, còn chưa đụng phải quyền phong của mình đã trực tiếp tạo ra mổ vết máu, loại tình huống này chưa bao giờ có. Nếu kiếm kia trực tiếp chém lên người mình thì toàn thân Hóa Tu không khỏi run rẩy, hắn luôn tự hào về thân thể mình, chưa bao giờ e ngại bất luận huyền khí nào cũng không khỏi trở nên kiêng kỵ, kinh sợ nói. Lúc trước dựa vào nữ nhân, hiện giờ dựa vào huyền khí, người đến cùng biết xấu hổ hay không hả? Là nam nhân thì quang minh chính đại đánh với ta một trận đi. Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, cười mắng. Đây là lý luận rách nát gì thế, chẳng lẽ muốn ta tay không tấc sắt, dùng nhân loại chi khi chống lại yêu thân của ngươi, đây mới là quang minh chính đại sao? Chẳng lẽ Hải Hoàng thu đồ đệ chỉ xem thiên phú và huyết mạch, chưa bao giờ tham khảo chỉ số thông minh sao? Dám bất kính với sư tôn ta, chết! Hóa Tu hơi co thân thể lại, đột nhiên bên hông phát lực. Chân trái đá lên như thiểm điện, trực tiếp hướng tới cổ họng Lý Vân Tiêu, không khí lập tức phanh một tiếng nổ bung, phát ra tiếng chói tai. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, tay trái nắm thành búa đánh xuống dưới, trên thân búa tạo nên vô số đạo điện quang. Ầm ầm, cái búa trực tiếp nện lên mũi chân Hóa Tu, những điện quang lôi đình kia theo mũi chân tràn lan lên, nhưng chỉ vẻn vẹn truyền ra nửa xích thì đều đã biến mất không thấy gì nữa. Trên lân phiến quanh thân hắn có chứa lực phòng ngự rất mạnh, mặc dù là công kích có tính kéo dài và xuyên thấu rất mạnh như điện năng cũng có thể đỡ được. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Hừ, đi chết đi. Trên mặt Hóa Tu hiện lên một tia dữ tợn, thân hình lần nữa run lên, một đạo bóng đen hiện lên, cái đuôi kia trực tiếp vung qua. Giờ phút này Lý Vân Tiêu một tay cầm đao áp chế quyền mang của hắn, một tay cầm cái búa kiểm chế lực chân hắn. Đã không rảnh để phân thân nữa rồi, vì sợ hắn trốn chạy nên một quyền một cước càng tăng thêm vài phần khí lực, áp chế qua. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, thoáng cái hóa ra kim thân pháp tướng, thiên thu bá đao chém xuống cái đuôi kia. Rầm 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 phanh, thân đao xẹt qua đuôi, chấn ra hỏa hoa đầy trời. Trong mắt Hóa Tu trừng lớn, khiếp sợ nhìn người ba đầu sáu tay trước mắt, lập tức ngốc trệ thoáng một phát. Bỗng nhiên chiếc đuôi hắn truyền đến cảm giác đau đớn, giống như bị thứ gì đó cắt lấy vậy, nhịn không được quát to một tiếng. A! Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy trên đuôi mình chẳng biết lúc nào đã bị một đầu côn trùng cực lớn nằm sấp trên đó, ôm chặt lấy, miệng như là ngậm lấy hai thanh đao, không ngừng mở miệng ra cắn lấy. Mặc dù lân phiến trên người mình rất mạnh, nhưng dưới từng ngụm cắn xé kia vẫn rất nhanh bị thương da thịt, hắn trong cơn đau nhức vội vàng vung đuôi. Nhưng thế nào cũng không dẫy ra được. Hắn kinh sợ giơ đuôi lên, tay trái muốn đánh ra một quyền. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Dưới tình huống này còn dám phân tâm, người đây là miệt thị ta sao? Thật không hổ là cường giả võ đế bát tinh a. Phía sau hắn hai tay kết ấn, thoáng cái kim quang đại thịnh, thiên địa ấn như khắc trên song trường,
trên bầu trời xẹt qua một đạo kim quang, bay thẳng đến trên mặt Hóa Tu ấn xuống. À! Hóa Tu hoảng hốt, hắn vội vàng tay trái xoay chuyển quyền thế, đánh vào trong ấn quyết kia. Oanh! Một quyền đánh nát thiên địa ấn, phát ra thanh âm như tấm gương vỡ tan, một quyền của hắn trực tiếp đánh vào trong song trưởng của Lý Vân Tiêu. 3. Song trưởng Lý Vân Tiêu biến hóa thành chảo, 10 ngón như móc giữ lấy tay hắn. Ngươi! Hóa Tu cảm thấy hoảng hốt, một mảnh lo lắng. Lý Vân Tiêu lộ ra một tia lãnh sắc, hai con người thoáng cái hóa thành huyết nguyệt, một đạo tinh thần lực rất mạnh từ trong đôi mắt nhộn nhạo ra, hình thành một cổ tinh thần phong bạo, trực tiếp trùng kích qua. À! Hóa Tu cảm thấy cái đuôi đau xót, lần nữa khiến hắn kêu thảm một tiếng, ngay lúc đó, tinh thần phong bạo lập tức cuốn tới, thoáng cái bao phủ lấy hắn vào trong. À! Gương mặt Hóa Tu thoáng cái bắt đầu vặn vẹo, chỉ cảm thấy vô số cương châm đang mãnh liệt đâm vào óc mình, như muốn khoan vào trong vậy. Hắn cắn chặt răng, trong năm lỗ đều chảy ra máu tươi, lại mắt điếc tai ngơ, trong lòng của hắn thập phần rõ ràng, loại công kích tinh thần này lợi hại dị thường. Nếu như một khi linh đài thất thủ, ắt gặp trọng thương, hậu quả vạn kiếp bất phục. Nhưng cánh tay và chân hắn đều đã bị Lý Vân Tiêu ngăn chặn, trên đuôi lại có một đại trùng tử đang nằm sấp, cả người hoàn toàn bó tay bó chân, hiện giờ chỉ có thể bảo vệ chặt linh đài thức hải thôi. Cát! Lý Vân Tiêu khinh miệt khinh thường một tiếng, hai cánh tay còn lại kết xuất một cái ấn phủ V, cái đầu phía sau trợn to hai mắt, miệng mở ra hình dáng như muốn phát ra thanh âm, một đạo long ngữ trực tiếp phun ra. Oanh! Đạo long ngữ kia mang theo long uy vô tận, long tức chi lực đến từ trên người thủy long bành trướng mà ra, chấn tới Hóa Tu. Một đạo phòng ngự cuối cùng của linh đài thức hải lập tức sụp đổ, tinh thần phong bạo thoáng cái đánh vào trong đầu hắn, trong đầu một mảnh đau nhức kịch liệt, tại chỗ nhổ ra một búng máu, sau đó lập tức mất đi chi giác. Tất cả cánh tay Lý Vân Tiêu đều thu lại, đại thi biệt cũng hóa lại thành thiên thu bá đao được thu vào trong cơ thể. Hóa Tu mặt mũi tràn đầy máu tươi, cứ như vậy trực tiếp rơi xuống từ trên bầu trời, kết cục cũng giống như hai gã đồng bạn trước kia, rơi vào trong rừng rậm cổ thụ vô biên. Thủy Tiên vỗ tay cười nói. Vân Tiêu đại ca thật là lợi hại, xem bọn hắn về sau còn dám hung hăng càn quấy nữa không? Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, nói. Ba người bọn họ thiên phú đều cực cao, ở tuổi này đã có thành tích như vậy, phóng mắt khắp tứ hải cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng chính vì như thế, cho nên mới hung hăng càn quấy cuồng vọng, hơn nữa được phụ thân ngươi thu làm đồ đệ, càng thêm coi trời bằng vung. Thủy Tiên nói, Vân Tiêu đại ca còn trẻ hơn bọn hắn, thực lực còn mạnh hơn bọn hắn, nhưng lại rất tự biết mình, không kiêu không nóng nảy, vẫn là Vân Tiêu đại ca lợi hại. Diệp Phàm cười nói, Phàm là người biết Vân Tiêu đại ca, không ai không nói hắn lợi hại cả. Bất quá ta thấy Hóa Tu, mấu chốt ở chỗ hắn quá khinh địch. Nếu ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó thì tuy rằng cũng thoát khỏi bại trận, nhưng cũng không đến mức bị thua dễ dàng như vậy. Lý Vân Tiêu khen. Diệp Phàm, nhãn lực của ngươi càng ngày càng lợi hại, thành tựu tương lai cũng không dưới ta đâu. Diệp Phàm le lưỡi, cười nói. Ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói thôi, nói không đúng Vân Tiêu đại ca chớ để ý, về sau chỉ cần có thể có một nửa thực lực như Vân Tiêu đại ca thì ta đã đủ hài lòng rồi. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Ngươi không nên tự coi nhẹ mình, có được một khỏa võ đạo chi tâm hồn nhiên, tăng thêm ngươi thân là chủ nhân của Nặc Á Chi Chu, tương lai dù có muốn bình thường, cũng không có khả năng. Nhưng phải nhớ lấy, không thể khinh thường bất cứ đối thủ nào. Ta xin ghi nhớ lời Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm thoáng cái đứng thẳng người dậy, làm ra tư thế nghiêm túc. Ha ha, tuyệt thế võ đế và chủ nhân Nặc Á Chi Chu đến thăm, không đón tiếp từ xa a. Một đạo thanh âm du du dương dương từ đằng xa truyền đến, không mặn không nhạt, không hề có chút tình cảm nào cả. Phụ hoàng! Thủy Tiên đại hỉ kêu một tiếng, giơ tay ý bảo với chân trời xa xa, giống như đối diện có thể trông thấy nàng vậy, cao giọng nói. Ta đã trở về. Thân hình Lý Vân Tiêu chấn động, giật mình nói. Hải Hoàng Ba Long! Đạo thanh âm kia không để ý tới Thủy Tiên, mà tiếp tục nhàn nhạt nói. Ba đồ đệ không nên thân kia của ta không cách nào nghênh đón đại giá hai vị, liền để cho ta tự mình đến đi. Trong giọng nói kia tràn đầy một loại lạnh lùng và tức giận nhàn nhạt. Thủy Tiên cả kinh, vội nói. Phụ hoàng, là ba người bọn hắn khiêu khích và động thủ trước. Hừ, ánh mắt phụ hoàng ngươi cũng không mù. Đột nhiên một cổ lực lượng truyền đến,
Cả người Thủy Tiên như bị xé rách vậy, kinh hô lên một tiếng liền bị kéo ra mấy mét, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Thân thể Lý Vân Tiêu hơi động một chút, vẫn nhịn xuống, nói. Trước kia đa tạ Hải Hoàng Đại Nhân cứu giúp, nếu Hải Chi Xâm Lâm đã không chào đón ta, vậy gặp lại sau a. Hắn quay người muốn đạp lên chiến hạm rời đi. Đứng lại. Thanh âm Hải Hoàng lạnh lùng nói. Hải Chi Xâm Lâm ta há lại cho ngươi tùy ý tới lui. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Là Thủy Tiên dẫn ta tới đốt thất tinh đăng cứu mẹ, nếu không nơi này ngươi cho rằng ta muốn đến sao? Trong lòng của hắn cũng sinh ra bất mãn, ân tình thì ân tình, nhưng nếu đối phương đã không chào đón, hắn cũng không muốn ở lâu. Thanh âm kia vẫn lạnh lùng nói. Hừ, năm đó ngươi không phải trăm phương ngàn kế muốn tới đây sao? Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, sợ hãi nói. Ngươi nói cái gì? Ha ha, đừng tưởng rằng ngươi đổi một thân phận mới thì ta liền không biết là ngươi, Phá Quân Võ Đế Cổ Phi Dương. Thanh âm kia cười ha hả, nói. Ta ở trong Hải Hoàng Điện chờ ngươi, chuyện kiếp trước kiếp này, hôm nay liền chấm dứt đi. Diệp Phàm cả kinh nói. Vân Tiêu đại ca, ngươi thật là tuyệt thế Võ Đế Cổ Phi Dương đại nhân sao? Lần trước Bạc Vũ Kình từng nói như vậy, hắn vẫn bán tín bán nghi, hiện giờ ngay cả Hải Hoàng cũng nói như thế, khiến hắn không khỏi tin tưởng hơn. Sạt mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta chính là Cổ Phi Dương, nguyên do trong đó quá mức phức tạp, trong lúc nhất thời khó có thể nói rõ được. Qua, khó trách Vân Tiêu đại ca lợi hại như vậy. Diệp Phàm kích động nói. Ngươi, ngài dĩ nhiên chính là thần tượng mà ta một mực sùng bái, Cổ Phi Dương đại nhân. Mặt mũi hắn tràn đầy hưng phấn, một bộ sùng bái dị thường, chỉ thiếu nước lấy giấy bút ra xin chữ ký thôi. Thần sắc trên mặt Lý Vân Tiêu âm trầm bất định, hắn mặc dù biết sự lợi hại của chân thực chi nhãn nhưng cũng không nghĩ đến đối phương thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra. Sao hả, sợ sao? Thanh âm kia nhẹ nhàng cười cười. Ha ha, nếu Hải Hoàng Đại Nhân đã tương mời, coi như là sợ cũng phải đến a, nếu không lại đuổi ta đến chân trời góc biển, dùng thực lực ta hiện giờ còn không phải sẽ bị ngươi miểu sát trong một giây sao? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp lại, liền đi đến phía trước, một bước ngàn dặm. Diệp Phàm cũng vội thu nặc Á Chi Chu, theo sát ở phía sau, bước tiến của hắn cũng thập phần nhanh, thi triển ra cũng không bị Lý Vân Tiêu kéo khoảng cách quá xa. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi đến xa xa, không gian dưới chân không ngừng co rút lại, bầu trời lui ra phía sau. Sau thời gian uống cạn chung trà, phía trước một mảnh xanh lá mạ, linh khí nhẹ nhàng phả vào mặt, hội tụ thành tia nước nhỏ, trôi trên mặt và trên da thịt, vô cùng thoải mái. Lý Vân Tiêu nhìn qua mọi nơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một lúc, hắn mới mở mắt ra, lộ ra Nguyệt Đồng, đi đến một phương hướng cổ quái. Đi chưa được mấy bước, cảnh tượng trước mắt đã biến hóa, mây mù tản ra, một hòn đảo cự đại phiêu phù trên mặt biển. Trong đó mơ hồ có cung điện điểm xuyết, dù chưa lộ ra chân dung, lại có một cổ uy áp lăng không đập vào mặt. Trên hòn đảo kia đều là đại thụ che trời, so với lúc trước nhìn thấy còn lớn hơn vài phần, hiển nhiên là di tích sót lại từ thời thượng cổ. Diệp Phàm cả kinh nói, Hải Chi Xâm Lâm quả nhiên là một trong di thất không gian. Dùng hoàn cảnh thiên võ giới hiện giờ, căn bản không cách nào sinh trưởng cổ thụ lớn như thế được. Di thất không gian sao? Mặc dù vậy thì cũng là một di thất không gian vô dụng. Lý Vân Tiêu nói khẽ, nếu nơi này tồn tại cơ hội thành thần thì sớm đã có cường giả thần cảnh xuất hiện rồi. Ngươi có thể tìm được cửa vào, xem ra nha đầu Thủy Tiên kia đã nói hết bí mật cho ngươi biết rồi. Thanh âm Hải Hoàng truyền đến, có loại cảm giác như im lặng. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, lúc trước khi tìm kiếm di chỉ vương cung Đông Hải chính là loại cấm chế cổ quái này, Thủy Tiên trong lúc vô tình nói câu nó không khác gì Hải Hoàng Điện, lúc này mới bị mọi người ghi ở trong lòng. Nhưng mặc dù hắn giải thích, Hải Hoàng tất nhiên cũng không tin, cho nên không có gì phải giải thích cả, hắn cười cười bay vào cự đảo kia. Thẳng đến kia đứng trên không, quan sát xuống dưới mới phát hiện sự hùng vĩ của nó. Dưới đại thụ thấp thoáng, lộ ra mảnh nhỏ kiến trúc. Tầng tầng lớp lớp, không ít kiến trúc loại nhỏ vậy mà trực tiếp dựng ở trên thân cây. Lý Vân Tiêu quan sát một hồi, trong những cây cối kia tựa hồ còn che giấu cấm chế cực kỳ lợi hại, nhưng không cách nào ngăn trở Nguyệt Đồng chi lực của hắn được, thoáng cái đã nhìn thấy chủ điện, bay xuống phía dưới.
Tốc độ bay của hắn rất chậm, đây chính là một trong những nơi quyền thế nhất thiên hạ, mặc dù lấy tính tình cuồng vọng không bị trói buộc của hắn, giờ phút này thực lực có hạn, cũng không dám quá mức làm càn. Hai người thoáng một phát rơi vào điện trước trên đất trống, cách đó không xa tạo hình lấy một cái cự đại liên hoa đài, bộ dáng đang cùng cái kia như thế ta nghe thấy độc nhất vô nhị. Trung ương đất trống dựng thẳng một pho tượng, dưới hào quang bao phủ đừng nói là gương mặt, coi như là tư thái của pho tượng cũng khó mà thấy rõ ràng. Diệp Phàm trực tiếp nhắm mắt lại, cả kinh nói. Đâm vào ánh mắt ta đau quá. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, không hề kiêng kỵ nhìn vào pho tượng kia, trong mơ hồ đó có thể thấy được góc cạnh pho tượng, pháp tướng trang nghiêm, khuôn mặt từ bi. Hắn âm thầm tự định giá nói, đây chính là tổ tiên ba ra đời thứ nhất, Hải Thần Đại Nhân. Hai người lúc này đi vào đại điện kia, trên toàn bộ hòn đảo hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm trùng cá chim thú, không nghe thấy nửa điểm tiếng người nào cả. Cây cột của đại điện cao hơn 10 trượng, trên đó điêu khắc lấy các loại đồ án hoa văn, rất nhiều đều là ghi chép một ít tin tức cổ xưa, kể cả các loại hình thái tạo hình chân linh. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên hơi co lại, chỉ thấy trên những cây cột kia miêu tả không ít văn tự, những văn tự kia đều cổ quái đến cực điểm, nhưng hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Tất cả đều là ma ha cổ tự không trọn vẹn, trên cơ bản mỗi cái đều thiếu khuyết bút họa nhất định. Vân Tiêu đại ca. Diệp Phàm cũng là kinh hô lên, nhìn những tàn tự kia khiếp sợ không thôi, hắn đối với ma ha cổ tự cũng có được hiểu rõ nhất định, tự nhiên biết rõ sự thần kỳ của thứ này. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ma ha cổ tự đại biểu chính là thiên địa quy tắc, mỗi chữ đều là hóa thân quy tắc, có thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành. Những phù điêu này không có khả năng khắc ra hình thái loại chữ này, cho nên chỉ có thể bút họa thiếu khuyết. Thì ra là thế. Lòng khiếp sợ của Diệp Phàm cũng dần bình phục lại, không ngừng quan sát lấy. Lý Vân Tiêu quét qua đại khái một lần, thậm chí có hơn 2.000 chữ, trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt, thì thào lẩm bẩm. Loại này quy tắc chi tự này, tổng cộng đến cùng có bao nhiêu? Tổng cộng là 3.000 chữ, đại biểu tam thiên quy tắc đại đạo giữa thiên địa. Thanh âm Hải Hoàng Ba Long từ trong đại điện truyền đến, hai người đều nhao nhao đại chấn, phảng phất đặt mình dưới trời xanh, nhìn qua quy tắc đại đạo đầy trời, mỗi cái hiển hiện trước mắt. Một hồi mới phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ tột đỉnh kia. Lý Vân Tiêu nói, nơi này tổng cộng là 2.640 chữ. Diệp Phàm Cả Kinh nói, vừa vặn thiếu 360 chữ. Thanh âm Hải Hoàng chậm rãi truyền đến, nói. 360 chữ còn lại chính là tổng cương của ma ha cổ kinh văn, đã thất truyền từ lâu. Trong lòng đại trấn Lý Vân Tiêu, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái cực độ. Bởi vì trong đại giới thần quyết và đại diễn thần quyết có không ít ma ha cổ tự trong này không có, chẳng lẽ 360 chữ thất truyền kia ở trên người mình sao? Hắn nuốt nuốt nước miếng, nói. Lai lịch ma ha cổ tự này Hải Hoàng đại nhân có biết không? Hải Hoàng cũng không giấu giếm. Từ từ nói, việc này ở trong thiên võ giới cũng coi như là một bí mật lớn, nhưng đã lưu truyền ở Hải Hoàng Điện từ lâu, nói người biết cũng không sao. Phiến kinh văn này được một tồn tại cường đại gọi là Ma Ha Cổ Thần, cảm ngộ tam thiên quy tắc đại đạo, ở trong hư không cô đọng thành chữ, cuối cùng ghi thành một quyển kinh văn vô danh, được người đời sau gọi là Ma Ha Cổ Kinh. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đều khiếp sợ dị thường, không thể tưởng được có thể nghe được bí mật kinh thiên như thế. Lý Vân Tiêu càng cả kinh nói. Ý của Hải Hoàng Đại Nhân là, quyển Ma Ha Cổ Kinh kia vốn là một quyển sách kinh văn sao? Thanh âm Hải Hoàng truyền đến, nói. Đúng vậy, một quyển sách kinh văn nói về tam thiên đại đạo. Chỉ là lực lượng quyển kinh văn này quá mức cường đại, không người nào có thể đọc nó, hơn nữa vừa sinh ra đời đã xung đột với thiên địa thế giới, cuối cùng nhất bị giới lực giới này phá hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi vãi lộn xộn khắp thế gian. Giới lực của thiên võ giới, đó là thứ gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi dị thường, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến giới lực. Hải Hoàng nói, giới lực không chỗ nào không có, vô ảnh vô hình, lúc trước hóa ra Thái Hư Ngọc Thanh Tử phủ phạm thiên diệt thế thần lôi, oanh kích ma ha cổ kinh 3 tháng trời, rốt cục đã hủy diệt quyển kinh văn này, hóa thành vô số đoạn ngắn rơi vào đại địa. Lý Vân Tiêu trong lòng hoảng sợ không thể kìm chế. Loại diệt thế thần lôi này ở trong sách cổ cũng có ghi lại, uy lực được miêu tả, mặc dù là bất diệt kim thân của Ngạo Trường không ngạnh kháng một kích, cũng phải tan thành mây khói. Oanh kích liên tục không ngừng trong 3 tháng,
đó là khái niệm gì? Mà có thể sáng tạo ra kỳ vật bực này, Ma Ha cổ thần là tồn tại cường đại cỡ nào, sợ rằng cái gọi là thần cảnh cũng không có khả năng có loại uy năng này, chẳng lẽ thần cảnh cũng không phải điểm cuối võ đạo? Trong đầu hắn dần mơ hồ hiện ra hai chữ, thần đạo. Hải Hoàng tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười nói. Quả thật, mặc dù là cường giả thần cảnh cũng không cách nào cường đại được như thế, ở trên võ đạo, còn có một con đường càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, chính là thần đạo. Đây cũng là lai lịch của Ma Ha cổ tự, vị Ma Ha cổ thần kia cũng từ đó biến mất trong thiên võ giới nội, không biết tung tích. Lý Vân Tiêu liếm lấy bờ môi khô khốc, tổ tiên Hải Hoàng Điện nhất mạch chính là cường giả thần cảnh được sử sách công nhận, hơn nữa ba gia trải qua vô số năm quản lý tứ hải, không gặp qua hạo kiếp gì, có những tài liệu này truyền thừa cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí truyền thừa toàn bộ thiên võ giới cũng chưa hẳn nhiều bằng Hải Hoàng Điện. Diệp Phàm cũng không dám thở mạnh, tin tức Diệp Nam Thiên để lại so sánh với những tin tức này quả thật chẳng đáng là gì cả. Lý Vân Tiêu nói, chẳng lẽ về sau không còn người nào tập hợp đủ tam thiên quy tắc đại đạo nữa sao? Trước đại điện vốn u ám không thấy trong đó bỗng trở nên sáng lạn, như mặt trời mới lên, phổ chiếu đại địa, một con đường to lớn hiển hiện dưới chân hai người, nối thẳng vào trong điện. Tầm mắt đạt tới, thì ANG Hải Hoàng Điện hùng vĩ, một gã nam tử diện mục hiền lành, trang nghiêm to lớn cao ngạo ngồi ngay ngắn trên đó, hắn tươi cười nhìn qua hai người, nói. Vào đi. Hai người Lý Vân Tiêu trước sau bước vào trong đó, ngoại trừ kim quang đại đạo thông hướng hoàng tọa dưới chân ra, cảnh tượng hai bên vậy mà lại là một mảnh mông lung, khiến người không thể thấy được rõ ràng. Lý Vân Tiêu thi triển ra Nguyệt Đồng nhìn qua hai bên, chỉ thấy một đạo ánh sáng tím nổi lên trong ánh trăng mờ, phản chấn lại trong mắt hắn, như bị châm nhỏ đâm một cái vậy. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, cấm chế kia vậy mà có thể trực tiếp cắn trả đồng thuật, quả thực mới nghe lần đầu. Hắn không khỏi nổi lên một tia lòng háo thắng, nhưng nghĩ đến nơi này chính là Hải Hoàng Điện, như thế nào cũng phải tôn trọng chủ nhân ở đây một chút, nếu người khác đã không muốn cho ngươi thấy cảnh tượng trong điện thì cũng không tiện cưỡng cầu làm gì. Hải Hoàng cũng không nói ra tâm tư của hắn, mỉm cười nói. Về sau có vô số cường giả đi tìm 3.000 Ma Ha cổ tự kia, khi đó cường giả thần cảnh còn rất nhiều, cuối cùng đã gom đủ những chữ này. Nhưng đáng tiếc chính là... đã không còn người nào biết rõ trật tự tổ hợp của những chữ này nữa rồi, nói cách khác không cách nào chắp vá ra được một quyển Ma Ha cổ kinh văn nguyên vẹn được. Vào thời đại đó, bởi vì chúng cường giả soạn bậy gom góp loạn với nhau, khiến những văn tự này tùy ý kết hợp, bởi vậy mới sinh ra đại lượng các loại thần thông, lưu truyền đến tận giờ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, có phần có thâm ý nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Tuy rằng đều là thần quyết do Ma Ha cổ tự gom góp ra, nhưng càng tiếp cận bổn ý Ma Ha cổ kinh thì uy lực thần quyết cũng càng lớn. Vào đương thời có 4 quyển sách được công nhận là thần quyết mạnh nhất, được vinh dự là kinh văn tiếp cận bổn ý Ma Ha cổ kinh nhất, trong đó có 2 quyển theo thứ tự chính là Đại Giới Thần Quyết và Đại Diễn Thần Quyết mà ngươi tu luyện. Toàn thân Lý Vân Tiêu đại chấn, trong hai tròng mắt tuôn ra lệ mang, thoáng cái trở nên cực kỳ cảnh giác, nguyên lực trực tiếp rồi rào toàn thân, ý định tùy thời ra tay. Hải Hoàng khẽ cười nói. Không cần cảm thấy kỳ quái, ngươi có thể phụ thể trọng sinh, đây cũng là kỳ hiệu của Đại Diễn Thần Quyết, mà giới thần bi ở trong tay ngươi, như vậy Đại Giới Thần Quyết tự nhiên ngươi cũng biết rồi. Lòng cảnh giác của Lý Vân Tiêu cũng không dám buông lỏng, lạnh lùng nói. Ngươi gọi ta đến, chẳng lẽ có lòng nhòm ngó đến 2 quyển sách kia sao? Khuôn mặt thủy chung mang theo mỉm cười của Hải Hoàng bỗng nhúc nhích, trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài một tiếng, nói. Nếu là vào 5 năm trước, ta thật đúng là có ý đó. Nhưng hiện giờ, 2 quyển thần quyết này đối với ta mà nói, đã không có ý nghĩa quá lớn rồi. Thần sắc Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Có quan hệ đến thất tinh đăng kia sao? Trên mặt Hải Hoàng hiện lên một vòng đau xót, gật đầu nói. Đúng là thất tinh đăng kia, nó đã hao phí quá nhiều chân nguyên của ta, tu vị võ đạo cũng ngã xuống cảnh giới, khó có thể khôi phục lại được rồi. Cái gì? Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đều kinh hãi, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ ngã xuống cảnh giới là có ý gì. Võ đạo một đường như đi ngược dòng nước, không tiến liền thối, một khi sinh ra lui bước vậy thì cuộc đời này không cách nào tiến thêm được nữa rồi. Hải Hoàng có chút im lặng, cười khổ nói. Trừ phi là 4 quyển thần quyết tề tựu, lại hiện ra 3.000 cổ kinh văn để cho ta tìm hiểu, nếu không hết cách xoay chuyển rồi.
Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm đều im lặng, tự nhiên hiểu rõ võ đạo lui về phía sau đối với một gã võ giả là thống khổ lớn cỡ nào, huống chi là người đứng ở đỉnh phong toàn bộ thiên võ giới như Ba Long chứ. Hải Hoàng nói, tình trạng của ta hiện giờ chính là bí mật lớn nhất của Hải Chi Xâm Lâm, kính xin nhị giữ kín giúp ta, nếu không một khi truyền ra, ta sợ rằng Tứ Hải sẽ nhấc lên sóng gió mất. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, địa vị Hải Hoàng trong toàn bộ Tứ Hải giống như thần linh, chẳng lẽ cũng sẽ có người có lòng bất chính. Hắn nghĩ đến Nghiễm Pháp và Nghiễm Nghiêm trước kia, lại dám ngang nhiên phản bội, xem ra trong Tứ Hải cũng không bình tĩnh a. Yên tâm, nếu Hải Hoàng đại nhân đã mở miệng, hai người a tự nhiên giữ nghiêm. Chỉ là ta có một chuyện không rõ, Đại Giới Thần Quyết và Đại Diễn Thần Quyết, hoàn toàn là hai quyển thần quyết khác nhau, sao lại là tồn tại tiếp cận Ma Ha Cổ Kinh nhất được? Hải Hoàng cười nói, có một câu chuyện gọi là người mù sờ voi, bốn người mù phân biệt sờ mũi voi, tai voi, chân voi, đuôi voi, tuy rằng hình thái hoàn toàn không đồng nhất, nhưng đích thật là một bộ phận của V, cũng tiếp cận nhất con voi chân thật nhất. Về phần thần quyết khác thì ngay cả bóng dáng con voi cũng không sờ được. Lý Vân Tiêu chợt nói, ta hiểu được, nếu gom bốn quyển thần quyết lại một chỗ, có thể khôi phục lại Ma Ha Cổ Kinh nguyên vẹn không? Hải Hoàng cười nói, ngươi cảm thấy hợp mũi voi, tai voi, chân voi, đuôi voi cùng một chỗ, sẽ là con voi nguyên vẹn sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói, xem ra ý nghĩ của ta quá đơn giản rồi. Thần sắc trên mặt Hải Hoàng trở nên nghiêm nghị. Ma Ha Cổ Kinh kia là vật nghịch thiên bực nào, có thể trực tiếp dẫn động giới lực phá hủy, tuyệt không phải chúng ta có thể nhìn xem một hai đâu. Ngươi có thể có được hai thần quyết đại giới, đại diễn cũng đã là tạo hóa lớn lao rồi. Lý Vân Tiêu nói, Hải Hoàng đại nhân có biết hai quyển thần quyết khác ở đâu không? Hải Hoàng cười nói, hai quyển khác phân biệt là Thái Dương Chân Kinh và Thái Sơ Chân Kinh. Thái Dương Chân Kinh một mực ở trong tay ba gia ta, về phần Thái Sơ Chân Kinh. Trong lòng ta có chút suy đoán, lại không dám xác định. Ta mặc dù không ngấp nghé hai quyển chân quyết trong tay ngươi, nhưng hy vọng có thể mượn lực của ngươi, bổ đủ 3.000 chữ. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, chẳng lẽ 2.640 tàn chữ khắc trên trụ bên ngoài, Hải Hoàng Điện đều còn có chữ thật sao? Nếu việc này là thực, vậy thì tài phú này quả thực quá kinh thiên rồi, từ tin tức mà Viên Cao Hàn để lộ ra đến thì số lượng chữ mà Thánh Vực và Hóa Thần Hải nắm giữ cũng chỉ giải rác mấy trăm rồi. Hải Hoàng khẽ cười nói, ta cũng không kiêng kỵ gì cả, Hải Hoàng Điện quả thật còn có chữ thật, chỉ có điều ta cũng không thể nắm giữ hết. Lý Vân Tiêu trong nội tâm đại chấn, rung giọng nói, nếu nắm giữ toàn bộ lực lượng cổ tự này, sẽ là tồn tại thế nào? Hắn rốt cục hỏi ra vấn đề mà nội tâm muốn biết nhất. Dưới phiến thiên không này, còn có thể bước vào thập phương thần cảnh sao? Sắc mặt Hải Hoàng Ba Long cũng trở nên có chút ngưng trọng, nói, ngươi có biết sao cửu tinh đỉnh phong là cảnh giới thế nào không? Lý Vân Tiêu không cần nghĩ ngợi mà nói, trước võ đạo trung điểm, siêu phàm nhập thánh. Hải Hoàng gật đầu nói, đúng phân nửa, sau cửu tinh đỉnh phong đích thật là siêu phàm nhập thánh, nhưng đó cũng không phải là trước võ đạo trung điểm, mà là phía sau. Cái gì, sau võ đạo trung điểm? Lý Vân Tiêu rất là kinh hãi, cả kinh nói, sau võ đạo trung điểm không phải trực tiếp bước vào thần đạo sao? Hải Hoàng trầm giọng nói, vào rất lâu trước, đích thật là như vậy. Sau võ đạo trung điểm chính là thập phương thần cảnh, trực tiếp tiến vào thần đạo. Nhưng dưới phiến thiên không này đã quá lâu không xuất hiện cường giả thần cảnh rồi, sau khi tu vị một người xông lên cửu tinh đỉnh phong vẫn đang không ngừng tiến lên, đột phá, lúc này cũng đã vượt ra khỏi phạm trù võ đạo, nhưng không cách nào tu luyện thành thần, vì vậy xuất hiện một cảnh giới mới, chính là siêu phàm nhập thánh. Hắn dương mắt liếc nhìn Lý Vân Tiêu, nói, ngươi khi mạnh nhất kiếp trước có lẽ cũng bước chân vào siêu phàm nhập thánh a. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, loại lực lượng siêu việt tất cả kia, có khác biệt rất lớn với võ đạo chi lực bình thường sao? Lý Vân Tiêu phục hồi tinh thần lại từ khiếp sợ, cười khổ nói, đích thật có khác biệt, nhưng ta vẫn cho là đó là nguyên lực biến hóa trước khi đột phá đến thần cảnh, cũng chính là một quá trình tích lũy từ lượng biến sinh ra chất biến. Hải Hoàng nói, suy nghĩ kia của ngươi cũng không có gì lạ, dưới phiến thiên không này, cơ hội thành thần vẫn có, chỉ có điều cực kỳ hà khắc thôi. Tỷ như nói, nếu như có thể phục hồi Ma Ha Cổ Kinh lại như cũ,
hơn nữa thông hiểu đạo lý, như vậy vô luận thiên địa biến hóa như thế nào, đều không thể ngăn cản ngươi thành thần. Lý Vân Tiêu im lặng, biết rõ chuyện bí mật bực này, Hải Hoàng là tuyệt sẽ không dễ dàng nói ra được. Dù sao quan hệ đến mộng tượng trung cực mà vài vạn năm qua vô số cường giả luôn hướng tới. Về phần phục hồi ma ha cổ kinh, căn bản chính là tuyệt không có khả năng. Hắn nói, nếu ta bổ toàn bộ chữ ngoài điện, Hải Hoàng đại nhân có thể nói cho ta biết con đường thành thần đi thế nào không? Hải Hoàng cười nói, ngươi không bổ được đầy đủ đâu, 360 chữ thiếu phân bố trong 4 quyển thần quyết, ngươi chỉ có thể bổ được 180 chữ, với tư cách thù lao, ta có thể cho ngươi chọn 500 chữ trên trụ để tìm hiểu. Lý Vân Tiêu trong lòng đại động, 500 chữ đã là một số lượng không nhỏ rồi, nếu mình có thể hoàn toàn lĩnh hội quán thông, vậy thì chỗ tốt không thể đo lường được. Hải Hoàng khẽ cười nói, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, có thể chậm rãi cân nhắc. Ánh mắt của hắn dần dần phát sáng lên, trở nên có chút cực nóng. Vân Tiêu công tử có thể bày thập giai thần hỏa kia ra cho ta đánh giá chút không? Khuôn mặt vốn bình tĩnh lần đầu tiên sinh ra biến hóa lớn như thế, chứng minh hắn khó có thể che giấu mừng rỡ cực độ và kích động trong lòng. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái, lập tức không giữ lại chút nào, một tay bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm hiện ra một đạo phượng hoàng ấn ký, sau đó một tiếng thu minh đến từ viễn cổ vang lên, một đám hỏa diễm lớn cỡ ngón cái lập lòe nhảy lên nơi mi tâm hắn. Phượng hoàng chân viêm, Hải Hoàng kinh hô một tiếng, trên mặt một mảnh đại hỉ, nhưng sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia, thời gian dần qua lại nhíu mày. Lý Vân Tiêu nói, sao hả, ngọn lửa này còn chưa đủ sao? Hải Hoàng nói, đây thật là thật sự phượng hoàng chân viêm, nhưng đóa chân viêm này lại mang theo tổn thương. Mang theo tổn thương. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, lúc hắn đạt được đóa phượng hoàng chân viêm này đã trực tiếp thu tin tức trong đó, đầu thần hỏa phượng hoàng kia đích thật đã bị thương khi chiến đấu với hắc diễm hung hồn sát, hắn không khỏi hoảng sợ, Hải Hoàng thậm chí ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra được sao. Hải Hoàng gật đầu nói, đúng vậy. Hơn nữa đóa chân viêm có chút kỳ quái, tựa hồ đã bị hỏa diễm khác cải tạo qua. Trên mặt hắn một mảnh hoài nghi. Kỳ quái, trên đời này còn có hỏa diễm gì có thể khiến cho phượng hoàng chân viêm sinh ra biến hóa chứ? Lý Vân Tiêu không khỏi tâm phục khẩu phục, nói. Chân thực chi nhãn quả nhiên là thần nhãn mạnh nhất thế gian, đóa phượng hoàng chân viêm này đã hấp thu một chút băng sát tâm diễm. Sắc mặt Hải Hoàng đại biến, lộ ra vẻ kinh hãi, chợt nói. Thì ra là thế, không trách được, trách không được. Hắn một mình thì thầm một hồi, mới nói. Có chút đáng tiếc, nếu có thể dung hợp nhiều hơn một chút thì có lẽ thần hỏa này có thể tự động chữa trị nguyên vẹn rồi. Nhãn quang Lý Vân Tiêu khẽ động, xê thần hỏa nơi mi tâm dần dần dập tắt, nói. Chẳng lẽ hỏa diễm này còn không đốt được thất tinh đăng sao? Hải Hoàng nói. Trừ phi ngươi có thể lưu lại Hải Hoàng điện lâu dài, một mực chiếu khán thần hỏa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, đây hiển nhiên là điều kiện không thể nào. Hải Hoàng cười nói. Cũng thế, với tư cách là trả thù lao cho việc ngươi giúp ta, ta liền tu sửa thập giai thần hỏa này cho ngươi, ngươi xem có được không? Lý Vân Tiêu nói. Nếu có thể tu sửa, tự nhiên không thể tốt hơn rồi. Tuy rằng không biết tu sửa và hiện giờ có gì khác nhau, nhưng nghĩ đến tất nhiên sẽ lợi hại hơn rất nhiều. Hải Hoàng nói. Thái Dương Chân Kinh chính là thần pháp bí truyền của Hải Hoàng Điện, vì tu luyện thần quyết này làm chơi ăn thật, lúc trước tổ tiên từng đạt được một kiện kỳ vật, tên là Thiên Địa Rong Lô. Bên trong có đại lượng chân nguyên hỏa hệ, có thể tẩm bổ thần hỏa. Đại đệ tử Cốt Hồng của ta vừa hay sắp xuất quan khỏi đó, ngươi tới đúng lúc. Lý Vân Tiêu nói, tu sửa thần hỏa phải mất bao lâu? Hải Hoàng nói, cái này phải xem lực khống chế của ngươi đối với thần hỏa rồi. Chưa bao giờ có tiền lệ nên ta cũng không biết, đi theo ta. Thân ảnh Hải Hoàng dần dần trở nên nhạt đi, như trăng trong nước, hóa thành một đạo quang mang bay ra ngoài điện. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm thế mới biết, thì ra Hải Hoàng một mực trước mắt mình chỉ là một đạo hình chiếu mà thôi, chân thân của hắn sợ rằng còn đang thủ hộ trước thất tinh đăng. Hai người lập tức đuổi kịp, theo đạo quang mang kia xuyên thẳng qua trên đảo. Ở trên đảo một mảnh chim hót hoa nở. Giống như đã quen thuộc với khí thức võ giả, ba đạo cầu vòng quang xuyên qua chúng cũng không chút sợ hãi, một mảnh điềm tĩnh bình yên. Rất nhanh, liền đi tới một góc trên hòn đảo, gặp phải biển sâu vô tận.
Hình chiếu hải hoàng lộ ra hào quang, đi đến trước mặt biển sâu, ngóng nhìn xuống. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm cũng theo đó nhìn xuống, chỉ thấy một phiến hải vực trước mắt lại lộ ra đỏ thẫm, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt. Diệp Phàm cả kinh nói. Đây mới là họ hải danh xứng với thực A. Sóng cả đỏ thẫm không ngừng vỗ bờ, mỗi một cái đều dâng lên nhiệt độ cực cao, giống như đang phơi nắng dưới mặt trời vậy. Hải Hoàng nói. Thiên địa rong lô ở ngay bên dưới này, bị tổ tiên dùng vạn niên hàn băng trấn trụ. Lý Vân Tiêu sinh nghi nói. Rong lô này chỉ có thể dung nạp một người sao? Hải Hoàng nói. Đương nhiên không phải, ngươi là chỉ đại đệ tử cốt hồng của ta sao? Thần sắc trên mặt hắn lộ ra quái dị, ngâm giọng nói. Tốt nhất là không nên gặp phải hắn, đợi sau khi tu sửa thần hỏa, đốt lên thất tinh đăng ngươi lập tức rời đi đi. Lý Vân Tiêu khó hiểu nói. Vì sao? Hải Hoàng nói. Bởi vì cốt hồng đối với Thủy Thiên tình căn thâm trùng, từ xưa đến nay, mà Thủy Thiên bây giờ lại trung tình với ngươi, nếu cốt hồng biết được thì tất nhiên sẽ giết ngươi. Lý Vân Tiêu suy cười một tiếng, tự nhiên sẽ không để loại chuyện này trong lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, nói. Nếu muốn ước thúc lời mà nói, chẳng lẽ ngươi còn không quản được đồ đệ của ngươi sao? Hải Hoàng thở dài một tiếng, nói. Ngoài thân Hải Hoàng, thống lĩnh Tứ Hải, cũng có rất nhiều nỗi khổ tâm thân bất do kỷ. Ở trong Tứ Hải, ngoại trừ vương tộc ra, cũng không có không ít tồn tại cường đại đều là cấp độ B. Nhưng thế nhân có điều không biết chính là, ngoại trừ những chủng tộc này, vẫn tồn tại một ít chủng tộc còn sót lại vào thời thượng cổ, bởi vì trường kỳ sống một mình ở biển sâu. Cho nên rất ít bị ảnh hưởng do thiên địa biến hóa, thực lực những chủng tộc này thậm chí đã vượt qua hải tộc cấp độ B, mặc dù là so với ba gia ta cũng không kém bao nhiêu. Lý Vân Tiêu cả kinh, thiên hạ này to lớn, xem ra quả thật không thể đong đếm. Chẳng lẽ cốt hồng kia chính là đến từ thế lực siêu việt hải tộc cấp độ B sao? Hải Hoàng gật đầu nói. Đúng vậy, năm đó thu hắn làm đồ đệ cũng là có chút bất đắc dĩ, kẻ này trời sinh tính tàn bạo lãnh khốc. Ta một mực hy vọng có thể giáo hóa hắn, nhưng hiệu quả lại quá mức bé nhỏ. Lúc này ở trên đảo, ta hy vọng ngươi có thể tận lực lảng tránh hắn. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Hắn không chọc đến ta, ta tự nhiên sẽ không đi trêu chọc hắn. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, rơi xuống biển cả đỏ thẫm kia. Hải Hoàng cười khổ một tiếng, biết rõ Lý Vân Tiêu cũng tuyệt không phải người chịu thiệt, thở dài. Chỉ hy vọng đừng nháo ra chuyện mới tốt. Diệp Phàm cười nói. Yên tâm đi, Vân Tiêu đại ca thì sẽ có chừng mực thôi. Lòng hắn âm thầm ngạc nhiên, tính nết vị Hải Hoàng trước mắt này tựa hồ cũng không lớn như lời đồn. Tương truyền năm đó thống lĩnh Tứ Hải, vây công thánh vực, vạn phu không ai địch nổi, hôm nay gặp được lại giống như một trưởng bối hiền lạnh vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền